Chờ Thỏ Ra nói tới đây thời điểm, Dương Nghị Vân cười khổ nói, ta nói Thỏ Ra mặt khác đều hảo thuyết, nhưng ngươi làm ta xử lý đế tôn vô thượng đây là thiên phương dạ đàm a, không nói đến đế tôn vô thượng một người, chỉ cần nói đế tôn vô thượng nơi 33 thiên điện, liền có vô số thiên tộc cường giả tồn tại, là năm đó thiên tộc đệ nhất thế lực, càng là toàn bộ thần giới trên danh nghĩa người thống trị. Dựa theo ta hiện tại thực lực tu vi cũng không biết ngày tháng năm nào đi, mới có thể cùng 33 thiên điện những cái đó vương bát đản đối kháng, hơn nữa trừ bỏ 33 thiên điện ở ngoài, còn có Càn Khôn thần điện người muốn ta mệnh, phía trước cái kia thần vương dẫn dắt trăm tên thần quân chính là Càn Khôn thần điện người, ta hiện tại cảm giác toàn bộ thần giới đều ở đuổi giết ta. Có thể đi vào nơi này cũng là bị đuổi giết không có biện pháp mới tiến vào, không nghĩ tới đụng phải Thỏ Ra, lần này cần không phải ngài lão ra tay, ta khả năng sớm bị những cái đó vương bát đản giết. Dương Nghị Vân cuối cùng là đem trong lòng nước đắng phun ra. Bất quá hắn nói lại là cảm nhận được sát khí, làm hắn nhịn không được có điểm rét run, không tự chủ được ngừng lại. Ngay sau đó nhìn về phía Thỏ Ra, lại là phát hiện này cổ lệnh người sợ hãi sát ý, đúng là từ Thỏ Ra trên người phát ra tới. Thỏ Ra. Dương Nghị Vân phát hiện Thỏ Ra không thích hợp, nhỏ giọng hô một câu. Thỏ Ra đôi mắt lại một lần biến thành xích hồng sắc nhìn Dương Nghị Vân. Gần từng chữ một nói, ngươi là nói Càn Khôn thần điện người đuổi giết ngươi. Đúng vậy, đã không phải lần đầu tiên, bọn họ nói muốn ta trên người Càn Khôn thần tôn truyền thừa, hiện tại nghĩ đến chính là Càn Khôn hồ đi. Dương Nghị Vân nói ra, đây là một lần thử, nếu Thỏ Ra thật là Càn Khôn thần tôn chiến đấu thần thú, dựng lên là phi thường thân cận cái loại này nói, như vậy hắn nên biết Càn Khôn thần điện tồn tại. Phản chi Dương Nghị Vân tắc sẽ cho rằng Thỏ Ra tâm tư cũng không phải là đơn giản như vậy. Ha ha, Thỏ Ra cười lạnh một tiếng nói, Càn Khôn thần điện là Càn Khôn thần tôn một tay sáng tạo thế lực, hiện tại lại có Càn Khôn thần điện người, đuổi giết Càn Khôn thần tôn truyền nhân, nếu là Càn Khôn thần tôn còn sống, không biết sẽ nghĩ như thế nào, xem ra năm đó hắn làm ta lựa chọn ngủ say, chờ đợi ngươi xuất hiện là sớm có đoán trước. Đừng lo, kế tiếp Thỏ Ra ta mang ngươi đi Càn Khôn thần điện. Thỏ Ra nhưng thật ra muốn nhìn một chút năm đại pháp thần chung ai ngờ giết ngươi, hoặc là nói là bọn họ đều muốn giết ngươi, vẫn là đều muốn trên người của ngươi Càn Khôn hồ. Ha ha ha, Nhất Bang Bạch Nhãn Lang, cho rằng thần tôn không hề liền không có người thu thập các ngươi sao. Cuối cùng một câu Thỏ Ra nói nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hiện tại xem ra Thỏ Ra là Càn Khôn thần tôn thần thú không sai, cũng là Càn Khôn thần tôn lưu lại chế hành Càn Khôn thần điện tồn tại. Cũng không biết Thỏ Ra có cái gì thủ đoạn. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi, Thỏ Ra ngài ý tứ là, đi Càn Khôn thần điện. Đương nhiên, tiểu tử ngươi phải biết rằng, ngươi là Càn Khôn thần tôn truyền nhân, đó chính là Càn Khôn thần điện chủ nhân, vậy ngươi là thuộc về ngươi, những cái đó vương bát đản hiện tại cư nhiên còn muốn giết ngươi, ha ha, gan phì. Thỏ Ra cười lạnh không thôi. Thỏ Ra ta nghe nói, Càn Khôn thần điện từ trước kỷ nguyên Càn Khôn thần tôn hợp đạo ngã xuống lúc sau. Liền vẫn luôn bị thiên tộc 33 thiên điện quét sạch, bị có thể xưng là Càn Khôn dư nghiệt thế lực, đã tránh ở âm thầm, thế lực cùng trên thực lực như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Thỏ Ra hừ lạnh một tiếng nói, Càn Khôn thần điện thế lực cùng thực lực như thế nào? Thỏ Ra như vậy cùng ngươi nói đi, năm đó nếu không phải thiên tộc đại phê lượng tàn sát phi thăng giả một mạch, một những cái đó nhỏ yếu phi thăng giả uy hát yếu ta, Càn Khôn thần tôn đều mang theo Càn Khôn thần điện thế lực đánh thượng 33 thiên điện. Ngươi nói Càn Khôn thần điện thế lực cùng thực lực như thế nào? Đương nhiên cuối cùng vẫn là bởi vì đế tôn cùng thiên tộc những cái đó vương bát đản quá đê tiện, thần tôn vẫn là lựa chọn hợp đạo ngã xuống bảo toàn phi thăng giả một mạch, nếu không năm đó thiên tộc cùng phi thăng giả một mạch đại chiến, kia có hắn thiên tộc chuyện gì? Năm đó Càn Khôn thần điện nhất cường thịnh hết sức, thần tôn ngồi xuống nhưng có ước chừng 10 đại thiên đạo cấp bậc cường giả, đáng tiếc chung quy ở kia một hồi đại chiến chung ngã xuống quá nhiều. Thỏ Ra ta chỉ nhớ rõ năm đó thần điện thiên đạo cấp bậc cao thủ tất cả đều ngã xuống xong rồi, chỉ để lại năm đại pháp thần. Hiện tại xem ra hẳn là thần điện năm đại pháp thần chung trong đó mỗi một cái muốn giết ngươi muốn từ trên người của ngươi đạt được thần tôn truyền thừa, muốn nói năm đại pháp thần toàn bộ đều tạo phản, hẳn là không đến mức, năm đó có thể đi vào thần điện thần tộc, mỗi một cái đều là thần tôn cuồng nhiệt người sùng bái. Tiểu tử ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có Thỏ Ra ở Càn Khôn thần điện những người đó phiên không được thiên, chờ ta mang ngươi đi Càn Khôn thần điện, tiếp quản thần điện, ngươi liền có tư bản cùng 33 thiên điện những cái đó thiên tộc vương bát đản đối kháng, hơn nữa chờ ngươi nhập trú Càn Khôn thần điện, đến lúc đó thiên tộc đối với ngươi đuổi giết cũng sẽ kết thúc.
Thỏ ra thực khí phách nói ra như vậy một phen lời nói. Mặc kệ hắn có thể làm được hay không, ít nhất giờ phút này Dương Nghị Vân thật sự là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền đi thần điện. Đương nhiên hắn biết bất luận cái gì sự tình đều không có đơn giản như vậy, nhưng dù sao cũng phải tới nói, hắn từ giờ trở đi, cuối cùng là có một cái dựa vào, hôm nay cùng Thỏ ra tương ngộ, liệu đến này đó có chút hắn biết, có chút hắn không biết, nhưng ít ra có thể xác định Thỏ ra là thật sự, là càn khôn thần tôn bên người thần thú, vậy là đủ rồi. Cứ việc không biết Thỏ ra đến tột cùng có độ cường đại. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được hỏi, Thỏ ra ta có thể hỏi một câu ngài lão cái gì tu vi sao? Ha ha, tiểu tử ngươi lòng dạ hẹp hỏi thật nhiều, hỏi Thỏ ra tu vi là ở lo lắng có thể hay không đi càn khôn thần điện đi. Thỏ ra cười cười, rồi sau đó khí phách vô cùng nói, tiểu tử yên tâm, tuy rằng Thỏ ra ta là vừa rồi từ ngủ say trung thức tỉnh, đích xác thực lực còn không có khôi phục đến đỉnh chi cảnh, nhưng là đi càn khôn thần điện, nhắm mắt lại đều có thể, đừng lo, ngươi hiện tại chỉ cần suy xét tiếp quản càn khôn thần điện lúc sau, như thế nào làm tốt càn khôn thần điện chi chủ mới là lẽ phải. Ách Dương Nghị Vân nghe Thỏ ra nói chuyện có chút vô ngữ, này chỉ lão con thỏ đều không nói tu vi thực lực, liền lớn như vậy khẩu khí, thật không biết hắn từ đâu ra tự tin. Hảo đi, không nói liền không nói đi, ít nhất có một chút Dương Nghị Vân là rõ ràng, Thỏ ra thật là có thủ đoạn. Phía trước kia lôi đình chi uy, quả thực giống như là nắm giữ thiên kiếp bộ dáng, quá dọa người. Dù sao có thể gặp được Thỏ ra cũng coi như là hắn khí vận một loại. Đương nhiên càng có rất nhiều. Có một loại bị an bài thật là tự tại. Thực hiển nhiên hắn cùng Thỏ ra có thể ở chỗ này tương ngộ, hết thảy đều như là rõ ràng chung tự do an bài giống nhau. Là ai an bài, hiện tại thực rõ ràng, chính là càn khôn thần tôn bút tích. Thỏ ra nói hắn ngủ say lúc sau, chờ đợi chính là càn khôn thần tôn truyền nhân, chỉ cần truyền nhân xuất hiện, hắn liền sẽ ở trước tiên tỉnh lại. Loại này vận mệnh bị an bài cảm giác, mới đầu làm Dương Nghị Vân thực khó chịu. Nhưng hiện tại nghĩ đến, cũng không có gì không tốt. Trải qua vài lần đuổi giết, một đường căng căng chiến chiến, hắn là cảm nhận được chính mình thế đơn lực mỏng, nếu hết thảy đều bị càn khôn thần tôn an bài, thà có thể làm hắn quá tự tại một ít, ít nhất có mấy người cao thủ xuất hiện tại bên người, đảo cũng chưa chắc không thể. Nếu hết thảy chính như Thỏ ra lời nói, có thể dẫn hắn đi càn khôn thần điện, thành công tiếp quản càn khôn thần điện, như vậy về sau liền không cần sợ bị đuổi giết. Thậm chí có thể bắt đầu tổ chức người phản kích. Thiên tộc đế tôn vô thượng 33 thiên điện, chú định sẽ là hắn tử địch, không có giải hòa khả năng, một khi đã như vậy, vậy như Thỏ ra lời nói bắt đầu xuống tay mưu hoa đi. Đến lúc đó đánh thượng 33 thiên điện, xử lý đế tôn vô thượng, hắn liền chân chính an toàn. Kỳ thật Dương Mỗ Nhân không có gì dã tâm, hắn phi thăng thần giới mục đích chỉ có như vậy một hai cái, tìm được chết lão nhân cùng sư nương. Xác nhận chết lão nhân có phải hay không còn hoặc là còn bình an liền hảo, hiện tại xem ra chết lão nhân hẳn là tồn tại, chỉ là không biết ở thần giới địa phương nào, thiên cơ sư nương lấy thiên cơ đại pháp suy đoán quá lão nhân ở thiên thành xuất hiện quá, cho nên là nàng tìm được rồi thiên thành, lại là không nghĩ tới nàng chính mình ngược lại bị ác nhân ba người cấp bắt lấy phóng tới chợ đen bán đấu giá. Cứ việc hắn cứu sư nương, nhưng lại cũng bởi vậy mà liên lụy sư nương, quấn vào bị thiên tộc đuổi giết chung. Căn bản là không có thời gian ở đi tìm sư phó. Ngày này đều là bởi vì thiên tộc 33 thiên điện. Đương nhiên còn có càn khôn dư nghiệt thế lực, bất quá dựa theo Thỏ ra cách nói, càn khôn thần điện chung muốn đuổi giết chính mình người, không có khả năng là toàn bộ, có khả năng là trong đó mỗi một cái thế lực, chuyện này Thỏ ra nói sẽ giải quyết. Đến nỗi sư phụ sự, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ, kế tiếp hắn chuẩn bị làm Thỏ ra mang theo lại lần nữa phản hồi thiên thành. Lão nhân là nhất định phải tìm xem, còn có chính là đi thiên thành còn có cái thứ hai nguyên nhân, đó chính là ác nhân bang tôn tử, nghe nói còn có thiên tộc hỏa thần vương ở, vừa lúc đi ra một ngụm ác khí. Kế tiếp hắn cùng Thỏ ra hàn huyên rất nhiều, trong lòng về càn khôn thần tôn sự tích, muốn biết không muốn biết, đều hỏi, mà Thỏ ra nhất nhất giải đáp ra tới, hắn cũng đem chính mình một đường đi tới lịch trình, có thể nói toàn bộ đều nói. Đây là lẫn nhau chi gian thủ tín. Sự thật chứng minh Thỏ ra ở Dương Nghị Vân thực trong mắt thật sự là cái kiến thức uyên bác, không học đa tài con thỏ. Từ thần giới bí văn đến tu luyện thượng lông gà vỏ tỏi vân vân, chỉ cần Dương Nghị Vân có thể hỏi ra tới, Thỏ ra đều có thể trả lời đi lên. Cuối cùng Dương Nghị Vân hỏi Thỏ ra ta càn khôn hồ chung tình huống, dựa theo người ý tứ, là còn không có hoàn toàn khai phá ra tới sao? Đương nhiên đâu, ngươi cho rằng càn khôn hồ là cái gì chí bảo?
kia cũng không phải là Càn Khôn Thần Tôn luyện chế mà ra chí bảo, ta từng nghe Càn Khôn Thần Tôn nói, hắn cũng là ngẫu nhiên gian được đến Càn Khôn Hồ, từ đây liền đi lên Ngưu Bức chi lộ, một đường trưởng thành tới rồi thần giới Càn Khôn Thần Tôn địa vị, đương nhiên thần tôn chỉ là một cái xưng hô, Càn Khôn Thần Tôn chân chính tu vi đạt tới kém một bước là có thể hợp đạo viên mãn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, mạnh mẽ hợp đạo cuối cùng bảo toàn phi thăng giả một mạch, nhưng chính mình lại ngã xuống, bằng không Càn Khôn Thần Tôn nếu là đi bước một tu luyện tự nhiên mà vậy hợp đạo thành công, hiện tại chính là thần giới chi chủ, lại nói tiếp Càn Khôn Thần Tôn chính là chân chính đỉnh thiên lập địa người. Đến nỗi Càn Khôn Hồ cái này chí bảo bản thân liền không phải có thể luyện chế ra tới, thậm chí là siêu việt hợp đạo cấp bậc tồn tại, đến nỗi chân chính là cái gì cấp bậc chí bảo. Có lẽ chỉ có Càn Khôn Thần Tôn chính mình mới biết được, dù sao ta là không biết. Chỉ biết Càn Khôn Hồ bên trong, ở đỉnh thời điểm, bên trong không gian chính là một phương đại thế giới như vậy đại. Dựa theo tiểu tử ngươi hiện tại cách nói, hiện tại Càn Khôn Hồ không gian một cái tiểu thế giới không gian đều không tính là. Thỏ ra nói, ta đây hẳn là như thế nào càng tốt vận dụng Càn Khôn Hồ. Dương Nghị Vân hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Cái này ta cũng không biết, rốt cuộc đó là Càn Khôn Hồ. Hiện tại nhận ngươi là chủ, cũng chỉ có chính ngươi đi cân nhắc, bất quá có một chút ta dám khẳng định, Càn Khôn Hồ muốn hoàn toàn triển lãm ra uy lực tới, hẳn là vẫn là cùng thực lực của ngươi có quan hệ, rốt cuộc tiểu tử ngươi hiện tại quá yếu, đừng nói Càn Khôn Hồ, liền tính là trên người của ngươi thiên đạo cấp bậc bảo vật ngươi cũng phát huy không ra toàn bộ uy lực tới, cho nên vẫn là hảo hảo tu luyện tăng lên tu vi thực lực mới trọng điểm, mặt khác đừng nghĩ nhiều. Tự thân thực lực mới là ngươi hết thảy. Thỏ ra xem như cấp Dương Nghị Vân đảm đương một hồi sư phụ. Cái này trả lời làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết có một số việc là cưỡng cầu không tới, điểm điểm tỏ vẻ chính mình đã biết. Được rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi trước Càn Khôn Thần Điện đi, ngủ say ngàn vạn năm, thỏ ra ta thật là có điểm tưởng niệm thần điện kia địa phương, lão hổ không ở nhà, thoạt nhìn tình huống hiện tại là con khỉ xưng bá vương, ha ha cư nhiên liền ngươi cái này thiếu chủ đều hạ sát thủ. Chẳng lẽ đang lúc cho rằng thần tôn hợp đạo, thế gian liền không ai có thể trị được bọn họ sao? Thỏ ra giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sâu kín nói chuyện, ngữ khí có chút lạnh băng. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai đều cảm giác nói cả người rét run. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng còn ở nhớ thương sư phụ sự tình, nhịn không được nói, thỏ ra đi Càn Khôn Thần Điện phía trước, ta tưởng lại đi một chuyến thiên thành có thể sao? Đi thiên thành, thỏ ra nghi hoặc. Dương Nghị Vân gật đầu đem thiên cơ sư nương tìm kiếm sư phụ sự tình nói ra, cũng giảng thuật ở thiên thành ác nhân giúp cùng hỏa thần vương vô cùng có khả năng ở sự tình. Thỏ ra nghe xong lúc sau, lại là nhìn Dương Nghị Vân nói, người có không thúc giục Càn Khôn Hồ cho ta xem. Dương Nghị Vân sửng sốt, trong lòng ám đạo, này chỉ lão con thỏ muốn làm sao, không phải phía trước nhìn đến quá Càn Khôn ở cánh tay hắn thượng đồ án sao, lúc này còn muốn cho hắn thúc giục nhìn xem, cũng không đáp ứng chính mình đi thiên thành. Tưởng quy tưởng, nhưng Dương Nghị Vân ngẫm lại lúc sau lại là như cũ nâng lên cánh tay trái thúc giục Càn Khôn Hồ. Tức khắc Càn Khôn Hồ phát ra kim quang, lộng lẫy vô cùng. Thỏ ra bị bao phủ ở Càn Khôn Hồ kim quang chung, gật gật đầu lẩm bẩm, chính là loại cảm giác này, không sai, không sai. Nói chuyện những lời này sau, lại đối Dương Nghị Vân mở miệng nói, có không cho ta một giọt sinh mệnh chi thủy. Dương Nghị Vân lúc này sửng sốt. Không biết này chỉ lão con thỏ muốn làm gì. Lúc này cùng thỏ ra mở miệng nói, năm đó ta đi theo Càn Khôn Thần Tôn thời điểm, liền biết sinh mệnh chi thủy đối hết thảy yêu thú duỗi tay diệu dụng, thỏ ra ta hiện tại càng thức tỉnh, yêu cầu một giọt thủy mệnh chi thủy. Cái này lý do có điểm gượng ép nhưng lại cũng coi như hợp lý, hơn nữa Dương Nghị Vân biết sinh mệnh chi thủy, có thể khống chế hết thảy yêu thú thần thú gì đó, thỏ ra như vậy muốn, tự nhiên cũng không phải là tổn hại hắn chi tâm. Không lý do, cũng không cảm nhận được. Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân đem một giọt sinh mệnh chi thủy triệu hồi ra tới, bay về phía thỏ ra. Người sau vừa mở miệng lại là đem sinh mệnh chi thủy nuốt đi xuống. Ngay sau đó thỏ ra trên người lại là bạch quang chói mắt bùng nổ, thả có tư tư lôi điện vần quanh. Dương Nghị Vân khiếp sợ, theo bản năng tưởng lui về phía sau đi. Nhưng lúc này thỏ ra phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó bạch quang tan đi. Dương Nghị Vân định thần vừa thấy, lại là phát hiện tại chỗ xuất hiện một cái đầu bạc râu bạc trắng lão ông, cầm trong tay một cây năm tên cây mây quải trượng, một thân bạch y. Càn Khôn Thần Điện Lôi Đình hộ pháp tôn giả, Hỗn Nguyên Thỏ, bái kiến thiếu chủ. Cái này lão giả hiển nhiên là thỏ ra biến hóa mà đến,
nhưng là đột nhiên cho hắn tới một màn này, lại là làm hắn có chút trở tay không kịp. Lão con thỏ ngay từ đầu chính là vô cùng cao ngạo, hiện tại lại là đối với hắn quỳ một gối xuống đất, trong miệng thiếu chủ, đây là tình huống như thế nào? Ách thỏ ra ngài lão đây là, Dương Nghị Vân ngược lại có chút không được tự nhiên. Cũng là, lão con thỏ một chút biến thành một cái mạo điệt chi nam lão ra ra, quỳ một gối xuống đất ở trước mặt hắn, cái này làm cho hắn có thể tự tại mới là lạ, nói chuyện chung Dương Nghị Vân đem thỏ ra nâng dậy. Đây là ngươi thần điện quy củ. Thỏ ra ta thân là thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả, có chút quy củ người khác có thể quên, có thể không tuân thủ, nhưng ta thỏ ra ta cần thiết tuân thủ, lại còn có muốn đi giữ gìn. Hiện giờ càn khôn thần tôn càn khôn hồ chí bảo ở trên người của ngươi, đây là thần điện tín vật, biểu thị ngươi là thần điện tân chủ nhân, bất luận cái gì một cái thần điện người mặc kệ hắn tu vi cao thấp đều phải tôn ngươi là chủ, ta cũng không ngoại lệ. Mặt khác thỏ ra ta này nhất bái, bái chính là càn khôn thần điện người thừa kế. Càng là bái càn khôn thần tôn, cho nên tiểu tử ngươi cũng không cần có áp lực, ngươi chỉ cần biết từ giờ trở đi, ngươi là càn khôn thần điện chi chủ, càng là càn khôn thần tôn truyền thừa, là thần giới thân phận địa vị chi cao vô thượng người chính là, mặt khác không cần đi nghĩ nhiều. Thỏ ra lời này nói ra, làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút khác thường, càng nhiều là thổn thức. Hắn không nghĩ tới thỏ cư nhiên là càn khôn thần điện cái gì lôi đình hộ pháp tôn giả. Cứ việc không biết cái này lôi đình hộ pháp tôn giả ở càn khôn thần điện có kiểu gì địa vị, nhưng nghĩ đến cũng kém không được. Đối thỏ ra này một phen lời nói hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đối đáp, cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Bởi vì hắn biết chính mình thực lực này, có lẽ đi càn khôn thần điện chính là cái cặn bã đi. Dù sao nghe thỏ ra ý tứ, liền tính là càn khôn thần điện hiện tại không phải trước kỷ nguyên cái loại này đỉnh kỳ, nhưng tục ngữ nói rất đúng, siêu chết lạc đà so mã đại. Tất nhiên cũng là cao thủ nhiều như mây địa phương, hắn hiện tại cho rằng chính mình là cái cặn bã có lẽ thật đúng là không sai. Thỏ ra lôi đình hộ pháp tôn giả ở càn khôn thần điện là cái gì đó cấp bậc. Hướng ngài như vậy cường giả ở càn khôn thần điện có bao nhiêu? Cuối cùng Dương Nghị Vân vẫn là nhìn không được hỏi ra trong lòng tò mò. Còn đừng nói hắn hiện tại xem biến hóa thành nhân thỏ ra thoải mái, có một loại nhà bên lão gia gia cảm giác. Tiểu tử ngươi tưởng gì đâu? Hộ pháp tôn giả cũng không phải là cải trắng, liền tính là ở càn khôn thần điện đỉnh thời đại, hộ pháp tôn giả cũng chỉ có hai cái, một cái là ta, một cái khác là kỳ lân tôn giả, chúng ta hai cái bị xưng là càn khôn thần điện tả hữu hộ pháp tôn giả, đáng tiếc a, ta là tả hộ pháp, kỳ lân là hữu hộ pháp, đáng tiếc chính là, kỳ lân tôn giả ở năm đó một trận chiến chung ngã xuống. Nói tới đây thời điểm, thỏ ra khó tránh khỏi có chút thương cảm. Nhưng Dương Nghị Vân lại là nghe trong lòng vừa động. Trong đầu đột nhiên nhớ tới, trông coi thần mộ viên kỳ lân chi hồn tới, nhịn không được đem hắn ở thần mộ viên cùng kỳ lân chi hồn sự tình nói ra. Kết quả thỏ ra nghe xong nói, đó chính là kỳ lân tôn giả, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có sứ mệnh, nguyên thần đều có thể bảo hộ thần mộ viên, hắn so với ta cường a. Dương Nghị Vân có thể làm càn khôn hồ cắn nuốt thần mộ viên, đảo cũng là dựa vào kỳ lân chi hồn hỗ trợ, hơn nữa kỳ lân chi hồn lúc trước còn đã cho hắn một tia kỳ lân nguyên thần chi lực. Làm hắn hóa giải quá vài lần sinh tử, lại nói tiếp là đại ân, hiện tại nghe cũng là có chút thương cảm. Hồi tưởng lên, kỳ lân chi hồn có thể giúp hắn, có lẽ lúc trước liền thấy được hoặc là nói cảm ứng được trên người hắn có càn khôn hồ hơi thở, chỉ là không có như thế nào điểm danh, còn nhớ rõ năm đó kỳ lân chi hồn còn nói quá một câu, đại ý liền nói hắn là người nào đó lựa chọn người, cho nên không có khó xử hắn, ngược lại là giúp hắn. Nhưng như vậy tưởng tượng tựa hồ lại có điểm không đúng. Nếu kỳ lân chi hồn lúc ấy chỉ người là càn khôn thần tôn nói, không khỏi có chút đông cứng, không nên là kỳ lân chi hồn đối chủ nhân càn khôn thần điện ngữ khí. Chẳng lẽ kỳ lân cùng càn khôn thần tôn chi gian đều không phải là chủ tớ quan hệ? Như thế cái bát quái, Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi thỏ ra một câu, kết quả thỏ ra trả lời là, càn khôn thần tôn dưới tòa thần thú năm đó rất nhiều, nhưng lại trước nay không phải đem thần thú trở thành người hầu cấp dưới quan hệ, mà là đồng bọn quan hệ. Kỳ lân có thể trở thành thần điện hộ pháp tôn giả, đó là bởi vì kỳ lân cùng càn khôn thần tôn đánh đố, kết quả kỳ lân thua, cho nên kỳ lân bất đắc dĩ làm càn khôn thần điện hộ pháp tôn giả, có chút không tình nguyện, ha ha. Nói lên năm đó chuyện cũ, thỏ ra như là nhớ tới tốt đẹp hoài nghi, ngược lại là nhịn không được nở nụ cười. Dương Nghị Vân gật đầu, trong lòng hiểu rõ, này liền có thể lý giải. Bất luận cái gì sự tình đều là có nhân thì có quả. Thỏ ra xả xa, ta nói muốn đi thiên thành việc. Dương Nghị Vân xem thỏ ra có chút thương cảm, vội vàng rời đi đề tài,
về tới chính đề thượng. Đi, Thỏ Gia, ta bồi ngươi đi một chuyến, dựa theo tiểu tử ngươi lời nói, sư phụ ngươi trời cao tà đảo cũng cùng Càn Khôn Hồ có rất sâu sâu xa, sợ cũng cùng thần điện có sâu xa, có thể tìm được tự nhiên là tốt nhất bất quá. Mặt khác, Thỏ Gia nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái gì chó má ác nhân giúp Hỏa Thần Vương có thể vậy ngươi thế nào, nếu Thỏ Gia ta thức tỉnh lại đây, liền sẽ không làm người ngoài khi dễ ngươi. Thỏ Gia nói chuyện như cũ khí phách vô cùng, điểm này rất đúng Dương Nghị Vân ăn uống. Chỉ chớp mắt thấy được bên người nằm Giao Quang, Dương Nghị Vân nhịn không được nói, Thỏ Gia này đầu có 7-8 thiên, ta cái này bằng hữu như thế nào còn không có tỉnh lại. Chờ, Thỏ Gia không nghĩ làm nàng tỉnh lại, nàng tự nhiên tính bất quá tới. Nói chuyện chung Thỏ Gia đối với Giao Quang cách không một lóng tay, một đạo bạch quang phi vào Giao Quang trong cơ thể. Ngay sau đó Giao Quang mở mắt, thấy được Dương Nghị Vân, đương nàng nhìn đến Thỏ Gia thời điểm, lại là rời đi đứng dậy. Tràn ngập cảnh giác, toàn thân đều căng chặt lên. Ở Giao Quang cảm giác chung cái này lão nhân giống như là một cái đầm sâu thẳm không thấp thủy giống nhau, căn bản nhìn không thấu mảy may, hơn nữa nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Dương Nghị Vân nhìn thấy này vội vàng nói, Giao Quang cô nương đừng khẩn trương đừng khẩn trương, vị này chính là Thỏ Gia là ta sư môn một vị trưởng bối. Dương Nghị Vân cũng không biết như thế nào giới thiệu Thỏ Gia. Đơn giản liền thuận miệng nói một câu là sư môn trưởng bối. Nhưng lại là làm Giao Quang mở to hai mắt nhìn, Dương Nghị Vân một cái mới vừa phi thăng thần giới không bao lâu người, khi nào có như vậy một vị sâu không lường được trưởng bối. Đương nhiên lời này nàng không hỏi, nếu Dương Nghị Vân nói là, đó chính là đi, ai còn không có điểm bí mật. Hiện tại xem ra các nàng không chết là Dương Nghị Vân vị này trưởng bối cứu giúp. Phản ứng lại đây sau, Giao Quang cung kính nói, đa tạ Thỏ. Tiền bối cứu giúp. Nàng Thỏ tiền bối tổng cảm giác quái quái, nhưng Dương Nghị Vân đều giới thiệu nói đối phương kêu Thỏ Gia, nàng tổng không thể đi theo kêu Thỏ Gia đi. Tiểu nha đầu không cần khách khí, người có thể cùng tiểu tử này ở bên nhau, còn có thể chu hộ hắn, nhưng thật ra Thỏ Gia muốn cảm tạ ngươi mới là, người thực hảo, rất có tiền đồ. Thỏ Gia cười như không cười khen một câu. Lời này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, lại là có chút già mà không đứng đắn cảm giác. Giao Quang cũng là sắc mặt đỏ lên, lại là không đang nói cái gì. Vừa rồi hắn nhìn một vòng, hảo gia hỏa bốn phía tất cả đều là than cốc giống nhau thi thể, thực hiển nhiên là bị lôi đình chi lực cấp đánh chết những cái đó thần quân, nàng ở hôn mê trước cũng lưu ý tới rồi băng phong thần vương bị chém thành cho tàn, hồi tưởng lên thật sự là đáng sợ lôi đình. Hiện tại ngẫm lại có lẽ những cái đó lôi đình đều không phải là yêu quang rừng rậm trống rỗng xuất hiện tự nhiên hiện tượng. Ngược lại vô cùng có khả năng cùng trước mắt cái này Thỏ Gia có quan hệ. Tuy rằng đối cái này Thỏ Gia rất tò mò, nhưng Giao Quang biết, có một số việc không nên hỏi vẫn là đừng hỏi hảo. Giao Quang trong lòng tưởng cái gì, Dương Nghị Vân không biết, đối Giao Quang hắn là tâm tồn cảm kích, ở hắn nghĩ đến, mặc kệ Giao Quang vì cái gì mục đích giúp hắn, chung quy là giúp hắn, này phân ân tình phải nhớ ở trong lòng. Theo sau Dương Nghị Vân đem thiên cơ sư nương phóng ra, đơn giản đem Thỏ Gia làm giới thiệu. Đại gia gặp qua lễ sau, Dương Nghị Vân khiến cho sư nương nói nàng suy đoán có quan hệ sư phụ trời cao tà tin tức. Thiên cơ cũng là thông minh người đối với Thỏ Gia xuất hiện, cũng chưa từng có nhiều dò hỏi, bởi vì nàng tin tưởng chính là Dương Nghị Vân. Mở miệng nói, chỉ là suy đoán đến sư phụ ngươi ở thiên thành xuất hiện quá, ở suy đoán nói, vẫn là muốn đi thiên thành thử lại. Vậy đi, chúng ta đi thiên thành, Dương Nghị Vân lập tức nói. Bốn người ngay sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này mới có Thỏ Gia tại bên người, Dương Nghị Vân trong lòng an ổn không ít. Phan Vô Cực cùng Tam Mắt, A Mãnh Dương Nghị Vân làm cho bọn họ tiếp tục ở Càn Khôn Hồ Trung tu luyện, dù sao tạm thời ra tới cũng không có việc gì, có Thỏ Gia một người đủ rồi. Đi đến khí độc bên cạnh thời điểm, Giao Quang lại là kinh hãi nói, là hổ lang thú. Đích xác thượng trăm đầu hổ lang thú ở khí độc bên cạnh. Lúc này Thỏ Gia cười cười nói, tiểu nữ oa không cần khẩn trương, chính là một quyền tiểu xúc sinh, nhảy nhót không đứng dậy, đi theo Thỏ Gia đi chính là. Nói chuyện chung, Thỏ Gia cầm trong tay cây mây quải trượng đi bước một về phía trước đi đến, giờ phút này hổ lang thú lại như là nhìn thấy gì đáng sợ hung thú, tức khắc rên gì tứ tán mà chạy, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Giao Quang vừa đối diện, đều đã biết, phía trước hổ lang thú lui tới. Hẳn là chính là đụng phải Thỏ Gia. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ ra, Thỏ Gia này chỉ lão con thỏ, đến tột cùng có cái gì thực lực,
Tam cảnh thượng trăm hổ lang đàn nhìn thấy hắn giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau sợ hãi, thỏ ra căn bản là không có động thủ a. Thực mau rời khỏi yêu quang rừng rậm. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn Giao Quang nói, Giao Quang cô nương ngươi đi trước một bước đi, ta mục tiêu quá lớn, lần này lại là đi thiên thành, chờ thiên thành sự, ta sẽ đi tìm ngươi cùng Ứng Minh quân cảm tạ. Giao Quang ngẫm lại đảo cũng là đạo lý này, tuy rằng thực khuyên bảo một chút, Dương Nghị Vân đừng đi thiên thành. Nhưng nhìn xem thỏ ra vẫn là nhịn xuống, nàng dù sao cũng là thiên thành đệ nhất thần phường người, duy trì Dương Nghị Vân chỉ có thể là âm thầm duy trì, cũng không thể công khai. Liền gật gật đầu nói, hảo, các ngươi bảo trọng. Hai bên phân biệt, thỏ ra lại là nói, đã đứng tới, ta mang các ngươi đi đi. Dương Nghị Vân cùng thiên cơ nghe nói, đến gần rồi thỏ ra bên người. Ngay sau đó hai người chỉ cảm thấy bay lên trời. Ngay lập tức phía trước liền đến vạn dặm trời cao, ngay sau đó cuồng phong gào thét, liền cảm giác nhanh chóng di động, phong quá lớn đôi mắt đều không mở ra được. Bất quá chỉ chớp mắt liền đã ngừng lại. Mở to mắt vừa thấy, Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, hảo gia hỏa đã tới rồi thiên thành chi trước cửa. Nhanh như vậy, hắn nhịn không được nói. Ngưng vân ngự phong mà thôi, tiểu tử ngươi cũng có thể làm được, chẳng qua không nắm giữ càng nhẹ nhàng phương pháp, quay đầu lại giáo ngươi. Thỏ ra nói, đa tạ thỏ ra Dương Nghị Vân đại hỉ, hắn học tập thần thông từ từ, kỳ thật thật tính lên là hữu hạn, hơn nữa đều là chính mình cân nhắc, căn bản liền không có nhân thủ bắt tay đã dạy, xem như là đơn giản tụ vân ngự phong chi thuật, nhưng hắn cũng biết đích xác yêu cầu bí quyết. Có thỏ ra dạy hắn, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình. Vân Nhi có người tới. Lúc này thiên cơ sư nương mở miệng, có chút khẩn trương. Không cần lo lắng, tới liền tới đi. Không tìm sự liền thôi, nếu là tìm việc nhi, thỏ ra ta vừa lúc ở thiên thành phát ra tiếng. Càn khôn thần điện từ giờ trở đi, đó là muốn xuất hiện ở thần giới trăm triệu hàng tỷ sinh linh tầm nhìn, tiểu tử ngươi không phải nói có cái gì hỏa thần vương cùng ác nhân giúp tìm ngươi phiền toái sao? Lần này liền kia bọn họ khai đao, thỏ ra nói chuyện khẩu khí như cũ là không sao cả thái độ. Tựa hồ bất luận cái gì sự cùng bất luận kẻ nào đều sẽ không làm hắn khẩn trương giống nhau. Ở giọng nói rơi xuống thời điểm, mấy chục mét có hơn một đôi thân xuyên chiến giáp thiên tộc thiên binh đã tới rồi bọn họ bên người. Cua binh cua đem, thỏ ra hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Tổng cộng 50 danh thiên binh, khoảng cách bọn họ mười mấy mét thời điểm dừng lại, thực rõ ràng là nhằm vào bọn họ, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tu vi không cao tất cả đều thiên thần cấp bậc, Dương Nghị Vân Đảo cũng không quá để ý. Chúng ta động thủ. Thiên cơ lại là nhịn không được nói một tiếng. Thỏ ra mở miệng nói, từ từ, có lưỡng đạo còn xem như có thể nhìn đến đại con kiến tới. Không đúng, cư nhiên có hơn 1000 thần quân cũng xuất hiện, nhưng thật ra có ý tứ, ha ha. Ở thỏ ra giọng nói lạc bế thời điểm, quả nhiên ở bọn họ đỉnh đầu bốn phía, phía sau từng đạo thần quang thoáng hiện. Rậm rạp đưa bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Dương Nghị Vân vừa thấy, quả nhiên đều là thần quân cấp bậc, yếu nhất cư nhiên là trung vị thần quân. Ngay sau đó lại là lưỡng đạo cường đại hơi thở từ hai cái phương hướng thoáng hiện, thành phẩm hình chữ xuất hiện ở một trước một sau hai cái phương vị. Ở Dương Nghị Vân cảm giác chung, lại là cao giai thần vương cấp bậc. Trong đó Dương Nghị Vân nhìn đến một cái hỏa hồng sắc bóng người sau, cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, đúng là năm đó ở Ngộ Đạo Sơn cái kia hơi thở, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là năm đó truy lần đầu tiên sai xử người giết hỏa thần vương không thể nghi ngờ. Một người khác Dương Nghị Vân chưa thấy qua, nhưng là căn cứ phía trước Giao Quang lời nói, sợ hẳn là ác nhân giúp bang chủ, nghe nói cũng là thần vương cấp bậc, lần này hỏa thần vương ngày qua thành chính là ở ác nhân giúp. Đều xem như kẻ thù. Ha ha, cao vây quanh A Thỏ ra biểu tình bình tĩnh, còn trêu chọc một câu. Dương Nghị Vân cùng thiên cơ lại là khẩn trương không dễ, tuy rằng Thỏ ra nói hắn rất cường đại, nhưng là, cũng không có chính mắt gặp qua Thỏ ra ra tay, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Có thể miễn đối mặt hơn 1000 thần quân cùng hai đại thần vương. Đây là cái không biết bao nhiêu a. Thỏ thỏ, thỏ ra ngài lão có nắm chắc sao? Dương Nghị Vân dọc theo nước miếng hỏi một câu. Tiểu tử ngươi nghi ngờ thỏ ra tức khắc chừng nổi lên đôi mắt. Không, không không không, không phải, Dương Nghị Vân sắc mặt đỏ lên. Hừ, một đám gà vườn chó xóm mà thôi. Thỏ ra hôm nay khiến cho người biết cái gì là càn khôn thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả thủ đoạn. Thỏ ra bị Dương Nghị Vân nghi ngờ phi thường khó chịu. Nhưng vào lúc này, phía chân trời phía trên một thân lửa đỏ bóng người mở miệng,
người này lại đúng là Hỏa Thần Vương không thể nghi ngờ. Phía trước phái ra đi người bảy đại thần quân tất cả đều ngã xuống lúc sau hắn trước tiên biết, hơn nữa trực tiếp điều động tới hơn 1.000 thần quân cấp bậc thiên quân, cùng ác nhân giúp bang chủ cùng nhau tự mình tiến vào yêu quang rừng rậm tìm kiếm Dương Nghị Vân. Đối với bảy đại thần quân chết, Hỏa Thần Vương tự nhiên trước tiên quy kết tới rồi Dương Nghị Vân trên người, không nghĩ tới tiểu tử này yêu dị tới rồi như thế nông nỗi, bảy đại thần quân đều không có bắt lấy, ngược lại bị chém giết, lúc này Hỏa Thần Vương biết hắn yêu cầu tự mình rời núi. Dương Nghị Vân thực lực đạt tới có thể chém giết 33 thiên điện bảy đại thần quân nông nỗi, đủ để đủ tư cách làm hắn cái này Hỏa Thần Vương ra tay, đến lúc đó cũng sẽ không hỏng rồi thiên tộc cùng thần tộc chi gian bất thành văn quy củ. Vốn dĩ đi yêu quang rừng rậm, muốn đi trước yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng lại là được đến tin tức, Càn Khôn Dương Nhiệt thực lực cũng ở đuổi giết Dương Nghị Vân, cái này làm cho Hỏa Thần Vương nhưng thật ra muốn nhìn vừa ra trò hay, dù sao mục đích của hắn chính là giết Dương Nghị Vân. Này khen ngược Càn Khôn Dương Nhiệt thế lực ra tay, nội bộ hồng, hắn cũng mừng rỡ xem kịch vui, liền mang theo người canh giữ ở yêu quang rừng rậm bên ngoài. Ai biết vẻ mặt 8-9 thiên qua đi, cư nhiên hoàn toàn đã không có động tĩnh, bao gồm những cái đó Càn Khôn Dương Nhiệt thế lực cũng không có một cái ra tới. Liền ở Hỏa Thần Vương nhẫn nại không được muốn vọt vào đi thời điểm, lại là phát hiện Dương Nghị Vân hơi thở đi ra yêu quang rừng rậm, nhưng là ngay sau đó lại có nhanh chóng rời đi, hơi thở thẳng đến thiên thành. Hắn vội vàng đưa tin cấp ác nhân giúp bang chủ làm hắn chặn lại Dương Nghị Vân, lúc này mới đuổi lại đây. Cái này hảo, rốt cuộc đem tiểu tử này cấp phê đổ. Hiện tại hắn ra tay, cũng không xem như hỏng rồi quy củ, bởi vì Dương Nghị Vân có thể sát bảy đại thần quân, đã nói lên thực lực của hắn đủ để cùng thần vương sánh vai. Dù sao hiện tại xem Dương Nghị Vân cảnh giới đích xác đạt tới thần quân đỉnh, kém bất quá 3 cái tiểu cảnh giới, hắn Hỏa Thần Vương có thể miễn cưỡng ra tay. Hỏa Thần Vương ánh mắt khát khao đỉnh ở Dương Nghị Vân trên người, đến nỗi Dương Nghị Vân bên người Thỏ Gia cùng Thiên Cơ, căn bản liền không để vào mắt, bởi vì Thỏ Gia không có gì hơi thở, nhìn thực bình phàm, trên người có mỏng manh yêu khí, thực rõ ràng cùng Thiên Cơ giống nhau là yêu tộc, hắn sớm được đến tin tức Dương Nghị Vân bên người có yêu thú, cho nên trên cơ bản là xem nhẹ Thỏ Gia cùng Thiên Cơ. Lúc này đầy trời thần quân ở hắn dẫn dắt hạ đem Dương Nghị Vân bao quanh vây quanh, cửa thành lại có ác nhân giúp bang chủ gác. Dương Nghị Vân là có chạy đằng trời. Nghĩ đến đây Hỏa Thần Vương nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật sự làm bản thần vương lau mắt mà nhìn, cư nhiên có thể chém giết ta 33 thiên điện trước sau 8 đại thần quân. Phải biết rằng ta 33 thiên điện 8 đại thần quân nhưng đều là thần quân đỉnh, trăm triệu chọn một tồn tại, có thể so với tầm thường sơ giai thần vương, lại là như cũng bị ngươi cấp chém giết. Ngươi nói, bản thần vương cho ngươi một cái gì cách chết hảo đâu. Là đem ngươi nghiền xương thành cho. Vẫn là làm ngươi hình thần đều diệt. Hỏa Thần Vương ở 33 thiên điện thần vương chung cũng là đứng đầu thần vương, giờ phút này đối trên cao nhìn xuống Dương Nghị Vân nói này một phen lời nói, thật là có cái này tư bản, bởi vì Dương Nghị Vân tả hữu căng chết chính là cái đỉnh thần quân mà thôi. Nhưng, hôm nay có Thỏ Gia ở Dương Nghị Vân bên người, Hỏa Thần Vương cái này trang ích là muốn chú định thất bại, thật đáng buồn chính là hắn còn không biết, Thỏ Gia đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Càng không biết Dương mẫu nhân hiện tại là Thỏ Gia thiếu chủ. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nghe được Hỏa Thần Vương này một phen lời nói sau, giơ lên đầu hừ lạnh nói, các ngươi ngay từ đầu liền tưởng người lão tử chết, nhưng kết quả đâu? Đuổi giết chúng ta đều bị ta giết, ngươi tuy là 33 thiên điện Hỏa Thần Vương, nhưng ta tưởng cũng sẽ không ngoại lệ, nói đến cùng các ngươi đều là rác rưởi, lại có thể nại ta như thế nào? Cứ việc Dương mẫu nhân không biết Thỏ Gia có thể hay không giống được trước mắt trường hợp, nhưng lại như cũ là ngoài miệng chút nào không phục. Hỏa Thần Vương bị Dương Nghị Vân buổi nói chuyện cấp khí cười, hắn không nghĩ tới tiểu tử này hiện giờ chết đã đến nơi như cũ như thế mạnh miệng, cười lạnh nói, thật sự là vô tri giả không sợ a, ngươi cho rằng bản thần vương sẽ là những cái đó thiên thần. Sẽ là bảy đại thần quân sao? Ha ha a, hôm nay liền tính là dễ ngàn hành cũng không thể nào cứu được ngươi, nói thật cho ngươi biết, phạm vi trăm dặm trong vòng, đã bị bản thần vương bày ra kết giới. Liền tính là dễ ngàn hành được xưng không gian thần vương, không có nửa canh giờ cũng đừng nghĩ tiến vào kết giới. Chờ dễ ngàn hành phá vỡ kết giới thời điểm, bản thần vương đô giết ngươi một vạn biến dư giả, hôm nay bản thần vương đảo muốn nhìn tiểu tử ngươi thực lực có phải hay không cùng ngươi miệng giống nhau ngạnh. Ở Hỏa Thần Vương nghĩ đến, Dương Nghị Vân sở dĩ còn như vậy kiên cường, đơn giản là trông cậy vào dễ ngàn đi tới cứu hắn. Càng là rõ ràng dễ ngàn hành chính là phục hy phái tới âm thầm bảo hộ Dương Nghị Vân người.
hoặc là nói là tới giám sát bọn họ thiên tộc có phải hay không lấy siêu việt ba cái tiểu cảnh giới trở lên thực lực tới sát Dương Nghị Vân người, đáng tiếc hắn đã sớm phòng bị dễ ngàn hành, ở phía trước bày ra kết giới. Không nói đến hắn hiện tại ra tay miễn cưỡng không coi là vi phạm quy định, liền tính là siêu việt Dương Nghị Vân lực lượng, hôm nay giết Dương Nghị Vân, chờ dễ ngàn hành phá vỡ hắn kết giới tiến vào là thời điểm, Dương Nghị Vân đã bị hắn oanh sát thành cặn bã, hết thảy đều không sao cả. Đến lúc đó thần tộc những cái đó lão quái vật nếu là trách cứ, khiến cho ác nhân bang bang chủ tới bối nồi, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận đối Dương Nghị Vân ra tay, lại nói đích xác cũng không cần, bởi vì hơn 1000 thần quân cùng ác nhân bang bang chủ ra tay vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hỏa thần vương liền phải hạ lệnh. Nhưng liền vào giờ phút này lại là nghe được một tiếng già nua hồn hậu thanh âm vang lên nói, nho nhỏ một cái thần vương kiêu ngạo cái rắm, 33 thiên điện xem ra cũng là tin tức. Khi nào một cái tiểu thần vương đều như thế không kiêng nể gì, lão phu đảo cũng nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta ra điện chủ. Thanh âm vang vọng toàn bộ phía chân trời, như tiếng sấm giống nhau vần quanh, hỏa thần vương nghe vào trong tai đều cảm giác màng tai ở đau đớn, giờ phút này hắn rốt cuộc sắc mặt là được, đồng tử co chặt ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân bên người cái kia có yêu khí lão giả trên người. Cao thủ! Đây là cao thủ! Hỏa thần vương trong lòng đại chấn. Giờ khắc này mới đi lưu ý tên này lão giả, lại là phát hiện lão giả giống như là một tòa núi lớn, lại tựa hồ như là một cái đầm nước sâu, chút nào nhìn không thấu. Chỉ cần lấy một câu khiến cho toàn bộ phía chân trời đều như tiếng sấm, nếu là hắn ra tay, còn không được. Hỏa thần vương không dám tưởng đi xuống. Nội tâm bắt đầu phát run, lại là dọc theo nước miếng nói các hạ là thần thánh phương nào. Chính là muốn với ta 33 thiên điện là địch. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một khi động thủ, chính là hai tộc đại chiến. Nhưng mà hỏa thần vương nói còn không có nói xong, đã bị thỏ gia cấp đánh gãy. Ta phi không biết xấu hổ đồ vô sỉ, người mang theo hơn 1000 thần quân càng là tự mình ra tay, đuổi giết nhà ta thiếu chủ một cái mới vừa phi thăng thần giới không bao lâu thần nhân, còn không biết xấu hổ nói như vậy không biết xấu hổ nói. Còn cùng lão phu nói hai tộc, ha ha, chó má, lão phu có để ý hay không cái gì hai tộc tam tộc đại chiến. Có bản lĩnh cứ việc tới, hôm nay lão phu liền trước thu thập các ngươi này đó không thành khí hậu đồ vô sỉ, cấp đế tôn cái kia lão bất tử một cái cảnh cáo, thật đương hắn là vô thượng. Không biết xấu hổ đồ vật. Thỏ ra bão nổi, chửi ầm lên, nghe được Dương Nghị Vân trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Đây là không hề có đem hỏa thần vương đơn cộng hành. Cấp lão phu xuống dưới đi, treo ở phía chân trời chơi uy phong, cho các ngươi chơi, cho các ngươi cho rằng người nhiều liền ghê gớm, lôi đỉnh dáng thế. Thỏ ra cuối cùng một lôi đỉnh dáng thế lạc bế, phía chân trời phía trên tiếng sấm đại tác phẩm. Ầm ầm ầm, răng rắc, Dương Nghị Vân lại một lần thấy được quen thuộc một màn, đầy trời mây đen che đậy, tựa hồ kiếp trước giới đều thành lôi đỉnh tia chớp thế giới. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía chân trời phía trên xuất hiện vô cùng đồ sộ một màn, sở hữu huyền phù ở giữa không trung thiên tộc, có một cái tính một cái, đều là vạn lôi thêm thân. Lôi đỉnh tia chớp dưới, lần này là trực tiếp bị chém thành cho tàn, thi thể đều không cần rơi xuống cái loại này. Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ Sư Nương hai người trừng lớn trong mắt, bọn họ chỉ là nhìn đến thỏ ra đối với phía chân trời tùy ý vung tay lên, mắng dưới, lôi đỉnh thế giới liền xuất hiện, thấy được một đám thiên thần tất cả đều hóa thành cho tàn. Bao gồm ác nhân giúp bang chủ cùng phía trước ở cửa thành ngăn trở bọn họ 50 danh thiên thần, tất cả đều trúng chiêu. Duy độc chi có hỏa thần vương một đầu từ phía chân trời bị bổ xuống dưới, dừng ở đại địa thượng, tạp ra một cái hố to. Lại là không có chết, Dương Nghị Vân lại là biết hỏa thần vương không chết, có thể là thỏ ra cố ý lưu lại. Đầy trời lôi đình kỳ thật gần rằng có không đến tam thức thời gian mà thôi, ngay sau đó nháy mắt biến mất, mây đen tan đi. Nếu không phải trên mặt đất hỏa thần vương như than cốc giống nhau còn thở phì phò, Dương Nghị Vân đều sẽ cho rằng vừa rồi xuất hiện nhất định là ảo giác. Cho rằng hơn 1000 thần quân cùng ác nhân giúp bang chủ hơn nữa thiên thành những cái đó thủ vệ, tất cả đều biến mất không còn một mảnh, tia, a đều không dư thừa hạ. Toàn bộ thiên thành ngoài thành, chết giống nhau yên tĩnh. Dương Nghị Vân lớn lên miệng, đầy mặt khiếp sợ, cơ hồ ở vào thạch hóa trạng thái. Một bên thiên cơ cũng hảo không đến nơi đó đi. Hai người đều không có nghĩ đến, thỏ ra cường đại, sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. Quả thực là... vô pháp tưởng tượng, chỉ có thể dùng đáng sợ tới hình dung, bất quá ngay sau đó, thỏ ra lần thứ hai mở miệng nói chuyện,
lại là trực tiếp làm Dương Nghị Vân thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Đã có thể ở thời điểm này, Thỏ Gia lại là lần thứ hai mở miệng, lần này là hướng về phía chân trời mở miệng nói, đế tôn lão nhị cấp Thỏ Gia nghe hảo, nhà ta thiếu chủ xuất hiện, từ giờ trở đi, 10 vạn năm nội đừng ở quấy rầy nhà ta thiếu chủ, nếu không Thỏ Gia ta làm ngươi hợp đạo xong đời. Oanh! Trên 9 tầng trời một tiếng sấm. Lần này tiếng sấm lại như là vang vọng toàn bộ thần giới. Dương Nghị Vân trong lòng phát khổ, âm thầm nghĩ đến, Thỏ Gia chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần đi. Trực tiếp chỉ thiên mắng đế tôn, này không phải tìm chết sao. Đế tôn kia chờ chí cường giả, Thỏ Gia như vậy mắng sẽ tự nghe được, này một tiếng sấm chính là đáp lại, chẳng lẽ là đế tôn muốn tiến đến đi. Dương mỗ nhân tâm đều huyền lên. Mắng đế tôn vô thượng đế tôn lão nhị, đây là ở Thỏ Gia trong lòng càn khôn thần tôn mới là đệ nhất. Thuộc về trắng trợn táo bạo coi rẻ. Trên 9 tầng trời lôi đình tạc nứt, thoạt nhìn là đế tôn đáp lại, Dương Nghị Vân thật sự lo lắng đế tôn trực tiếp ra tay, đến lúc đó Thỏ Gia có thể hay không bị đánh chết. Dương Nghị Vân ngừng lại rồi hô hấp, hắn giờ phút này hảo khẩn trương, sợ đế tôn sẽ trực tiếp ra tay. Giữa sân yên tĩnh, Thỏ Gia ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt, vẻ mặt không chút nào để ý. Thiên Cơ cũng là vô cùng khẩn trương, nàng thực sự bị Thỏ Gia cấp dọa tới rồi. Không nghĩ tới Thỏ Gia sẽ là như thế điên cuồng. Đồng thời trong lòng chấn động còn có một người. Người này tự nhiên chính là 33 thiên điện hỏa thần vương, hắn không chết. Là bị Thỏ Gia cố ý để lại một cái mệnh, đương nhiên hiện tại chỉ còn lại có non nửa điều, hơn nữa một thân tu vi đạo hạnh đều đã bị phế bỏ. Nghe được cái kia không biết sống chết lão giả cư nhiên trực tiếp mở miệng mắng đế tôn, hỏa thần vương nội tâm chấn động có thể nghĩ, nhìn chung toàn bộ thần giới có gì người dám mắng đế tôn. Không đúng, này đã không phải mắng, mà là uy hát yêu ta. Phản ứng lại đây sau, hỏa thần vương trong lòng lại mang theo oán hận, vô cùng mừng như điên, hắn bị phế bỏ một thân tu vi, tương đương muốn mệnh, đối mặt Dương Nghị Vân bên người lão giả, tự nhiên là biết báo thù đó là nói mớ, nhưng hiện tại không giống nhau, cái này lão nhân cư nhiên giơ thẳng lên trời mắng uy hát yêu ta đế tôn. Trước nay liền không có người dám uy hát yêu ta đế tôn. Hảo, chờ chết đi. Hỏa thần vương trong lòng cơ hồ ở hò hét. Hắn trong óc đã có hình ảnh, ngay sau đó đế tôn tức giận, sẽ đem cái này không biết trời cao đất dày lão nhân cùng Dương Nghị Vân mấy người trực tiếp bốc hơi ở thiên địa. Như thế, liền tính là thần tộc những cái đó lão quái vật biết cũng không thể nói gì hơn, bởi vì đây là có người khiêu khích đế tôn trước đây. Toàn bộ thần giới bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách đi khiêu khích đế tôn vô thượng. Đã chết xứng đáng. Hỏa thần vương đầy cõi lòng chờ mong chờ ngay sau đó lão nhân cùng Dương Nghị Vân tan thành mây khói hình ảnh. Nhưng mà người, 10 tức thời gian trôi qua, 10 phút qua đi, không có bất luận cái gì động tĩnh tái xuất hiện. Liền xuất hiện trên 9 tầng trời kia một thân oanh lôi. Không còn có động tĩnh. Hỏa thần vương một lòng rơi vào địa ngục, trong lòng điên cuồng gào thét, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, sao có thể. Cư nhiên không hề động tĩnh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này lão nhân thành công uy hát yêu ta đế tôn vô thượng. Này! Sao có thể a? Hỏa thần vương trong lòng đều bốc khói, nhưng sự thật chính là như thế, phía chân trời phía trên tựa hồ liền vang vọng một tiếng oanh lôi sau, không còn có động tĩnh, hiện tại nhìn qua trên 9 tầng trời này một tiếng oanh lôi càng như là vô lực phản kháng giống nhau. Đừng nói hỏa thần vương, liền tính là Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ cũng là giống nhau nội tâm chấn động. Không nghĩ tới một tiếng ầm vang lúc sau, trên 9 tầng trời liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Này, không khoa học à? Chẳng lẽ Thỏ Gia thật sự nghiêu bước đến vượt qua phía chân trời nông nỗi? Trong lòng trừ bỏ vô hạn chấn động, thật sự là tìm không ra cái gì nghiêu ích từ ngữ tới hình dung Thỏ Gia nghiêu bước. Tiểu Vân Tử, cái kia cẩu giao cho ngươi xử lý. Liền ở Dương Nghị Vân phát ngốc hết sức, bên tai vang lên Thỏ Gia nói chuyện thanh. Dương Nghị Vân bị Thỏ Gia đánh gãy, phục hồi tinh thần lại nói, a, cái gì cẩu? Phát cái gì lăng, ngươi nhìn xem giữa sân còn có cái kia là cẩu a, tự nhiên là đế tôn này cẩu a, ngươi không phải nói hắn khi dễ quá ngươi sao, hiện tại giao cho ngươi xử trí. Thỏ Gia trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân giống nhau, nhìn nơi xa hỏa thần vương. A, nga nga nga, đa tạ Thỏ Gia. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây Thỏ Gia nói chính là hỏa thần vương. Hắn lúc này phát hiện hỏa thần vương còn nằm trên mặt đất, hơi thở còn ở, chỉ không dư thừa hạ nửa cái mạng, cũng biết phía trước Thỏ Gia đại phát thần uy,
cố ý để lại hỏa thần vương, khả năng chính là cho chính mình hết giận. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nội tâm có chút cảm động, hướng về hỏa thần vương đi bước một đi đến. Đích xác như thỏ ra lời nói, hỏa thần vương chính là đế tôn một con chó, hoặc là nói cậu đều không tính là. Nhưng chính là người này, năm lần bảy lượt phái người đuổi giết hắn, làm hắn rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, nói khó nghe điểm quả thực như là chó nhà có tang. Nói trong lòng không khí không oán, đó là giả. Dương Mỗ Nhân trước nay liền không có tự nhận là quân tử, có thủ oán tất báo mới là hắn. Lúc này hỏa thần vương này vương bát đản dừng ở trên tay hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hỏa thần vương kỳ thật vẫn luôn ở giả chết, nhưng lúc này phát hiện Dương Nghị Vân đi tới sau, rốt cuộc trang không nổi nữa. Hắn đã cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người sát ý. Trong lòng rõ ràng đây là muốn hắn mạng già. Tức khắc bò dậy, nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ngươi không thể giết a, ta là 33 thiên điện hỏa thần vương, ta chủ tử sau lưng là đế tôn ngồi xuống khôi pháp thần, ngươi nhược giết ta, khôi pháp thần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa thần vương ở sống chết trước mắt, còn đều không quên dùng 33 thiên điện pháp thần tên tuổi áp Dương Nghị Vân. Không có biện pháp thân là thiên tộc, càng là 33 thiên điện thần vương, liền tính là thương thế lại nghiêm trọng, chỉ cần hoặc là chỉ cần trở lại 33 thiên điện là có thể nghĩ cách khôi phục lại, nhưng nếu là đã chết nói, hết thảy liền tan thành mây khói. Sống vô số năm, hưởng thụ cao cao tại thượng địa vị tôn sùng vô số năm, hiện tại cảm nhận được tử vong, hắn là thật sự sợ hãi. Trong miệng nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nhưng mà đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, hắn cái này uy hát yêu ta, thí đều không tính là. Ha ha cười nói, chết đã đến nơi cư nhiên còn không quên uy hát yêu ta lão tử, chẳng lẽ không giết ngươi, 33 thiên điện liền sẽ buông tha ta. Đế tôn sẽ bỏ qua ta, đuổi giết lão tử thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ tới cho chính mình lưu điều đường lui đâu. Lão tử đúng vậy các ngươi cái kia chó má đế tôn khâm điểm đại kiếp nạn chi tử, cho nên nói uy hát yêu ta của ngươi điều đều không tính, hôm nay lão tử liền giết ngươi. Báo cái thù, thu điểm lợi tức, ngày nào đó. Lão tử chắc chắn đánh thượng 33 thiên điện, xử lý ngươi trong miệng chó má pháp thần, thậm chí một ngày nào đó làm phiên đế tôn lão nhị, ngươi ở lão tử trong mắt một cái cẩu đều không tính là, chịu chết đi. Không không không, ta là phụng mệnh hành sự, cầu. A, à, hỏa thần vương nghe Dương Nghị Vân một phen lời nói, rốt cuộc hiểu rõ, mở ra bán thảm hình thức, đáng tiếc, Dương Nghị Vân một kích đi xuống, trực tiếp oanh sát ở trên người hắn. Kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp hóa thành cho tàn. Bản thân hỏa thần vương đã bị thỏ ra đánh tới dầu hết đèn tắt nông nỗi, giờ phút này lưu lại non nửa cái mạng, chính là cấp Dương Nghị Vân hết giận, cơ hồ không như thế nào cố sức, Dương Nghị Vân liền đem hỏa thần vương bắn cho sát. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Dương Nghị Vân cho tới nay bị đuổi giết buồn bực tan đi không ít. Quay đầu lại nhìn về phía thỏ ra nói, đa tạ. Hắn là thiệt tình cảm tạ thỏ ra. Cũng biết thỏ ra là vì hắn hảo, trong lòng tích lũy buồn bực không phóng xuất ra tới, đối tu luyện cũng vô ích. Tiểu tử ngươi bị làm ra vẻ, thỏ ra nói qua, ngươi hiện tại chính là càn khôn thần điện chủ nhân, ngày sau cũng sẽ là trí cao vô thượng tồn tại, địa vị thân phận không thể so đế tôn lão nhị kém. Trước kỷ nguyên thời đại, càn khôn thánh tôn ở toàn bộ thần giới thời điểm, đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hắn đế tôn lão nhị cũng chỉ là lão nhị mà thôi, tiểu tử ngươi hiện giờ thân là càn khôn thần tôn truyền nhân. Luận cập thân phận địa vị, cũng tự nhiên vì thần giới đệ nhất. Thỏ ra nói chuyện hào khí rối tinh rối mù. Ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, cũng là nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn không hôn đầu, hắn rõ ràng chính mình hiện tại tu vi thực lực như cũ là nhược điểm, cho dù là có thỏ ra tại bên người lực đính, trở thành thần điện chủ nhân, cũng là có điểm đức không xứng vị, thực lực theo sau mới là ngạnh đạo lý, càng là như thế hắn biết chính mình càng là yêu cầu cường đại tu vi thực lực, càng là muốn nỗ lực tu luyện mới là. Đối với thỏ ra lời này Dương Nghị Vân cũng chỉ là cười cười, không đáp lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ sư nương nói, sư nương ngươi có không còn có thể cảm ứng được sư phụ ta tồn tại. Thiên Cơ từ khiếp sợ chung hoàn hồn, đối với Dương Nghị Vân cùng thỏ ra chi gian sự, còn có cái gì thần điện việc, nàng không hỏi nhiều, có một số việc không thể hỏi, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Thiên Cơ mở miệng nói, ta phía trước suy đoán quá, sư phụ ngươi hơi thở ở thiên thành xuất hiện quá, nhưng là hiện tại hoàn toàn cảm ứng không đến. Cũng tính toán không ra. Lúc này thỏ ra xác thật là mở miệng nói, tìm cá nhân hỏi một chút liền biết, không cần như vậy phiền toái. Thiên thành to lớn, sinh linh số lấy trăm vạn tính toán, tìm ai hỏi a? Dương Nghị Vân cười khổ nói.
Tiểu tử ngươi thật bổn, Thiên Thành ở đại, cũng là có người quản lý, tự nhiên là tìm Thiên Thành chi chủ, ha ha. Lời nói ở đây, Thỏ Gia cười lạnh một tiếng, lại là nhìn Thiên Thành trong vòng cười nói, nếu là thành, vậy muốn tìm thành chủ, ta nói, bên trong kia tiểu tử còn chưa cút ra tới, chờ Thỏ Gia bắt ngươi ra tới sao? Lời này một chỗ, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng sáng tỏ. Quả nhiên ngay sau đó một thanh âm mang theo sợ hãi vang lên nói, tiền bối bất giận, vãn bối này liền ra tới gặp nhau. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm này, lập tức vang lên Thiên Thành thành chủ tới, giao quang cho hắn nói chuyện, ác nhân giúp sau lưng kỳ thật chính là Thiên Thành thành chủ phủ, hoặc là nói là Thiên Thành thành chủ đại nhân. Thực hiển nhiên Thỏ Gia biện pháp là đơn giản nhất trực tiếp. Nếu sư nương suy đoán quá chết lão nhân hơi thở ở Thiên Thành xuất hiện quá, vậy tìm Thiên Thành thành chủ dò hỏi, nhất thích hợp bất quá. Thỏ Gia thần thông quảng đại, hiển nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng, đối với Thiên Thành trong vòng tình huống hiển nhiên là rõ ràng, tùy tiện giống một giọng nói Thiên Thành thành chủ liền ra tới. Vị này Thiên Thành thành chủ tất nhiên đối ngoài thành phát sinh việc đúng rồi nhiên, nếu không Thỏ Gia này một giọng nói sẽ không như vậy dùng được. Kế hoạch lên, vị này Thiên Thành thành chủ cũng là kẻ thù. Bởi vì Giao Quang nói qua ác nhân bang sau lưng chính là Thiên Thành thành chủ, ác nhân giúp là ngầm thế lực, chuyện xấu làm tẫn, sau lưng Thiên Thành thành chủ tự nhiên cũng không phải là cái gì hảo điều. Đương nhiên chỉ là này một tầng giấy cửa sổ, không có bị người đâm thủng, người bình thường không biết ác nhân bang sau lưng là Thiên Thành thành chủ. Mà ở phía trước Thỏ Gia phất tay chi gian diệt vô số người, trong đó liền bao gồm ác nhân bang bang chủ, lúc này Dương Nghị Vân nhưng thật ra chờ mong, cái này Thiên Thành thành chủ sau khi xuất hiện. Còn sẽ không cấp ác nhân giúp xuất đầu. Nếu là thật cấp ác nhân giúp xuất đầu, đảo cũng dễ làm Thỏ Gia trực tiếp diệt đó là, cũng ít một cái tiềm tàng địch nhân. Bất quá từ thanh âm sợ hãi tới nghe, xem ra là không có khả năng. Cũng không biết vị này Thiên Thành thành chủ là cái gì tu vi, cư nhiên ở Thỏ Gia một tiếng giống hạ, như thế kinh sợ. Dù sao hẳn là so thần vương cao là khẳng định. Khoảnh khắc một thế hệ thanh quang từ Thiên Thành trong vòng bay ra. Dừng ở Dương Nghị Vân bọn họ 30 mét ở ngoài, hóa thành một người thanh y trung niên nhân. Lại là đối mặt Thỏ Gia ôm quyền khom người, vãn bối Thiên Thành thành chủ khúc võ nghĩa bái kiến tiền bối. Tiểu bối lời khách sáo đừng nói nữa, chúng ta tìm ngươi hỏi cá nhân, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời, lão phu tính tình không tốt, tiểu tâm một cái tát chụp chết ngươi. Hảo đi, Thỏ Gia là vô pháp vô thiên khí phách. Dương Nghị Vân ở một bên nghe đều là đổ mồ hôi lạnh. Hắn chút nào nhìn không thấu cái này Thiên Thành thành chủ là cái gì tu vi, nhỏ giọng hỏi Thỏ Gia nói, Thỏ Gia cái này thành chủ là cái gì tu vi. Thỏ Gia mở miệng nói, cũng chính là một cái thượng vị thần đế tu vi, không coi là thứ gì. Cái này trả lời làm Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, cái gì kêu cũng chính là. Thượng vị thần đế a. Rất nhiều người cả đời thần vương đều thành tựu không được, càng đừng nói thượng vị thần đế, này cũng không phải là cải trắng a. Ở Thỏ Gia trong mắt thần Yến Thành là con kiến, thật đúng là làm Dương Nghị Vân không lời gì để nói. Mà đối diện Thiên Thành thành chủ khúc võ nghĩa khóe miệng thẳng chiều chiều, thân là một thành chi chủ, thượng vị thần đế, ngày thường nhưng đều là cái loại này cao cao tại thượng chúa tể vạn vật tâm thái, khi nào bị người như thế coi rẻ quá. Không đúng, không phải coi rẻ, đây là xích quả quả uy hát iota cùng căn bản khinh thường. Nhưng khúc võ nghĩa chính là rõ ràng, liền tính là đối phương phiến hắn cái tát tử. Hắn hôm nay cũng không dám đánh trả, lại còn có đến cười làm lành mặt. Không có biện pháp a, phía trước phát sinh sự, đều chính là tất cả đều thấy nghe thấy được. Nơi này là Thiên Thành, là hắn địa bàn, phát sinh bất luận cái gì sự đều lừa không được hắn. Từ ác nhân giúp bắt đầu đuổi giết một cái kêu Dương Nghị Vân tiểu tử, lại đến hỏa thần vương tiến đến Thiên Thành, hắn liền bắt đầu chú ý, chẳng qua không có ra mặt, nhưng là hôm nay trước mắt lão giả cái gọi là hết thảy. Thật sự làm khúc võ nghĩa sợ hãi. Người này phất tay chi gian diệt hơn 1000 thần quân, hai đại thần vương như ác nhân giúp bang chủ cùng hỏa thần vương càng là chút nào đều không có sức phản kháng, lại đến sau lại mắng đế tôn thậm chí là uy hát iota, trên 9 tầng trời cư nhiên chỉ là vang lên một tiếng oanh lôi, cuối cùng không có tiếng động. Này thuyết minh lão giả uy hát iota thật sự là uy hát iota tới rồi đế tôn, càng thuyết minh cái này lão giả tuyệt đối là cái đại năng. Hơn nữa từ trong giọng nói phán đoán là đế tôn cái kia thời đại nhân vật, bực này nhân vật hắn một cái tiểu Thiên Thành thành chủ tự nhiên là không thể trêu vào. Vội vàng chạy ra tới, lại còn có muốn cung cung kính kính, không dám có chút chậm trễ. Một cái tùy tay hủy diệt hơn 1000 thần quân hai đại thần vương, hơn nữa dám coi rẻ đế tôn người,
Khúc Võ Nghĩa biết trăm triệu không phải hắn có thể chọc đến khởi người. Chẳng sợ người này chém giết người bên trong có ác nhân bang người, ác nhân giúp là người khác, hắn cũng không dám có chút báo thù trong lòng, hơn nữa còn muốn đánh chết không thừa nhận cùng ác nhân giúp có quan hệ, cái này ngậm bồ hòn muốn nuốt vào. Mặt khác chính là Dương Nghị Vân tiểu tử này, hắn cũng mơ hồ nghe được một ít tin tức, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Hiện tại Khúc Võ Nghĩa chỉ nghĩ nhìn xem như thế nào mới có thể làm này tôn đại thần nhanh lên rời đi thiên thành, lớn như vậy thần, hắn cái này nho nhỏ thiên thành là dung không dưới. Khúc Võ Nghĩa nghe được lão giả kiêu ngạo vô biên tế nói, vội vàng cười làm lành nói, tiền bối có nói cái gì cứ việc hỏi, vãn bối chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Thỏ ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đối Dương Nghị Vân nói, tiểu vân tử có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi, không sợ tiểu tử này chơi tâm nhãn, ở thỏ ra trước mặt chơi tâm nhãn người đều thành cho. Lại là xích quả quả uy hát yêu ta à. Khúc Võ Nghĩa cũng chỉ có thể trong lòng trừ trừ một chút, trên mặt lại là chút nào không dám có bất luận cái gì bất mãn xuất hiện. Mà Dương Nghị Vân nghe thỏ ra nói chuyện, cũng là cười khổ không thôi, thỏ ra đều thừa nhận hắn là hắn thiếu chủ. Nhưng một lát lại là một ngụm một cái tiểu vân tử, cũng là làm hắn dở khóc dở cười, bất quá hắn chưa bao giờ so đo những việc này. Tiến lên một bước đối với sư nương điểm điểm. Thiên cơ lại là minh bạch Dương Nghị Vân trong lòng tưởng cái gì, vung tay lên trực tiếp một đạo thần quang ngưng tụ ra trời cao tà hình ảnh. Dương Nghị Vân nhìn Khúc Võ Nghĩa nói, có thể thấy được quá người này, hắn chính là ở ngươi thiên thành xuất hiện quá. Dương Nghị Vân chưa nói là sư phụ của mình, cũng là một loại bảo hộ. Hắn tin tưởng chỉ cần là sư phụ xuất hiện quá, thân là thiên thành thành chủ tự nhiên sẽ biết, tốt xấu thượng vị thần đế, hơn nữa tọa trấn một thành, chính là một thành chi chủ khống chế, có thần thông trong người, lại nói quản lý một tòa thật lớn thần giới thành trì, tất nhiên sẽ có giám thị thủ đoạn xuất hiện. Đối diện Khúc Võ Nghĩa thấy được thiên cơ ngưng tụ ra tới ảnh hưởng, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng buông lỏng, nguyên lai là hỏi người, không phải mặt khác chuyện này, đảo cũng trong lòng thả lỏng không ít. Bất quá hắn là một thành chi chủ, tự nhiên sẽ không đi mỗi ngày chú ý trong thành lui tới người, nhưng là bất luận kẻ nào chỉ cần ở thiên thành xuất hiện quá, hắn đều có thể siêu tìm được, bởi vì trên tay hắn có một kiện giám thị thần khí nhưng tuần tra. Liền mở miệng nói, ta yêu cầu một ít thời gian tuần tra, xin chờ trong chốc lát. Hảo, chúng ta chờ, đại khái yêu cầu bao lâu? Dương Nghị Vân mở miệng hỏi. Nửa canh giờ, Khúc Võ Nghĩa nói. Nói chuyện lúc sau vung tay lên lại là đem thiên cơ ngưng tụ mà ra trời cao tà hình ảnh bắt qua đi, hiện lên ở trong tay, rồi sau đó liền tại chỗ nhắm lại hai mắt, hiển nhiên là ở thông qua bí pháp tuần tra. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, xem tại đây vị thành chủ còn tính phối hợp phân thượng, cũng không tính toán làm thỏ ra khó xử hắn. Nói là nửa canh giờ, kỳ thật gần đi qua 10 phút sau, Khúc Võ Nghĩa liền mở hai mắt, lại là lần thứ hai vung tay lên. Một cái khác thần lực ngưng tụ hình ảnh xuất hiện, hơn nữa mở miệng nói, đích xác xuất hiện quá, bất quá đã là ngàn nhiều năm trước sự, cuối cùng là bị người đuổi giết, lại vừa ly khai thiên thành, mà đuổi theo người này người, hẳn là Càn Khôn thần điện người, mặt khác liền không có. Dương Nghị Vân cùng thiên cơ đều thấy được thiên thành thành chủ Khúc Võ Nghĩa ngưng tụ mà ra hình ảnh, lại là đều kích động lên, quả nhiên hình ảnh chung người là sư phụ trời cao tà, cuối cùng lại hình ảnh lại là bị một đám người đi theo ra thiên thành. Đương nhiên cũng không có đánh lên tới, chỉ là bị một đám người theo đuôi, sư phụ tựa hồ phát hiện, vội vã đi ra thiên cân, những người đó theo sát ở hắn phía sau. Từ cái này trong hình xem, không nhất định là đuổi giết, càng như là theo dõi giống nhau. Ngươi là như thế nào xác định những người đó là Càn Khôn dư nghiệt? Thiên cơ hỏi Khúc Võ Nghĩa. Ta cùng bọn họ đánh quá giao tế, quả quyết sẽ không sai. Khúc Võ Nghĩa nói. Dương Nghị Vân xem Khúc Võ Nghĩa không giống nói dối. Mà Dương Nghị Vân cũng gặp qua đuổi giết hắn Càn Khôn dư nghiệt, này đó theo đuôi sư phụ người xuyên giả trang điểm đích xác cùng với thiến còn có băng phong thần vương những người đó tương tự. Hiện tại xem ra thiên cơ sư nương suy đoán không sai, lão nhân thật là ở thiên thành xuất hiện quá. Sau lại thiên cơ sư nương suy đoán không đến sư phụ bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể thuyết minh, hoặc là sư phụ ngộ hại, hoặc là bị Càn Khôn thần điện người bắt đi. Chỉ là hắn không nghĩ ra. Càn Khôn thần điện nhân vì cái gì muốn truy sư phụ trời cao tà đâu. Mặc kệ thế nào, hiện tại xem ra Càn Khôn thần điện thật đúng là muốn đi. Thỏ ra vốn dĩ tính toán muốn dẫn hắn đi Càn Khôn thần điện, chỉ là vì sư phụ, hắn ở một lần tới thiên thành, hiện tại vấn đề là, sư phụ cư nhiên cũng cùng Càn Khôn thần điện người nhắc lên quan hệ,
như vậy kể từ đó, Càn Khôn Thần Điện là cần thiết đi. Thỏ ra chúng ta đi thôi, Dương Nghị Vân nói. Hành đi, vậy đi. Nói chuyện chung Thỏ ra nhìn thoáng qua Thiên Thành thành chủ Khúc Võ Nghĩa, ý tứ là hỏi Dương Nghị Vân tiểu tử này làm sao bây giờ. Dương Nghị Vân cười nói, đi thôi, hắn cũng không gạt ta. Ý tứ chính là buông tha Khúc Võ Nghĩa, dựa theo phía trước ý tưởng ác nhân bang sau lưng là Khúc Võ Nghĩa, Dương Nghị Vân không tính toán buông tha, nhưng hiện tại cái này Thiên Thành thành chủ, thực sự bị Thỏ ra sợ hãi, không cùng bọn họ chơi tâm nhãn, cũng rất phối hợp, cung cấp sư phụ tin tức, chuyện này liền tính. Nghe người Thỏ ra thực sảng khoái. Ba người xoay người liền đi. Thẳng đến giờ phút này Khúc Võ Nghĩa cái này Thiên Thành thành chủ mới xem như tặng một mồm to khí, Ôn Thần cuối cùng là đi rồi. Đồng thời hắn trong lòng cũng khổ xuống dưới, 33 thiên điện hơn 1.000 thần quân cùng hỏa thần vương chết ở thiên thành ở ngoài, nếu là nói 33 thiên điện truy cứu xuống dưới, hắn cũng ít không được phiền toái, trong lòng nghĩ chuyện này hẳn là như thế nào đi ứng đối. Dương Nghị Vân cùng Thỏ ra ba người đi ra ngoài trăm dặm sau, lại là thấy được một đỉnh núi phía trên, xuất hiện ba bóng người. Thỏ ra đầu tiên dừng lại, lại là khóe miệng giơ lên cười nói, tiểu vân tử ngươi cái kia thân mật nữ oa oa xuất hiện. Dương Nghị Vân cũng thấy được ba người, trong đó hai cái đúng là Giao Quang cùng Ứng Minh Quân, còn có một cái phụ nhân lại là chưa thấy qua, bất quá hắn cũng đoán được hẳn là Giao Quang trong miệng tiểu gì Diêu Nguyệt Linh. Không nghĩ tới ba người trực tiếp xuất hiện ngoài thành trăm mét, xem ra là không muốn cùng Thiên Thành thành chủ chi gian có cái gì mâu thuẫn. Này cũng lý giải, bản thân đệ nhất thần phường chính là chợ đen tổ chức, không thể gặp quang cái loại này. Cũng đúng là như thế. Dương Nghị Vân cũng chưa đi đến Nhập Thiên Cân tìm Giao Quang cùng Ứng Minh Quân chuyến này, chính là sợ Thiên Thành thành chủ hiểu lầm, rốt cuộc thân phận của hắn tương đối mẫn cảm. Hiện tại xem ra là tới từ biệt sao. Nghe được Thỏ ra nói chuyện, Dương Nghị Vân lại là cười khổ nói, Thỏ ra đừng già mà không đứng đắn a. Chậm rãi ở chung xuống dưới, kỳ thật hắn cảm giác Thỏ ra cùng lúc trước Tạp Mao Điểu có tương tự chỗ, chẳng qua Thỏ ra có chút bát quái, nhưng không miệng tiện, Tạp Mao Điểu là miệng tiện cái loại này. Hiện tại nhớ tới thật là có chút tưởng niệm Tạp Mao Điểu bọn họ, cũng không biết tiên giới vân môn người khi nào sẽ phi thăng thần giới tới. Trong lòng nghĩ thời điểm, ba đạo thân ảnh đã từ ngọn núi phía trên phi lạc mà xuống, tới rồi Dương Nghị Vân ba người trước người. Lại là lấy Diêu Nguyệt Linh cầm đầu, thật xa liền ôm quyền hành lễ nói, Diêu gia Diêu Nguyệt Linh gặp qua Lôi Đình Tôn Giả. Ứng Minh Quân gặp qua Lôi Đình Tôn Giả. Giao Quang gặp qua Lôi Đình Tôn Giả. Lại là ba người ôm quyền đối với Thỏ ra hành vãn bối lễ, vẻ mặt cung kính vô cùng. Thỏ ra ha hả cười nói, tiểu nữ oa nguyên lai là Diêu gia người, khó trách biết bản tôn, đứng dậy đi, không cần đa lễ. Đa tạ tôn giả, vãn bối may mắn từ lão tổ trong miệng nghe nói qua tôn giả huy hoàng sự tích, không nghĩ tới tôn giả đến nay trên đời, vãn bối có thể được thấy tôn giả tam sinh hữu hạnh. Diêu Nguyệt Linh có nề nếp, ở Thỏ ra trước mặt như cũ cung kính. Đích xác thân là thần giới cổ xưa gia tộc Diêu gia thành viên, nàng biết thần giới rất nhiều tân bí. Giao Quang trở về lúc sau giảng thuật cùng Dương Nghị Vân ở Yêu Quang rừng rậm việc, cũng giảng thuật gặp phải tự xưng là Thỏ gia thần bí cường giả, hơn nữa thiên thành ở ngoài một màn, tự nhiên cũng kinh động nàng, nhưng nàng cùng Ứng Minh Quân xem xét thời điểm, vừa lúc thấy được đầy trời lôi đình diệt hơn 1.000 thần quân cùng hai đại thần vương việc, hơn nữa nghe được Thỏ gia giơ thẳng lên trời mắng uy hát Iota đế tôn một màn. Tức khắc liền nghĩ tới Thỏ ra thân phận. Cái này Diêu Nguyệt Linh không bình tĩnh, Càn Khôn Thần Điện hộ pháp Lôi Đình Tôn Giả, ở lão tổ trong miệng ở trước kỷ nguyên kia chính là kinh thiên động địa đại năng, bất quá Càn Khôn Thần Điện cao tầng phần lớn ở trước kỷ nguyên đều đi theo Càn Khôn Thần Tôn bước chân ngã xuống, Lôi Đình Tôn Giả cũng biến mất, lại là không tưởng còn sống trên đời, càng thêm không nghĩ tới chính là Thỏ ra cư nhiên ở Dương Nghị Vân bên người. Dựa theo Giao Quang trở về bẩm báo, Thỏ ra xưng hô Dương Nghị Vân vì thiếu chủ. Cái này Diêu Nguyệt Linh liền biết nên như thế nào đối mặt Dương Nghị Vân, thân là thần giới chợ đen gia tộc, này bút mua bán Diêu Nguyệt Linh biết muốn áp đại bảo. Phía trước vốn dĩ liền tưởng duy trì Dương Nghị Vân, nhưng tuyệt đối phải có hạt, nhưng hiện tại xuất hiện một cái Càn Khôn Thần Điện Lôi Đình Tôn Giả, cục diện tức khắc liền không giống nhau, Diêu Nguyệt Linh lập tức quyết định tự mình tiến đến xác nhận, hiện tại xem ra quả thật là Lôi Đình Tôn Giả, bởi vì hắn cảm thụ chung Thỏ ra quả thực là sâu không lường được. Hơn nữa cùng trong nhà lão tổ giảng thuật quá không sai biệt nhiều. Ha ha, Diêu lão quái còn sống, nhưng thật ra có ý tứ, bất quá cũng đúng, hắn cái loại này không có hại tính cách ở năm đó đại kiếp nạn sống sót, không thành vấn đề, cũng hảo,
Thỏ ra nhiều ít có thể đoán được ngươi cái này tiểu nha đầu một ít tâm tư. Như vậy đi, mặt khác trước không nói, chờ lão phu mang theo thiếu chủ đi trước Càn Khôn thần điện, giải quyết một ít việc, lúc sau làm nhà ngươi lão tổ tới thấy lão phu, có một số việc các ngươi này đó tiểu bối chưa chắc làm chủ, cái này cho ngươi, trở về mang cho Diêu lão quái. Liền nói Thỏ ra ta chờ hắn tới. Thỏ ra nói chuyện chung lại là trở tay gian ném cho Diêu Nguyệt Linh một khối thần bài. Như vậy đa tạ tôn giả, vãn bối sẽ tự mình đi thấy lão tổ thuyết minh. Diêu Nguyệt Linh bị Thỏ ra một ngụm nói toạc ra tâm tư, hơn nữa luôn mồm kêu nhà mình lão tổ là Diêu lão quái, chút nào không tức giận, ngược lại được Thỏ ra thần bài vẻ mặt kích động chi sắc. Diêu Nguyệt Linh là rõ ràng Thỏ ra thân phận chi tiết, hiện giờ có Thỏ ra cái này thần bài, nàng tự nhiên biết ngoài ý muốn này cái gì. Thần giới trước kỷ nguyên đại kiếp nạn ảnh hưởng đến nay, tân kỷ nguyên sắp xảy ra, thân là thần giới đại gia tộc chi nhất, tự nhiên phải có rất nhiều chuẩn bị cùng suy xét, mà Dương Nghị Vân xuất hiện, Thỏ ra xuất hiện đối Diêu gia tới nói chính là cơ hội. Đừng cảm tạ lão phu, muốn cảm tạ liền cảm tạ chúng ta thiếu chủ, hắn mới là người Diêu gia tướng tới cơ hội cùng hy vọng. Thỏ ra đối Diêu Nguyệt Linh cảm tạ không thế nào cảm mạo. Diêu Nguyệt Linh vừa nghe tức khắc sửng sốt. Bất quá cũng phản ứng lại đây Thỏ ra lời này tự nhiên là không tật xấu, tiến lên một bước đi vào Dương Nghị Vân bên người, nàng hơi hơi mỉm cười nói, đã sớm nghe nhà ta Giao Quang nói Dương đạo hữu anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, Dương đạo hữu ta là Giao Quang tiểu gì Diêu Nguyệt Linh. Dương Nghị Vân nghe Diêu Nguyệt Linh nói chuyện, liền biết nữ nhân này là cái so với Giao Quang càng thêm bát diện linh lung người, thật sự là cực kỳ giống địa cầu rượu trong sân trường tụ thiện vũ nữ cường nhân. Đối phương tu vi cũng là hắn nhìn không thấu người, lại là Giao Quang tiểu gì, Dương Nghị Vân tự nhiên không dám chậm trễ. Vội vàng ôm quyền hành lễ, Dương Nghị Vân gặp qua Diêu tiền bối, Yêu Quang rừng rậm hành trình còn muốn đa tạ tương trợ. Hắn biết Giao Quang xuất hiện ở Yêu Quang rừng rậm giúp hắn, tất nhiên cũng là trải qua Diêu Nguyệt Linh đồng ý, cho nên giờ phút này nói lời cảm tạ cũng là hẳn là. Đều là Giao Quang nha đầu Dương mẫu người mới đi hỗ trợ, ta nhưng thật ra không ra cái gì lực. Ngày sau ngươi cùng nhà ta Giao Quang muốn nhiều hơn thân cận mới là A Diêu Nguyệt Linh cười nói. Lời này nhi nghe tới không có gì, là cái nhiệt tình lời nói, nhưng hướng thâm tưởng lại là thực làm người miên man bất định nói, ngược lại là làm Dương Nghị Vân có chút xấu hổ, nhưng nhân ra đều lời nói là không sai. Nghiêm trang nói, nhất định, ta cùng Giao Quang cũng coi như là cộng đồng trải qua quá sinh tử đại kiếp nạn người, ngày sau Giao Quang phàm là hữu dụng được với ta Dương Nghị Vân địa phương. Chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ đem hết toàn lực. Đối với Diêu Nguyệt Linh cùng Thỏ ra chi gian nói chuyện, Dương Nghị Vân tuy rằng nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng từ bọn họ chi gian nói chuyện chung đoán được một cái đại khái, tựa hồ xem như Diêu gia về sau cùng Càn Khôn thần điện chi gian giao dịch nào đó, mà Thỏ ra nói rõ, về sau Diêu gia cuối cùng muốn dựa vào là hắn Dương Nghị Vân, bởi vì Thỏ ra làm trò Diêu Nguyệt Linh mặt thừa nhận chính mình là thiếu chủ. Này liền đã biểu lộ hắn địa vị. Mà Diêu Nguyệt Linh là nhân tinh, một chút chuyển qua tới chắp nối, có Giao Quang tiến vào Yêu Quang rừng rậm trợ giúp hắn trước đây, lại nói tiếp thật đúng là muốn thiếu một cái nhân tình. Hắn cũng biết Diêu gia có lẽ liền phải chính là hắn một cái ở tương lai hứa hẹn, cho nên mới nói ra cái này hứa hẹn. Quả nhiên Diêu Nguyệt Linh vừa nghe tức khắc ý cười càng đậm, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không hổ là tương lai Càn Khôn thần điện chủ nhân, càng là phi thăng giả một mạch hy vọng, đầu chuyển chính là mau, thông minh. Một chút liền biết nàng muốn chính là một cái hứa hẹn, xem ra Diêu gia tại thứ tử trên người đặt cửa là chính xác, ít nhất trước mắt tới xem là chính xác. Một phen khách sáo lúc sau, Dương Nghị Vân mới cùng Ứng Minh Quân nói chuyện, hai người xem như bạn vong niên, hiện tại xem như quan hệ càng vào một bước, ly biệt hết sức hai người lại giao lưu một phen rèn luyện tâm đắc, lẫn nhau ước định, ngày nào đó lại gặp nhau. Cuối cùng Dương Nghị Vân đi hướng Giao Quang cáo biệt. Hai người chi gian kỳ thật bổn không có gì. Nhưng là hôm nay bị Diêu Nguyệt Linh cùng Thỏ ra như vậy vừa nói, lại ngược lại là có chút khác thường không khí, Dương Nghị Vân nhìn về phía Giao Quang thời điểm, Giao Quang sắc mặt đỏ, mà Dương mẫu nhân lại cũng không biết nói cái gì hảo, lời nói đến bên miệng chung quy biến thành một câu, ta đi rồi. Ân, ngươi bảo trọng, có cơ hội nói, ta trở về tìm ngươi. Giao Quang nói, hảo, chờ một ít việc xử lý hoàn thành, ta sẽ lại đến Thiên Thành xem ngươi. Một lời đã định. Hảo. Nói không khí càng thêm ái muội, cuối cùng Dương Nghị Vân xoay người, cáo biệt ba người, cùng sư nương cùng nhau đi theo Thỏ ra phía sau rời đi. Trên đường Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Thỏ ra nói, Thỏ ra Diêu là cái tình huống như thế nào? Hắn chung quy là nhìn không được tò mò.
Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không hỏi. Thỏ gia trêu ghẹo cười tiếp tục nói, Diêu gia ở trước kỷ nguyên thời đại chính là thần giới đại gia tộc, hơn nữa lão tổ là phi thăng giả một mạch xuất thân, phát triển đến bây giờ cư nhiên còn có thể tồn tại, đã thuyết minh cái này gia tộc ghê gớm, Diêu gia là thương nhân ra tiếng, hơn nữa làm chính là chợ đen, ở tu luyện tài nguyên thượng đó là tương đương có nội tình. Trước kỷ nguyên trung kỳ thật thiên tộc mượn dùng đại kiếp nạn chi danh rõ ràng rất nhiều phi thăng giả một mạch thế lực cùng cường giả, rất nhiều đều ngã xuống, phàm là có thể sống đến bây giờ người, đều không thể khinh thường, Diêu gia lão tổ ở trước kỷ nguyên thời điểm, là cái pháp thần, hiện tại sợ là tu vi càng cao, lúc trước còn cùng càn khôn thần tôn chi gian từng có giao tế, lại nói tiếp thần tôn còn đối Diêu gia có điểm ân tình, mà ngay lúc đó Diêu gia lão tổ còn muốn mang khi đó còn không xem như rất lớn gia tộc Diêu gia gia nhập càn khôn thần điện. Thần tôn lúc ấy cũng coi trọng Diêu gia chợ đen lực lượng, cái này gia tộc trời sinh chính là làm chợ đen sinh ý cái loại này gia tộc, rất là tâm động, đáng tiếc còn không có gia nhập thời điểm, thiên tộc cùng phi thăng tộc giả nhất tộc liền khai chiến, lúc này cũng liền không giải quyết được gì. Hơn nữa năm đó ngã xuống lớn nhỏ gia tộc thế lực từ từ nhiều đếm không xuể, vốn tưởng rằng Diêu gia đã sớm không có, hiện tại xem ra Diêu gia lão tổ từ trước kỷ nguyên đại kiếp nạn chung còn sống, hơn nữa có thể đem Diêu gia kéo dài đến nay. Thật sự cũng là cùng nhân vật. Ta xuất hiện cùng ngươi xuất hiện, Diêu Nguyệt Linh hôm nay xuất hiện, đều thuyết minh Diêu gia vẫn là nhớ rõ Càn Khôn thần tôn, bất quá các nàng chính là giao dịch mua bán gia tộc, tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng, có một số việc muốn gặp quá Diêu gia lão tổ mới có thể định. Chuyện này trước không vội, cái kia lão quái vật có thể sống đến bây giờ, tất nhiên sẽ không làm lỗ vốn mua bán, nói đến cùng hắn là phi thăng giả nhất tộc sinh ra, tự nhiên không hy vọng thần giới bị thiên tộc hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó bọn họ Diêu gia sớm hay muộn muốn hôi phi yên diệt, nhưng nếu là ngươi thành thần điện chi chủ, kia đối Diêu gia chính là một cơ hội, bởi vì ngươi có rất lớn hy vọng cùng đế tôn tương lai cạnh tranh thần giới chi chủ. Một khi Diêu gia cùng đối với ngươi, hoặc là nói đem bảo đè ở trên người của ngươi, tương lai ngươi đi ra nào một bước, bọn họ Diêu gia liền sẽ là tòng long chi công, bất quá nói đến cùng phải đợi ngươi chân chính tiếp quản càn khôn thần điện mới được. Kỳ thật trước mắt mặc kệ là Diêu gia, thần giới rất nhiều thế lực, đều còn ở quan vọng chung, chung quy không phải ai ngươi vẫn là thiên tộc thiên tôn, bọn họ đều phải lựa chọn đứng ở một bên, mọi người đều ở quan vọng ngươi, lần này ngươi nếu là có thể thành công tiếp quản càn khôn thần điện, ngươi tin hay không những cái đó âm thầm quan vọng thế lực sẽ một đám tiến đến thần phục ở càn khôn thần điện hoặc là nói ngươi dưới trướng. Đương nhiên chủ yếu là phi thăng giả nhất tộc, thiên tộc thế lực tuy nói không phải mọi người cùng thế lực đều tôn đế tôn cầm đầu. Nhưng muốn làm những cái đó thiên tộc thần phục ngươi, cũng khó khăn, bất quá tiểu tử ngươi đừng lo lắng, tiếp quản thần điện, có thỏ gia ta ở, vấn đề không lớn. Thỏ gia vừa đi một bên cấp Dương Nghị Vân phân tích trong đó việc. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, lại cũng cười khổ nói, ta hiện tại mới là một cái thần quân, như thế nào đi tiếp quản càn khôn thần điện, liền tính là có ngươi trợ giúp, ta cũng cảm giác khó khăn a. Thỏ gia hào khí nói, tiểu tử yên tâm đi. Thỏ ra nói ngươi có thể ngươi liền có thể, hơn nữa chờ tiến vào càn khôn thần điện, ngươi chính là chúa tể, ngươi có càn khôn hồ không cần lo lắng bất luận cái gì sự. Đúng rồi thỏ ra, ngươi uy hát yêu ta đế tôn câu nói kia có phải hay không thật sự. Dương Nghị Vân đột nhiên vang lên ở thiên thành ở ngoài thỏ ra khí phách giơ thẳng lên trời mắng uy hát yêu ta đế tôn nói. Ha ha, ngươi đoán thỏ ra quỷ dị cười. Thiết không nói đánh đổ Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Dựa theo thỏ ra đối đế tôn uy hát yêu ta lời nói, chính là bằng 033 thiên điện ở đuổi giết hắn, lại là không biết quản không dùng được. Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra vấn đề này, thỏ ra trả lời như cũ là chờ hắn cái gì tiếp quản càn khôn thần điện, 33 thiên điện người tự nhiên sẽ không ở đuổi giết. Xét đến cùng, hiện tại liền một vấn đề, hắn muốn tiếp quản càn khôn thần điện. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết càn khôn thần điện có thể tồn tại đến bây giờ thế lực phát triển như thế nào. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không dễ chọc. Cũng không biết thỏ ra đến tột cùng có thể hay không bắt lấy tới. Thỏ ra càn khôn thần điện rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta tổng không thể vẫn luôn liền như vậy đi xuống đi thôi. Từ thiên thành rời đi đi rồi một ngày, mấy trăm dặm, mắt thấy liền phải hoàng hôn thời điểm, Dương Nghị Vân nhịn không được hỏi ra tới. Dương Nghị Vân cảm giác thỏ ra chính là ở lang thang không có mục tiêu hành tẩu. Thực tùy ý. Đương nhiên chỉ có phương hướng là vẫn luôn hướng tới phương đông đi. Giờ phút này bọn họ đi tới một chỗ đồi núi mảnh đất, thỏ ra đi lên một tòa gò đất bao, nghe Dương Nghị Vân hỏi chuyện, mở miệng nói, nếu là trước kia thỏ ra trong lòng ta vừa động liền đi càn khôn thần điện,
nhưng hiện tại qua đi một cái kỷ nguyên, tiến vào thần điện môn hộ tựa hồ bị những cái đó nhãi danh sửa chữa, chỉ có thể dùng lão biện pháp đi vào. Biện pháp này còn lại là, mặt trời mọc phương đông, mặt trời lặn phương tây, mặt hướng phương đông, mở ra khẩu quyết, đó là thần điện nơi, hoàng hôn, cũng không sai biệt lắm thời gian, các ngươi thả từ từ, đãi thỏ ra mở ra thần điện chi môn. Dương Nghị Vân nghe minh bạch thỏ ra ý tứ, càn khôn thần điện không phải cố định tránh ở, hoặc là nói là cố định nơi, nhưng nhập khẩu lại không phải cố định. Bình thường dưới tình huống càn khôn thần điện người khống chế khẩu quyết bí pháp, chỉ cần trong lòng mặc niệm khẩu quyết là có thể tùy thời tiến vào càn khôn thần điện, nhưng thỏ ra đều ngủ say một cái kỷ nguyên lâu, càn khôn thần điện môn hộ đã sớm bị sửa chữa, cho nên không thể tùy thời đi vào. Bất quá thỏ ra dù sao cũng là càn khôn thần điện hộ pháp tôn giả chi nhất, liền tính là càn khôn thần điện môn hộ bị cải biến, hắn cũng như cũ có biện pháp tiến vào càn khôn thần điện. Liền tỷ như giờ phút này thỏ ra căn cứ mặt trời xuống núi quỹ đạo cùng thời gian còn lại là có thể mở ra càn khôn thần điện môn hộ. Dương Nghị Vân cũng không hỏi nhiều, hắn tin tưởng thỏ ra. Quả nhiên ở thỏ ra dứt lời thời điểm, theo thỏ ra mặc niệm bí pháp khẩu quyết, sắp muốn lạc sơn thái dương bộc phát ra một đạo quang mang, từ tây mà đến, phe bên kia là phương đông phía chân trời một đạo cột sáng mà đến. Lưỡng đạo cột sáng, như là âm dương giao hội giống nhau, tức khắc va chạm ở bên nhau. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, nháy mắt hình thành một cái thái cực môn hộ. Thành, đi thôi, thỏ ra dừng lại nói. Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ giờ phút này đều có chút chấn động. Thỏ ra cái này thủ đoạn thoạt nhìn thật sự bất phàm a, lưỡng đạo cột sáng, một đạo nhìn không thấy do đó tới, một đạo lại là trực tiếp từ Thái Dương mà đến. Một đông một tây, âm dương giao hội còn lại là mở ra càn khôn thần điện chi môn. Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ chấn động chính là càn khôn thần điện rốt cuộc là cỡ nào tồn tại, cư nhiên muốn từ Thái Dương phía trên bộc phát ra một đạo cột sáng tới mở cửa hộ. Quả thực trước nay chưa từng có. Phải biết rằng thần giới Thái Dương chính là không giống bình thường, đây là đại ngày liệt dương, tam giới trung tối cao đẳng tồn tại, càn khôn thần điện một cái môn hộ xác thật là cùng đại ngày liệt dương treo lên câu. Đây là rất khó tưởng tượng. Giờ phút này thỏ ra đã nhảy dựng lên, một bước bước vào giữa không trung môn hộ chung, Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ không kịp nghĩ nhiều, cũng ngay sau đó theo đi vào. Ba người trước sau bước vào cái này môn hộ chung. Đương Dương Nghị Vân tiến vào sau, lại là cảm nhận được mãnh liệt không gian chi lực, toàn bộ môn hộ chung đi vào lúc sau tất cả đều là chói mắt năm màu chi sắc, thần lực vô cùng cường đại. Nhưng đối bọn họ lại là không có bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa dưới chân ở đại động vận chuyển chung, phi thường nhanh chóng. Dương Nghị Vân phát hiện phía sau môn hộ đã biến mất không thấy, bọn họ ba người tựa hồ đang ở tới thời không đường hầm đá. Không cần lo lắng. Thông hướng thần điện không gian thông đạo vô cùng ổn định, chính là năm đại áo nghĩa thêm vào ở trong đó, nếu không một lát liền tới rồi. Thỏ ra thanh âm ở Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ bên tai vang lên. Nguyên bản Dương Nghị Vân còn có lo lắng, nghe được thỏ ra thanh âm sau lại là tĩnh xuống dưới, tới đâu hay tới đó, dù sao đều tới, tin tưởng thỏ ra trong lòng hiểu rõ. Nói thật đến bây giờ mới thôi, hắn đối càn khôn thần điện là cái gì mắt địa phương, cái dạng gì tồn tại, cái dạng gì hoàn cảnh. Không hề biết. Mấu chốt là còn không có tới kịp hỏi thỏ ra, lúc này ở thời không trong thông đạo sau mới nhớ tới vấn đề này, bất quá hiển nhiên hiện tại không phải dò hỏi thời điểm. Bọn họ ba người đang ở lưu quang tùy ý từ bên người chảy qua thông đạo, tổng cảm giác sinh ra ảo giác, thời gian như là đi qua vô số năm, lại như là gần đi qua vài phút. Luôn là ở chỗ này Dương Nghị Vân cảm giác phát hiện đã không có thời gian khái niệm giống nhau. Mỗi một khắc, thỏ ra mở miệng nói, chúng ta tới rồi nói xong hắn có lẩm bẩm, càn khôn thần điện thỏ ra đã trở lại. Hai câu lời nói tràn ngập rất nhiều cảm xúc ở trong đó, phức tạp thực, có kích động, có bi thương, có hoài niệm, có chờ mong, có phẫn nộ. Dù sao Dương Nghị Vân tại đây một khắc cảm nhận được thỏ ra cảm xúc thật sự là thực phức tạp. Quả nhiên ở thỏ ra nói chuyện chung, Dương Nghị Vân tầm mắt bỗng nhiên quang mang bùng nổ, trực tiếp làm hắn nhắm lại hai mắt, khá vậy chính là như vậy một chút. Cho nên hết thảy đình chỉ, biến mất, cũng an tĩnh xuống dưới. Dương Nghị Vân cảm giác dưới chân một thật, tựa hồ đạp lên đại địa thượng. Hai mắt chậm rãi mở. Giờ phút này Dương Nghị Vân thấy được một thế giới khác. Lại là có chút sững sờ. Như thế nào có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác như là về tới càn khôn hồ giống nhau. Bởi vì hắn nhìn đến hoàn cảnh cùng càn khôn hồ nội không gian vô cùng tương tự,
đương nhiên hắn biết này chỉ là cảm giác tương tự mà thôi, nơi này tuyệt đối không phải Càn Khôn Hồ nội không gian. Nơi này muốn so Càn Khôn Hồ hiển nhiên lớn hơn nhiều, hơn nữa thần nguyên chi lực so với ngoại giới nồng hậu gấp 10 lần. Có sơn có thủy, núi non rất lớn. Còn có một chút là, nơi này hoa cỏ cây cối cùng hắn lần đầu tiên đi Phục Hy nơi người hoàng nói giống nhau, hoa cỏ cây cối phần lớn đều là tinh linh hơi thở. Bọn họ ba người nơi là một mảnh hoa cỏ thảm giống nhau đất trống, nơi xa trong tầm mắt, là một tòa cao vào đám mây núi lớn, này tòa núi lớn từ trên xuống dưới, chia làm liếc mắt một cái có thể nhìn đến 9 tầng, mỗi một tầng đều có cung điện đàn. Từ dưới lên trên, càng lên cao cung điện đàn dần dần thu nhỏ lại, sơn thế càng ngày càng nhỏ, đến nhất đỉnh thứ 9 tầng đỉnh núi chỉ có một tòa cung điện, này tòa cung điện thần quang bắn ra bốn phía, tựa hồ chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thần thánh vô cùng. Dương Nghị Vân giờ phút này cảm nhận được chính mình trên tay trái Càn Khôn Hồ cư nhiên run rẩy một chút, bắt đầu phát ra tới chợt lóe kim sắc. Hắn trong lòng vừa động, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền biết, nơi này chính là Càn Khôn thần điện nơi. Lúc này thỏ ra nhìn chung quanh toàn bộ thế giới, hộc ra một hơi, chậm rãi nói, nơi này chính là Càn Khôn thần điện nơi, chính là một chỗ hỗn nguyên động phủ, Càn Khôn thần tôn được đến sau ở chỗ này sáng lập Càn Khôn thần điện. Trung tâm chính là kia tòa sơn, hoặc là nói là đỉnh núi kia tòa thần điện, được xưng Càn Khôn thần điện, nơi nào là toàn bộ thế giới trung tâm, nghiêm khắc tới nói chúng ta muốn đi chính là đỉnh núi Càn Khôn thần điện. Đương nhiên nơi này thế giới này cũng tất cả đều là Càn Khôn thần điện, nơi nào là tối cao nơi, tiểu tử ngươi chuẩn bị tốt không có. Thỏ ra xem kia tòa tối cao thần điện hỏi Dương Nghị Vân. Cái gì cũng chưa chuẩn bị, cũng không có gì chuẩn bị. Dương Nghị Vân là thành thành thật thật trả lời. Bởi vì tới nơi này hoàn toàn là thỏ ra làm chủ, hắn coi như chính mình là cái mua nước tương liền hảo. Nơi này là Càn Khôn thần điện hang ổ a, có bao nhiêu cao thủ cường giả hắn một mực không biết, dù sao hắn chỉ là cái tiểu thần quân mà thôi, tùy tiện tới cái thần vương hắn đều khó có thể ứng phó. Có thể nói cái gì chuẩn bị không chuẩn bị. Hiện tại hoàn toàn trông cậy vào thỏ ra liền hảo, mặt khác hắn cũng không nghĩ quản, cũng không có thực lực quản. Đối với Dương Nghị Vân câu này trả lời, thỏ ra khí dâu nhếch lên nói, đợi chút vô luận phát sinh chuyện gì, thỏ ra chỉ có một câu, tiểu tử ngươi đừng túng, mặt khác hết thảy có thỏ ra ở. Ách túng nhưng thật ra sẽ không, nhưng là đánh nhau đừng hy vọng ta liền hảo. Dương mẫu nhân thực quang côn. Nói chuyện chung đánh giá bốn phía hoàn cảnh nói, thỏ ra ngươi vừa rồi nói cái gì nơi này là cái hỗn nguyên động phủ. Sốt cuộc là cái gì? Hỗn nguyên siêu thoát tam giới ở ngoài. Người có thể đem nơi này lý giải thành so với thần giới còn muốn cao như vậy một chút tiểu thế giới liền hảo, thiên tộc 33 thiên điện cũng là hỗn nguyên cấp bậc thần cảnh. Chuẩn xác nói nơi này là hỗn nguyên thần cảnh nơi, là siêu thoát tam giới ở ngoài mới có thể có động phủ thần cảnh thế giới, cũng không phải là ngươi trước kia sở giảng cái gì pháp bảo tiểu thế giới, hoàn toàn không thể so sánh. Toàn bộ thần giới liền hai cái hỗn nguyên thần cảnh thế giới, đệ nhất chính là Càn Khôn thần điện, đệ nhị liền 33 thiên điện. Nói như vậy nói, tiểu tử ngươi minh bạch chưa? Thỏ ra nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân đảo hút khí lạnh, siêu việt tam giới ở ngoài hỗn nguyên thần cảnh. Này đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Này xem như siêu cấp không gian thần khí đi. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ tới như vậy một câu. Thỏ ra sừng sốt, ngay sau đó gật gật đầu nói, tiểu tử ngươi như vậy lý giải kỳ thật cũng đúng, mặc kệ là hỗn nguyên thần cảnh tên. Vẫn là hỗn nguyên động phủ tên, nói đến cùng là một phương không gian thế giới. Chẳng qua cấp bậc rất cao nội loại thế giới vô cùng ổn định, chẳng sợ chính là thần giới bị đánh vỡ, cái này thần cảnh thế giới cũng sẽ không có sự, đương nhiên cũng có tệ đoan tồn tại, tệ đoan là Càn Khôn thần điện cái này hỗn nguyên thần cảnh thế giới, là cố định, không thể bị bất luận kẻ nào lấy đi thu đi, hắn từ xuất hiện liền ở chỗ này, cố định ở thần giới cái này đại thế giới thời không chung, chỉ có thể thông qua pháp quyết cùng độc hữu tín vật lôi kéo ra vào. Cái này Dương Nghị Vân xem như minh bạch, đây là một chỗ cao giai chỗ tránh nạn, bất quá dù sao cũng phải có cái chủ nhân đi. Nhưng thực hiển nhiên Càn Khôn thần điện chủ nhân Càn Khôn thần tôn ngã xuống sau, tương đương vô chủ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân hỏi, Càn Khôn thần tôn hiện giờ không hề, Càn Khôn thần điện có phải hay không cùng cấp với vật vô chủ? Cũng là, cũng không phải, thỏ ra như vậy trả lời. Không hiểu, Dương Nghị Vân lắc đầu. Càn Khôn thần điện là hỗn nguyên thần cảnh không gian thế giới, chạy không được, cũng sẽ không di động, cho nên không tồn tại ai có thể lấy đi, không phải thần khí chi vật. Càn Khôn thần tôn được đến hoặc là nói phát hiện nơi này sau, tự nhiên mà vậy liền thành chủ nhân nơi này,
tương đương là tới một bộ phận người trụ vào nơi này, trở thành chủ nhân nơi này, đương nhiên đây là đối ngoại mà nói. Mà đối nội mà nói, Càn Khôn Thần Điện thật là có chủ nhân, cái này chủ nhân chính là Càn Khôn Thần Tôn, quản chi là hắn ngã xuống không hề, nhưng nơi này như cũ là hắn đạo tràng, bởi vì nơi này có Càn Khôn Thần Tôn lưu lại những cái đó rốt cuộc người của hắn, vĩnh viễn ở bảo hộ thần điện, chờ đợi Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân đã đến, chờ đến tân chủ nhân nhập trú Càn Khôn Thần Điện. Thứ 9 tầng kia tòa thần điện, không ai có thể đi vào đi, chỉ có Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân mới có thể đi vào, nói cách khác chỉ cần tiểu tử ngươi có thể đi vào, bởi vì ngươi là Càn Khôn Thần Điện truyền nhân. Chỉ cần tiến vào nơi nào, cái này hỗn nguyên thần cảnh thế giới sao một cái thần linh đều phải nghe ngươi, tối cao thần điện có thứ gì, nói cũng không biết, về hỗn nguyên thần cảnh thế giới thao tác gì đó, có lẽ chỉ có ở đối 9 tầng tối cao thần điện mới có đáp án. Hảo, tiểu tử ngươi đừng lo lắng. Tới rồi nơi này lúc sau, thỏ ra ta không tin ai dám phiên thiên, Càn Khôn Thần Điện tuy rằng không phải trước cơ duyên thần điện, thật là cô đơn, nhưng, chung quy để lại năm đại pháp thần chấn thủ, thỏ ra ta liền không tin, hiện tại năm đại pháp thần đều có phản loạn chi tâm. Cho dù có, thỏ ra ta cũng có thể đem hắn một cái tát chụp chết, Càn Khôn Thần Điện, là thần tôn thần điện, không phải bất luận cái gì một cái pháp thần thần điện, ngươi hiện tại là thần tôn truyền nhân, là tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Hôm nay thỏ ra nhưng thật ra muốn nhìn một chút, giống nhau lão gia hỏa có bao nhiêu lớn mật, cư nhiên dám đối với ngươi hạ truy sát lệnh. Thỏ ra nheo lại đôi mắt nhấc chân một bước hướng đi trước đi đến. Trong tầm mắt kia tòa Càn Khôn núi lớn kỳ thật còn ở rất xa ở ngoài. Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ đuổi kịp, lại một lần nhìn không được hỏi, thỏ ra ngài lão rốt cuộc cái gì tu vi, có thể nói cho ta không? Ngài lão nhân gia có thể hay không làm lòng ta kiên định một chút ra? Càng là tới gần Càn Khôn Thần Sơn, Dương Nghị Vân liền nội tâm càng thêm chột dạ. Thỏ ra quay đầu lại nhếch miệng cười nói, thỏ ra ta trước kỷ nguyên nhất đỉnh trạng thái là thiên đạo cảnh giới, hợp đạo có tam. Dương Nghị Vân vừa nghe tức khắc đại hỉ, thiên đạo cấp hợp đạo có tam, chẳng phải là cùng Phục Hy thần hoàng một cái cấp bậc. Lúc trước thấy Phục Hy liền nói qua hắn là hợp đạo tam cấp, mà đế tôn còn lại là hợp đạo tứ cấp, kém cuối cùng một đạo, đế tôn là có thể hợp đạo hợp nhất. Thành tựu đột phá thiên đạo cảnh giới, siêu thoát ở ngoài, thành tựu thần giới chi chủ. Nhưng hợp đạo không dễ dàng như vậy, liền tính là Phục Hy hợp đạo tam cấp, cũng nói có thể kiềm chế đế tôn, như vậy hiện tại thỏ ra cư nhiên cũng nói là thiên đạo cảnh hợp đạo có tam, ngoan ngoãn nhưng xem như chân chính kim tự tháp cấp bậc. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, nhưng là không đợi hắn cao hứng bao lâu, liền nghe được thỏ ra lại mở miệng nói, bất quá. Bất quá năm đó thỏ ra ta chung quy là đi theo Càn Khôn Thần Tôn một trận chiến, bị thương rất là nghiêm trọng, lâm vào ngủ say, cũng là vừa rồi tỉnh lại, hiện tại thực lực, nhiều lắm chính là thượng vị thiên pháp thần cảnh giới. Dương Nghị Vân nghe được thỏ ra tới như vậy một câu, tức khắc một lòng chìm vào tới rồi đáy cốc. Nửa ngày lúc sau Dương Mỗ Nhân đầy mặt hắc tuyến nói, thỏ ra thừa dịp chúng ta còn không có bị người phát hiện, chạy nhanh lưu đi, ngươi. Ngươi hiện tại thượng vị pháp thần liền một người. Mà ngươi cũng nói Càn Khôn Thần Điện thần ở trước kỷ nguyên để lại năm đại pháp thần giữ nhà, hiện tại suốt đi qua một cái kỷ nguyên thời gian, hơn 1.000 vạn năm lâu, thời gian dài như vậy, nhân ra năm đại pháp thần không chừng đã sớm đột phá tới rồi thiên đạo cảnh giới, chúng ta hiện tại tiến đến, này không phải tìm chết sao? Dương Nghị Vân lo lắng tự nhiên cũng không phải không đạo lý, nhưng thỏ ra nghe xong lại là cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi thật cho rằng pháp thần cùng thiên đạo liền như vậy hảo tu. Lời nói thật cho ngươi nói đi, năm đó Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần tu vì đều không tính cao, ở nhưng là đều là gần đây pháp thần, Càn Khôn Thần Tôn có ngôn, năm đại pháp thần chỉ có trong đó hai vị pháp thần tương lai có thể bước vào thiên đạo chi cảnh, mặt khác ba cái căng chết cũng chính là thượng vị cấp bậc pháp thần. Tuy rằng thời gian trôi qua 1.000 vạn năm lâu, nhưng tiến giai thiên đạo cấp bậc kia cũng không phải là dựa thời gian trường liền có thể, thiên đạo có định số Nga, kia có dễ dàng như vậy. Thần giới trăm triệu hàng tỷ vạn thần linh tu luyện giả, có chút người đừng nói pháp thần, liền tính là thần đế thần chủ cả đời cũng đều vô vọng. Cho nên tiểu tử ngươi đừng hạt nhọc lòng, thỏ ra ta tuy rằng tu vi đại ngã, nhưng là Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần thật muốn là đuôi mù, thỏ ra ta có rất nhiều biện pháp sửa chữa bọn họ, siêu chết lạc đà so mã còn đại đâu. Nói nữa, thỏ ra không tin năm đại pháp thần tất cả đều sẽ tạo phản, người khả năng không biết. Năm đại pháp thần ở năm đó kia chính là Càn Khôn Thần Tôn nhất trung thành bộ hạ, đến nỗi ngươi nói có người Càn Khôn Thần Điện người đuổi giết ngươi, điểm này ta tin tưởng chỉ khả năng sẽ là năm đại pháp thần chung trong đó một cái mà thôi, tin tưởng những người khác là không biết,
nếu là biết nhất định sẽ tổ chức. Cho nên nói, hoàn toàn không cần lo lắng, hết thảy có Thỏ Gia ở, không ai có thể phiên được thiên, đừng khẩn trương cái gì, Thỏ Gia ta đều không khẩn trương, ngươi càng không cần khẩn trương. Thỏ Gia có người tới. Dương Nghị Vân đánh gãy Thỏ Gia nói chuyện, hắn nhìn đến nơi xa Càn Khôn Thần Sơn có mấy đạo thần quang chạy như bay mà đến. Tới vừa lúc, chúng ta tiến vào lâu như vậy thời gian cư nhiên mới phát hiện, hiện tại Càn Khôn Thần Điện thật sự cô đơn như thế sao? Thỏ Gia nheo lại đôi mắt nhìn phía chân trời mấy đạo thần quang mà đến. Người nào tự tiện xông vào Càn Khôn Thần Điện? Tiếng sấm giống nhau thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Hừ! Thỏ Gia hừ lạnh một tiếng ngừng lại. Chờ những người này bay vào tới. Nháy mắt lại là vài bóng người huyền phù ở Thỏ Gia cùng Dương Nghị Vân ba người trước người mười mấy mét ở ngoài giữa không trung, trên cao nhìn xuống. Cái này làm cho Thỏ Gia thực khó chịu, một tiếng hừ lạnh dưới, trống rỗng lôi đình xuất hiện, răng rắc lôi đình xuất hiện một người chín tên thần quân cấp bậc người, lại là tất cả đều từ trên cao một đầu tài rơi xuống trên mặt đất. A! À, chín tên thần quân kêu thảm thiết, nhưng lại cũng chưa chết, Dương Nghị Vân biết Thỏ Gia đây là không hạ tử thủ. Nếu không chín thần quân đã sớm hóa thành cho tẫn. Nhãi danh Thỏ Gia đến chính mình ra, còn muốn ngươi chờ như vậy kiêu ngạo. Hừ lạnh chung Thỏ Gia nói chuyện có chút lạnh băng, trừng mắt nhìn chín nằm trên mặt đất thần quân tự nói, ngay sau đó lại là ngẩng đầu xem hiện Càn Khôn Thần Sơn kia cao như mây quả nhiên kiến trúc đàn, chậm rãi mở miệng nói, Càn Khôn Thần Điện lôi đình hộ pháp tôn giả Hỗn Nguyên Thỏ trở về, thần điện năm đại pháp thần ở đâu? Còn chưa tới thấy ta. Thanh như sấm minh vang lên, truyền ra đi thật xa. Thỏ Gia nói thẳng ra chính mình thân phận. Bất quá Dương Nghị Vân lại là trong lòng nói thầm, không biết hiện tại Càn Khôn Thần Điện còn có hay không người nhớ rõ người lão nhân gia. Rốt cuộc Thỏ Gia ngủ say ngàn vạn năm, sợ là toàn bộ Càn Khôn Thần Điện người đều sẽ cho rằng đã chết đi. Đương nhiên dựa theo Thỏ Gia cách nói, hiện giờ năm đại pháp thần cũng là trước kỷ nguyên lưu lại lão nhân, tự nhiên là biết hắn, nhận thức hắn. Bất quá mua không mua chướng, thật đúng là rất khó nói. Rốt cuộc cảnh đời đổi rời, đều đi qua một cái kỷ nguyên lâu, ai có thể nói đến chuẩn, hiện tại Càn Khôn Thần Điện còn giữ gìn Càn Khôn Thần Tôn. Hoặc là nói tuân thủ thần tôn chi quy tắc. Oanh! Liền ở Thỏ Gia dứt lời hết sức, cao như mây quả nhiên Càn Khôn Thần Sơn phía trên một tiếng nổ vang vang lên. Ngay sau đó lại là một cổ che trời lấp đất uy áp mà đến, toàn bộ Càn Khôn Thần Điện thế giới thiên địa thay đổi bất ngờ. Thần thánh phương nào giả mạo ta thần điện tôn giả, chán sống không thành. Lại là một tiếng uy nghiêm vô cùng thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai lại là có chút già nua. Mang theo một cổ tử âm lãnh hơi thở, thậm chí còn uy áp chung đều có làm người áp lực cảm giác, thực không thoải mái. Thỏ Gia vung tay lên tức khắc Dương Nghị Vân cảm giác thiên địa uy áp biến mất không còn một mảnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tử vong pháp thần thi không tiếng động. Thật lớn uy phong a, hừ Thỏ Gia vô cùng khó chịu hừ lạnh. Lúc này giữa sân không biết khi nào đã nhiều một cái một thân áo đen lão giả. Nghe Thỏ Gia nói chuyện kêu tử vong pháp thần thi không tiếng động. Phía trước nghe Thỏ Gia nói qua, Càn Khôn Thần Điện lưu lại năm đại pháp thần, vừa lúc là năm đại quy tắc áo nghĩa các chiếm một cái, phân biệt vì tử vong, sinh mệnh, hắc ám, quang minh cùng thời không năm đại pháp thần. Hiện tại xuất hiện cái này đó là tử vong pháp thần thi không tiếng động. Thi không tiếng động lại là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông già Thỏ, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, đồng tử co rút lại. Hắn tự nhiên nghe được phía trước Thỏ Gia tự bạo ra môn lời nói, phản ứng đầu tiên là có người nào giả mạo, nhưng lúc này lại là biết trước mắt lão giả đúng là trước kỷ nguyên Càn Khôn Thần Điện hai đại hộ pháp tôn giả chi nhất lôi đình tôn giả Hỗn Nguyên Thỏ. Nhưng là, Càn Khôn Thần Điện cao tầng ở trước kỷ nguyên đều ngã xuống, sao có thể hôm nay toát ra tới một cái lôi đình tôn giả? Trước tiên thi không tiếng động tiến đến xác nhận, đương nhìn đến Thỏ Gia lúc sau, liền biết trước mắt lão giả thật là lôi đình tôn giả, không sai được, bởi vì hắn gặp qua, cũng tiếp xúc quá. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là trước mắt lôi đình tôn giả tu vi tựa hồ cùng hắn giống nhau hiện tại là thượng vị cấp bậc pháp thần. Điểm này lại là không bình thường, bởi vì thi không tiếng động biết, trước kỷ nguyên trung lôi đình tôn giả kia chính là cao cao tại thượng thiên đạo cảnh giới cường giả, địa vị tu vi từ chỉ ở sau thần tôn dưới. Nói là còn một người dưới vạn người phía trên chút nào không quá. Toàn bộ Càn Khôn Thần Điện ở trước kia chỉ có hai đại hộ pháp tôn giả, đều là yêu tộc, một cái là Kỳ Lân, một cái khác chính là trước mắt Thỏ Gia, Hỗn Nguyên Thỏ.
khi cách ngàn vạn năm không nghĩ tới, vị này Lôi Đình tôn giả cư nhiên còn sống, hơn nữa đi tới Càn Khôn thần điện. Không chết không ngã xuống a. Giờ phút này tử vong pháp thần thi không tiếng động nội tâm là cực kỳ phức tạp. Hỉ ưu nửa tham. Hỉ chính là Càn Khôn thần điện tôn giả trở về, thêm một cái cao thủ liền nhiều một phần bảo đảm. Vô số năm qua bị 33 thiên điện chèn ép thống khổ chỉ có bọn họ này đó thần điện lưu thủ nhân viên biết trong đó nghẹn khuất cùng đau khổ. Càn Khôn thần điện bị 33 thiên điện vẫn luôn là phong sát đuổi giết trạng thái, ngàn vạn năm qua vẫn luôn không đỉnh quá, bọn họ bị xưng là Càn Khôn dư nghiệt. Nhưng lại có thể như thế nào? 33 thiên điện có đế tôn vô thượng, bọn họ Càn Khôn thần điện là kéo dài hơi tàn, đã không có Càn Khôn thần tôn. Càn Khôn thần điện chính là một đám chó nhà có tang, căn bản không dám trắng trợn táo bạo ở thần giới hành tẩu. Vô cùng nghẹn khuất, yêu chính là, thì không tiếng động hiện tại luyến tiếc hắn hiện tại địa vị. Bởi vì hiện giờ hắn, quyền trưởng quản Càn Khôn thần điện, ở Càn Khôn thần điện coi như là nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc trước năm đại pháp thần chung, hiện giờ tồn tại với thần điện chỉ có 3 người. Kỳ thật mặt khác hai đại pháp thần, ở năm đó Càn Khôn thần tôn ngã xuống lúc sau, liền trực tiếp rời đi, cũng không có trở lại Càn Khôn thần điện. Thậm chí một người trực tiếp ngã xuống, đi theo Càn Khôn thần điện mà đi. Người này đó là năm đại pháp thần chung Quang Minh pháp thần, có nghe đồn Quang Minh pháp thần là trực tiếp chuyển tu, vì đến là tương lai có thể càng tốt niết bàn. Đương nhiên đây là đối ngoại cách nói, nửa thật nửa giả. Chân chính tình hình thực tế còn lại là, bọn họ năm đại pháp thần, ở Càn Khôn thần tôn trên đời thời điểm, liền nói quá, năm người trung tướng tới chỉ có hai người có thể từ pháp thần tiến giai đến thiên đạo cảnh giới. Này hai cái pháp thần, là Quang Minh pháp thần cùng thời không pháp thần. Nói cách khác, dư lại ba cái pháp thần, trong đó liền bao gồm hắn cái này tử vong pháp thần, cùng sinh mệnh pháp thần, hắc ám pháp thần, ba cái là thành tựu không được thiên đạo cảnh giới. Mà ở tương lai có thể thành tựu thiên đạo cảnh giới chỉ có thời không pháp thần cùng Quang Minh pháp thần hai người. Này hai người chung, Quang Minh pháp thần kỳ thật năm đó ở Càn Khôn thần tôn hợp đạo lúc sau, với 33 thiên điện một người cường giả chém giết, xem như cố ý ngã xuống, hoặc là nói nguyên thần trang hoàng, đi tới một cái độc đáo tu luyện chi lộ. Chuyển tu hạ giới trùng tu, như thế tương lai tất nhiên nhưng tiến thiên đạo cảnh giới, thậm chí sẽ càng cường đại. Mà thời không pháp thần còn lại là ở năm đó thần tôn ngã xuống lúc sau, trực tiếp đi thần giới không biết nơi, phát hạ thiên đạo lời thề, không tiến thiên đạo chi cảnh, thề không về tới. Này vừa đi liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Đến nỗi dư lại bọn họ ba cái pháp thần, đó là lưu lại, bảo hộ Càn Khôn thần điện, nhưng dài dòng năm tháng chung, ngàn vạn năm qua đi, bọn họ ba người đều từ lúc trước sơ cấp pháp thần cảnh giới, tu luyện tới rồi thượng vị pháp thần đỉnh, nhưng giống như là ma chú giống nhau, đích xác tưởng hết biện pháp cũng không có thể bước vào thiên đạo cảnh giới. Nhưng ai cũng không chịu thua. Thần tôn cấp ngôn ngữ, dựa vào cái gì Quang Minh cùng thời không ở tương lai có thể thành tựu thiên đạo chi cảnh, bọn họ ba người không được. Trong lòng là thực không cam lòng. Kết quả còn lại là hắc ám pháp thần mấy trăm năm trước, rời đi Càn Khôn thần điện, đi tìm cơ duyên tiến giai thiên đạo. Mà sinh mệnh pháp thần còn lại là trực tiếp nhận mệnh, ở Càn Khôn thần điện lựa chọn một chỗ phong cảnh vô hạn nơi, lại là trực tiếp lánh đời không ra, Càn Khôn thần điện công việc cũng không tham dự chẳng quan tâm. Như thế dưới tình huống, hắn cái này tử vong pháp thần liền thành Càn Khôn thần điện duy nhất chí cường giả, cũng là lãnh tụ nhân vật, vô số tuế nguyệt tới nay. Hắn dưỡng thành bị trăm triệu thần linh kính ngưỡng tồn tại. Hắn hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác, thống lĩnh toàn bộ Càn Khôn thần điện, nói là làm ngay. Chậm rãi thì không tiếng động trong lòng đã xảy ra biến hóa. Bọn họ năm đại pháp thần lúc trước đều là thần tôn lưu lại bảo hộ thần điện pháp thần, chờ thần tôn truyền nhân xuất hiện, đến lúc đó thần điện tự nhiên sẽ lại lần nữa huy hoàng, nhưng năm đại pháp thần liền dư lại hắn một cái, trong lòng cũng không cam lòng, theo thời gian trôi qua. Hắn hưởng thụ tới rồi quyền lợi tư vị, một cái lớn mật ý tưởng xông ra. Cái này lớn mật ý tưởng đó là, thay thế. Thay thế được thần tôn truyền nhân, hắn đột phá pháp thần chi cảnh, bước vào thiên đạo chi cảnh, danh xứng với thật trưởng quản Càn Khôn thần điện, trở thành tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Cái này ý tưởng toát ra tới sau, một phát không thể vãn hồi. Trải qua vô số năm kinh doanh, hắn đem thần điện chung những cái đó không phục từ người của hắn, một đám trục xuất thần điện. Bồi dưỡng thần phục chính hắn thành viên tổ chức, hiện giờ Càn Khôn thần điện, trăm vạn thần linh tôn hắn vi tôn. Làm hắn từ bỏ hiện tại hết thảy, hắn thì không tiếng động làm không được.
biết mấy ngàn năm Dương Nghị Vân xuất hiện, vẫn luôn liền chuẩn bị kế hoạch thi không tiếng động, rốt cuộc chờ tới cơ hội, ở hắn nghĩ đến, Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân xuất hiện, đơn giản chính là trên người có Càn Khôn Thần Tôn truyền thừa chí bảo, như thế tới hiệu lệnh thần điện. Chỉ cần ở Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân xuất hiện lúc sau, hắn thi không tiếng động được đến Càn Khôn Thần Tôn truyền thừa, giết Dương Nghị Vân, tự nhiên hết thảy chính là hắn, đáng tiếc năm lần bảy lượt phái ra đi người cư nhiên đều bị giết, cái này làm cho hắn thực phẫn nộ. Trong lòng còn nghĩ muốn hay không tự mình ra tay. Nhưng mà không nghĩ tới hiện tại cư nhiên toát ra một cái lôi đình tôn giả tới, hơn nữa trực tiếp tiến vào Càn Khôn Thần Điện, phải biết rằng Càn Khôn Thần Điện môn hộ nhập khẩu chính là bị hắn hoàn toàn sửa chữa, đối phương cư nhiên vô thanh vô tức vào được. Hiện tại vấn đề là, hắn muốn hay không thần phục. Lôi đình tôn giả địa vị ở thần điện chỉ ở sau Càn Khôn Thần Tôn, hiện giờ trở về, hắn đích xác muốn thăm viếng, muốn thần phục. Này liền ý nghĩa hắn muốn từ bỏ hết thảy. Nhưng này có thể sao? Ở thi không tiếng động trong lòng đáp án là không có khả năng. Hắn vô pháp từ bỏ hiện tại hết thảy. Hắn như cũng muốn kiên trì ý nghĩ của chính mình, không cam lòng thần tôn ngôn ngữ, cả đời chỉ có thể là pháp thần, hắn phải làm thiên đạo cường giả, nếu phải làm thiên đạo cường giả, vậy chỉ có thể diệt sát Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, cướp đoạt truyền thừa, thay thế. Cho nên biết rõ trước mắt lôi đình tôn giả là thật sự, giờ phút này thi không tiếng động cũng không chuẩn bị thừa nhận. Đương nhiên làm ra như vậy quyết định, là bởi vì hắn trong mắt thỏ ra cái này lôi đình tôn giả hiện tại tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, là cái thượng vị pháp thần, không phải năm đó thiên đạo tam cấp cảnh giới. Thi không tiếng động biết lôi đình tôn giả tất nhiên trên người đã xảy ra chuyện gì, cảnh giới đại ngã. Ngược lại với hắn mà nói là chuyện tốt. Nếu là giờ phút này đứng ở trước mặt hắn tôn giả là thiên đạo cấp bậc, kia hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn thần phục phân. Đáng tiếc lôi đình tôn giả hiện tại cảnh giới là thượng vị pháp thần. Mà hắn cũng là thượng vị pháp thần, hơn nữa Càn Khôn Thần Điện, bị hắn kinh doanh vô số năm tháng, hiện giờ trăm vạn Càn Khôn thần tộc toàn nghe hắn chi mệnh, nghĩ đến bắt lấy cái này lôi đình tôn giả không là vấn đề. Lúc này nhìn lôi đình tôn giả thỏ ra, thì không tiếng động nheo lại đôi mắt. Đến nỗi thỏ ra bên người Dương Nghị Vân cùng thiên cơ còn lại là tự động bị hắn xem nhẹ, tưởng thỏ ra bên người phụng dưỡng tôi tớ mà thôi. Tử vong pháp thần thi không tiếng động trong lòng có chấp niệm, ở hắn xem ra hắn cũng là vì Càn Khôn Thần Điện, vì có thể làm Càn Khôn Thần Tôn truyền thừa tiếp tục càng tốt truyền thừa đi xuống. Cho nên thi không tiếng động trong lòng có quyết đoán. Đối mặt thỏ ra cái này Càn Khôn Thần Điện lôi đình hộ pháp tôn giả, thi không tiếng động biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng lạnh giọng quát lớn nói. Hỗn trướng, nơi nào tới kẻ điên giả mạo ta Càn Khôn Thần Điện lôi đình hộ pháp tôn giả, mọi người đều biết ta Càn Khôn Thần Điện hai đại hộ pháp tôn giả sớm tại trước kỷ nguyên cũng đã ngã xuống. Hơn nữa ta lôi đình hộ pháp tôn giả càng là tu vi thông thiên hạng người, ít nhất cũng là thiên đạo cảnh giới tồn tại, ngươi lại là một cái thượng vị hộ pháp mà thôi, cũng dám giả mạo ta thần điện hộ pháp, người tới, liệt trận chóc nã mực này cuồng đồ. Thì không tiếng động ra lệnh một tiếng, cả tòa thần sơn thần làm vinh dự làm. Từng đạo thần quang hiện lên ở giữa không trung, khoảnh khắc công phu che trời, hàng ngàn hàng vạn thần linh bao quanh vây quanh Dương Nghị Vân ba người. Khí thế bằng bạc, thanh thế dọa người. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp vang lên, cái này xong rồi. Hiện tại đang ở Càn Khôn Thần Điện hang ổ, cái này tử vong pháp thần thi không tiếng động căn bản liền không tin thỏ ra thân phận, chưa chừng hôm nay bọn họ ba cái đều phải công đạo ở chỗ này. Thỏ ra quả nhiên không đáng tin cậy a. Dương Nghị Vân trong lòng như vậy nghĩ, nhìn thoáng qua thỏ ra, lại là phát hiện thỏ ra trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, không hề có tích điểm khẩn trương. Đối mặt cùng hắn cùng cấp bậc tử vong pháp thần thi không tiếng động, cùng xuất hiện rậm rạp thần linh, một đám hơi thở đều là đứng đầu tồn tại, trong đó không thiếu thần vương cấp bậc trở lên cường giả, thêm lên chính là khổng lồ vô cùng thế lực, thỏ ra chẳng lẽ là dọa ngu đi. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng. Rốt cuộc nhịn không được thỏ ra nói, thỏ ra cái này nhưng như thế nào cho phải. Thoạt nhìn cái này tử vong pháp thần thi không tiếng động căn bản liền không quen biết ngài lão a. Thỏ ra cười lạnh nói, không phải không quen biết, mà là nhân tâm thay đổi, ha ha, cũng hảo, làm thỏ ra ta sớm một chút thấy được hiện giờ Càn Khôn Thần Điện bại lộ ra tới vấn đề, có thể càng tốt giải quyết về sau thần điện trải vuốt, hiện tại xem ra, thi không tiếng động không hề nghi ngờ chính là sau lưng cái kia muốn giết ngươi. Hoặc là nói muốn cướp đoạt trên người của ngươi thần tôn truyền thừa mưu sau người. Không cần lo lắng, thỏ ra hôm nay đảo muốn nhìn, thì không tiếng động cái này lão tiểu tử như thế nào xong việc, ha ha, nếu là năm đại pháp thần toàn bộ đều ở,
có lẽ còn có thể cấp thỏ ra chế tạo như vậy một chút phiền toái nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, càn khôn thần điện cục diện chi không xong, đã tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Năm đại pháp thần trong đó thần tôn lời bình quá quang minh cùng là thời không hai người có khả năng nhất thành tựu thiên đạo chi cảnh, nhưng hiện tại lại là một cái ngã xuống chuyển tu, còn không biết có thể hay không quay về, một cái khác sớm liền biến mất không thấy đi không biết nơi khổ tu chứng đạo, còn không biết có ở đây không thế. Mặt khác ba cái, sinh mệnh pháp thần nhưng thật ra ở thần điện chung, nhưng lại là cùng không hỏi thế sự chủ, hắc ám pháp thần trực tiếp rời đi càn khôn thần điện không biết đi chỗ nào. Hiện giờ chính là cái này tử vong pháp thần thi không tiếng động, ha ha, lão hổ không ở nhà, con khỉ xưng đại vương, dã tâm pha đại, thoạt nhìn là muốn chính mình làm thần tôn a, có ý tứ, có ý tứ. Thỏ ra nói chuyện chung không có một chút khẩn trương, ngược lại là cho Dương Nghị Vân hoặc là cũng có thể nói cho chính hắn loát một loát càn khôn thần điện lập tức tình huống. Dương Nghị Vân đem thỏ ra nói, nghe vào trong tai, lại là có thể nghe được ra tới. Thỏ ra căn bản liền không đem tử vong pháp thần thi không tiếng động để vào mắt. Ngược lại là nói lên những lời này thời điểm, trong mắt tràn ngập bi ai, cùng một tia bị đè nặng lửa giận. Tử vong pháp thần thi không tiếng động nhìn đến thỏ ra cư nhiên chút nào không để ý, ngược lại ở cùng Dương Nghị Vân hai người thần sắc nhẹ nhàng nói chuyện, tức khắc trong lòng giận dữ, lần này trực tiếp phất tay mở miệng nói, chu sát này ba cái tự tiện xông vào càn khôn thần điện cuồng đồ, chu diệt. Thi không tiếng động tưởng rất đơn giản. Trực tiếp diệt sát vị này khi cách ngàn vạn năm phản hồi thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả, chết không thừa nhận thân phận của hắn, chu sát lúc sau, về sau liền tính là mặt khác vài vị pháp thần trở về cũng không cái gọi là, căn bản liền sẽ không có người biết, dù sao hiện tại thần điện làm chủ người chính là hắn tử vong pháp thần thi không tiếng động. Thi không tiếng động cầu khẩn cấp nhảy tường, người có thể tưởng tượng hảo, thật muốn chu sát lão phu. Có biết hay không người đây là dĩ hạ phạm thượng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thần điện trừng phạt chi lực là bài trí không thành? Thỏ ra sâu kín mở miệng. Sát thi không tiếng động nói thật vẫn là có chút chột dạ, nhưng là hắn biết thần điện chính là tối cao thứ 9 tầng thần điện, chỉ có thần tôn mới có thể mở ra cùng ra vào. Tuy rằng biết thần điện chi lực đích xác có hủy thiên diệt địa trừng phạt chi lực, là thần tôn dùng để ước thúc, càn khôn thần điện mỗi một cái thần chi, nhưng càn khôn thần tôn đã sớm ngã xuống, ai có thể mở ra thần điện, dùng thần điện trừng phạt chi lực tới trừng phạt hắn? Liền tính là lôi đình hộ pháp tôn giả cũng không được. Thi không tiếng động hạ quyết tâm, căn bản liền không muốn cùng thỏ ra nói thêm cái gì, dù sao ở đây chỉ có hắn một cái gặp qua vị này lôi đình hộ pháp tôn giả, mặt khác vài vị pháp thần không hề, ai có thể biết được. Nhanh chóng chu sát lôi đình hộ pháp tôn giả, hắn thi không tiếng động tiếp tục thông chi càn khôn thần điện, tương lai giống nhau có thể dẫn dắt thần điện thần linh đi hướng lại lần nữa huy hoàng. Đích xác hiện tại càn khôn thần điện tử vong pháp thần là nhất ngôn cửu đỉnh, ra lệnh một tiếng, đầy trời thần linh bạo phát thần lực, liền phải đối thỏ ra cùng Dương Nghị Vân, thiên cơ ba người công kích. Này trong nháy mắt, Dương Nghị Vân đều nghĩ cùng lắm thì mang theo thỏ ra cùng thiên cơ sư nương trốn vào càn khôn hồ đi, tuy rằng sẽ bại lộ càn khôn hồ, nhưng giờ phút này hắn lại không có biện pháp, liền tính là ở hắn nghĩ đến, chỉ cần có một cái cùng thỏ ra thực lực tương đương tử vong pháp thần, đều có thể cùng thỏ ra bất phân thắng bại. Nếu ở hơn nữa đầy trời thần linh, bọn họ ba cái ở nhân ra vòng vây chung, một đợt công kích xuống dưới, căn bản liền không có chút nào đánh trả chi lực, chui vào càn khôn hồ ngược lại có thể tránh thoát một mạng. Đến nỗi càn khôn hồ bởi vậy mà bại lộ vấn đề, hắn cũng cố không được như vậy nhiều. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng mềm nhẹ thanh âm lại là vang vọng toàn trường. Dừng tay! Một nữ nhân thanh âm vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Đồng thời đầy trời lục quang đả tọa, lại là ngạnh sinh sinh đem đầy trời mấy vạn nhiều thần linh thần lực cấp ngạnh sinh sinh áp chế xuống dưới. Di hảo cường đại sinh cơ chi lực a. Dương Nghị Vân lại là vừa mới chuẩn bị thúc dục càn khôn hồ, lại là nghe thấy cái này giọng nữ nói chuyện, ngay sau đó cảm thụ không gì sánh kịp sinh cơ chi lực, cầm lòng không đậu kinh hô ra tiếng. Thực hiển nhiên lại tới nữa một tôn đại thần. Ha ha, rốt cuộc ra tới sao, cái này tiểu nữ đầu. Còn cùng năm đó giống nhau tính cách, không tranh không đoạt văn tính, nhưng như cũng có là lướt chi tâm, đốn hiểu rõ hết thảy, nên ra tay khi, chút nào sẽ không ướt át bẩn thỉu, nhưng thật ra không thay đổi. Thỏ ra tự nói ra tiếng, ý cười nồng hậu, tâm tình đều hảo rất nhiều. Dương Nghị Vân giờ phút này cũng có tới một cái suy đoán, nhịn không được hỏi, thỏ ra chẳng lẽ là sinh mệnh pháp thần? Không tồi, càn khôn thần điện ra sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt. Rốt cuộc tìm không ra đệ nhị tu sinh mệnh chi đạo nữ pháp thần tới,
nhà đầu này tiến bộ không tồi, sinh mệnh pháp thần đỉnh chi cảnh. Thỏ Gia cười nói. Thỏ Gia nghe ngươi cái này một tiếng, sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt sẽ giúp chúng ta. Dương Nghị Vân nhìn không được nói. Ngươi nói đi, ha ha, đừng xảo, xem diễn, gì, trừ bỏ ngọc là lướt nhà đầu này, cư nhiên còn có tà thần kia tiểu tử cũng trở về, này đó náo nhiệt, ha ha, thì không tiếng động tiểu tử này, xem ngươi làm sao bây giờ. Thỏ Gia nói một câu không thể hiểu được nói. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai lại nghe được một cái, tà thần tên, nghe Thỏ Gia khẩu khí, tựa hồ lại là một tôn đại thần. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, chỉ mong là tới hỗ trợ, nhưng đừng là tới muốn mệnh liền hảo. Mà thi không tiếng động còn lại là vào giờ phút này sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía chân trời, màu xanh lục thần quang xuất hiện, trực tiếp áp chế trừ bỏ hắn ở ngoài thần nhân. Hắn biết là sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt xuất hiện. Này đàn bà không phải vẫn luôn không rời thần điện hết thảy công việc sao? Hiện tại lại nhảy ra, này ngoài ý muốn cái gì thi không tiếng động đã có dự cảm bất hảo. Nháy mắt giữa sân một đạo chói mắt lục quang xuất hiện, lại là xuất hiện một người một thân nữ y nữ tử, để chân trần mang theo khăn che mặt, nhìn qua nhiều vài phần cảm giác thần bí. Nhưng có một chút lại là tạc nứt, đó chính là nữ tử này trên người phát ra bồng bột sinh cơ chi lực. Dương Nghị Vân biết nữ tử này thực hiển nhiên chính là vừa rồi Thỏ Gia trong miệng sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt, càn khôn thần điện năm đại pháp thần chi nhất. Nàng xuất hiện ở giữa không trung lúc sau, lại là đi bước một đạp hư mà đến, thẳng đến phía dưới Thỏ Gia. Ngay lập tức chi gian tới rồi mặt đất, dừng ở Thỏ Gia trước người, lại là đối với Thỏ Gia quỳ một gối xuống đất, mở miệng hộc ra tiếng trời giống nhau thanh âm nói, càn khôn thần điện sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt bái kiến Lôi Đình hộ pháp tôn giả. Hành đại lễ cùng trong lời nói cung kính, vô cùng thành kính cùng túc mục. Biết giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng treo một cục đá mới rơi xuống đất, hắn biết cốt truyện bắt đầu nghịch chuyển. Giờ phút này Thỏ Gia như cũ là cái loại này hết thảy đều ở khống chế thần sắc, chỉ là càng thêm thần khí rồi mà thôi, đối mặt sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt hành lễ, hư không vung tay lên nâng khởi sinh mệnh pháp thần ha ha cười nói, là lướt nha đầu mau đứng lên, khó được hiện giờ càn khôn thần điện ngươi còn vẫn duy trì tín niệm. Thỏ Gia ta thực vui mừng. Sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt đứng dậy, lại là cung kính trả lời, là lướt muôn lần chết không dám quên thần tôn, càng không dám quên tôn giả dạy dỗ tri ân, là lướt chờ mong ngày này đã lâu, cung nghênh thần điện Lôi Đình hộ pháp trở về, ta thần điện vạn phúc. Dứt lời lúc sau ngọc là lướt lại nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt lạnh băng tao quá tử vong pháp thần thi không tiếng động, đối mặt đầy trời càn khôn thần điện chúng thần, thổ lộ là lướt tri âm nói, ngươi chờ còn thất thần làm cái gì? Trước mắt người, chính là ta càn khôn thần điện hai đại hộ pháp tôn giả chi nhất Lôi Đình hộ pháp tôn giả, mà nay trở về chính là ta càn khôn thần điện vạn phúc, còn không thăm viếng càng đãi khi nào. Sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt lời nói tuy rằng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Dương Nghị Vân lúc này giống như là cái tiểu trong suốt giống nhau đứng ở Thỏ Gia phía sau, nhưng Thỏ Gia cùng sinh mệnh pháp thần chi gian đối thoại, nhưng đều là nghe rõ ràng, đối với ngọc là lướt này một phen lời nói. Dương Nghị Vân trong lòng trực tiếp cấp ra chính là số âm. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, toàn bộ càn khôn thần điện hiện tại là tử vong pháp thần thi không tiếng động ở trưởng quản, mà sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt còn lại là hoàn toàn ở vào bế quan ẩn tu trạng thái, căn bản liền không để ý tới càn khôn thần điện vận chuyển công việc. Như thế dưới tình huống, vô số niên hạ tới, mặt khác pháp thần không hề, toàn bộ càn khôn thần điện hoàn toàn chính là tử vong pháp thần thi không tiếng động thiên hạ. Thực hiển nhiên nơi này chúng thần người sợ là toàn vì tử vong pháp thần thi không tiếng động một đầu bồi dưỡng lên người. Lúc này sinh mệnh pháp thần nhảy ra làm chúng thần thăm viếng Lôi Đình hộ pháp tôn giả, Dương Nghị Vân nghĩ đến rất khó có người cho nàng mặt mũi đi. Chẳng sợ sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt nàng trước mắt trên danh nghĩa như cũ là càn khôn thần điện pháp thần chi nhất, nhưng lại ở trường kỳ không để ý tới chăng càn khôn thần điện hết thảy công việc dưới tình huống, đánh giá sẽ không có người mua chướng đi. Đây là Dương Nghị Vân trong lòng đối sinh mệnh pháp thần ý tưởng. Nhưng là sự tình thường thường đều sẽ phát sinh ở đoán trước ở ngoài. Ở sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt dứt lời lúc sau, không có Dương Nghị Vân trong tưởng tượng hình ảnh xuất hiện, ngược lại lại là huyền phù ở phía chân trời phía trên mọi người từng đạo từ không trung phi rơi xuống, đứng ở sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt phía sau. Ngay sau đó đó là từng tiếng thăm viếng thanh không ngừng vang lên, mỗi từ phía chân trời rơi xuống một cái thần nhân sẽ có một tiếng. Càn khôn thần điện thần quân, thần vương, thần đế, thần chủ, thiên thần bái kiến Lôi Đình hộ pháp tôn giả, cung nghênh tôn giả trở về, thần điện vạn phúc.
Như thế thăm viếng thanh tuy rằng so le không đồng đều, nhưng lại ra ngoài dự kiến nhân số rất nhiều, toàn bộ toàn trường ước chừng 10 vạn thần chúng, lại là ở ngắn ngủn 5-6 phút thời gian nội, cư nhiên có 8 vạn nhiều thần chúng từ phía chân trời mà hàng, thăm viếng Thỏ Gia vị này Lôi Đình hộ pháp tôn giả. Một màn này mặc kệ là vượt qua Dương Nghị Vân đoán trước, càng vượt qua Thỏ Gia cùng Tử Vong pháp thần thi không tiếng động đoán trước. Người sau sắc mặt thành tím màu tương, giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng, cả người đều ở phát run. Tử Vong pháp thần thi không tiếng động trăm triệu không nghĩ tới hắn khổ tâm kinh doanh vô số năm càn khôn thần điện, vốn tưởng rằng có thể lưu lại nhất định đều là nguyện trung thành chính mình tử trung, nhưng giờ khắc này mới biết được, hắn suy nghĩ nhiều. 10 vạn thần chúng, cư nhiên có 8 phần ở sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt ra lệnh một tiếng, tất cả đều tham viếng ở Thỏ Gia trước mặt. Lưu lại còn huyền phù ở phía chân trời chỉ có 2 thành, mà này 2 thành thần nhân chung, phần lớn đều không phải năm đó lưu lại lão thần nhân. Đa số là hắn sau lại bồi dưỡng tuyển nhận tới tân một thế hệ thần điện thần chúng, tu vi chỉnh thể thượng đều ở thiên thần, thần quân, thần vương cấp bậc. Thần đế một cái đều không có. Trước kia lão nhân thêm lên không đến 300 nhân số. Giờ khắc này Tử Vong pháp thần thi không tiếng động cảm giác cả người đều ở lạnh cả người. 10 thành đi 8 phần, đây là kiểu gì đáng sợ. Lưu lại 2 thành đô là tân một thế hệ thần nhân, tu vi đều nhược. Lão nhân mới là cao thủ cường giả, nhưng tại đây một khắc đều ở sinh mệnh pháp thần một bên. Tử Vong pháp thần thì không tiếng động trăm triệu không nghĩ tới những cái đó ngày thường đối hắn thề nguyện trung thành thần chúng, cư nhiên ở ngay lúc này, một chút liền tuyển ở đứng ở sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt bên người. Đây là kiểu gì đáng sợ? Nàng không phải trước nay đối tham dự thần điện trưởng quản sự vật không có hứng thú sao? Tại sao lại như vậy? Nghĩ đến đây Tử Vong pháp thần thi không tiếng động ở cũng nhìn không được hướng về phía sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt giận dữ hét ngươi. Ngươi chính là cái bạch liên hoa, ngươi không phải nói một lòng tìm hiểu đại đạo, sẽ không nhúng tay thần điện tranh đoạt sao? Hiện tại nói như thế nào? Ngươi từ lúc bắt đầu liền đang âm thầm mượn sức nhân tâm đi, hảo một cái sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt, ngươi quả nhiên là cao cao tại thượng bạch liên hoa. Thi không tiếng động giờ khắc này có chút mất đi lý trí giống nhau. Hướng về phía sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt giống giận, hắn có loại bị lừa gạt cảm giác, đương nhiên này hết thảy đều là chính hắn tự cho là đúng mà thôi. Trên thực tế sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt cái gì cũng chưa đã làm. Giờ khắc này sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động tới, chỉ là mang theo khăn che mặt nhìn về phía huyền phù ở phía chân trời Tử Vong pháp thần thi không tiếng động, gần từng chữ thi không tiếng động ngươi quên mất chính mình thủ vững tín niệm, ngươi bị mất chính ngươi. Thần điện không phải người nào đó, càng không phải nào đó quần thể, thần điện là một loại chính nghĩa tín niệm. Càn khôn thần tôn đại nhân chính là chính nghĩa, chính là đại đạo đại biểu, cho nên càn khôn thần điện cũng là, mỗi một cái càn khôn thần điện chúng thần người, thậm chí là một hoa một thảo một mộc đều hẳn là hiểu thần tôn tinh thần. Lý giải thần tôn chính nghĩa, mà duy độc ngươi quên mất chính mình tâm niệm cùng kiên trì, do đó bị lạc chính ngươi, thần tôn đại nhân mạnh mẽ hợp đạo, vì nhưng không đơn giản phi thăng giả một mạch. Càng là vì toàn bộ thần giới sinh linh, do đó mạnh mẽ hợp đạo, kết thúc hai tộc đại chiến, đem những cái đó thiên ma đuổi ra thần giới, cho toàn bộ thần giới bình an. Thần tôn đại đạo, chính là chúng ta chính nghĩa, chính là chúng ta đại đạo, điểm này mỗi một cái thần điện thần chúng đều biết, cho nên ta căn bản là không cần đi kết bè kết cánh hoặc là đi mượn sức ai, bất luận kẻ nào đều không cần, bởi vì ta biết năm đó trăm vạn càn khôn thần điện thần nhân, trải qua một hồi đại kiếp nạn, tử thương 2/3. Gần để lại 30 vạn thần chúng. Này 30 vạn người cùng chúng ta đều giống nhau, đều là trải qua quá lớn cướp sạch lễ, hiểu thần tôn đại đạo, hiểu được thần điện nơi ý nghĩa người, bực này tâm niệm là thâm nhập linh hồn, căn bản là không cần ta đi mượn sức. Vô số tuế nguyệt tới nay, ta chưa bao giờ mượn sức bất luận cái gì một người, bởi vì ta biết ta là ai, ta là thần điện sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt, là thần tôn lưu lại bảo hộ thần điện, chờ đợi thần tôn truyền nhân xuất hiện. Phụ trợ thiếu chủ một lần nữa dẫn dắt thần điện huy hoàng, hơn nữa đem thần tôn chính nghĩa hòa bình tín niệm truyền bá đi xuống pháp thần, ta ý thức như thế, mặt khác thần điện chi chúng càng là như thế. Là ngươi quên mất thần tôn pháp chỉ, quên mất chính mình tín niệm, so ở càn khôn thần điện quấy phong vân bài trừ dị kỷ, vô số năm qua không có cùng 33 thiên điện chân chính ý nghĩa thượng đấu quá, ngược lại hưởng thụ quyền lợi dục vọng, bức bách đi rồi hắc ám pháp thần, 30 vạn lão nhân, cũng đi rồi 2/3. Lưu lại thủ vững không đủ 10 vạn hơn người, những người này trong lòng đều rõ ràng, không thể tất cả đều đi rồi, thần điện yêu cầu người bảo hộ, yêu cầu người chờ đợi,
chờ đến truyền thừa người đã đến. Ngươi thật cho rằng đại gia là khuất phục ngươi sao? Sai rồi, đại gia ẩn nhẫn còn đãi ở thần điện, chính là thủ vững từng người trong lòng kia phân thủ vững. Hôm nay lôi đình hộ pháp tôn giả trở về, ngươi liền làm bộ không quen biết, muốn giết hắn. Ha ha, thì không tiếng động ta chỉ có thể nói ngươi là vô tri giả không sợ, có thể trở thành càn khôn thần điện hộ pháp tôn giả thỏ ra, có thể ở 1000 vạn năm sau ứng thần tôn ý chỉ trở về, ngươi cho rằng tôn giả liền mặt ngoài thượng vị pháp thần thực lực. Ngươi mà khi thật là làm ta thất vọng, nhưng đừng quên, nơi này mấy vạn người chung, 10 đại thần đế, 5 đại thần chủ, năm đó chính là gặp qua lôi đình hộ pháp tôn giả, liền tính là chưa thấy qua bản tôn bản nhân, chẳng lẽ tầng thứ nhất thần điện trung thần tôn tả hữu hộ pháp pho tượng chưa thấy qua. Đó là bài trí. Quản chi là tân tiến vào càn khôn thần điện tân nhân, cũng là muốn thục đọc thần điện điển tịch, tự nhiên cũng có thể biết thần tôn tòa hai đại hộ pháp tôn giả. Người hôm nay cư nhiên dám hạ lệnh đối lôi đình hộ pháp tôn giả động thủ, xem ra ngươi không chỉ có là bị lạc chính ngươi, càng là trụy thiên ma đạo. Còn có một việc, hôm nay ngươi cũng tốt nhất nói rõ ràng. Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt nói đến chỗ này, dừng một chút nhìn tử vong pháp thần thi không tiếng động, bỗng nhiên ngữ khí đề cao vô cùng nghiêm khắc quát lớn hỏi, chính là tại đây mấy ngàn năm, phái người ở đuổi giết một cái hạ giới phi thăng mà đến thần nhân. Lời này một chỗ. Giữa sân không khí nháy mắt động lại, vô hình trung rét lạnh lên. Thi không tiếng động cả người chấn động, theo bản năng nói, ta không biết ngươi nói như thế nào cái gì. Ha ha, không biết, hảo, băng phong thần đế ở đâu? Ngọc Lả Lướt trầm giọng hô lên một cái tên. Tức khắc tại hạ quỳ người trung xuất hiện một người trung niên nhân cung kính nói, có thuộc hạ. Nói cho ta ngươi băng phong một mạch, một người băng phong thần vương vì sao mà chết? Sinh mệnh pháp thần trực tiếp hỏi. Thuộc hạ hiện đã điều ti a rõ, băng phong thần vương vâng mệnh bí mật đuổi giết hạ giới phi thăng thần nhân Dương Nghị Vân, là vì được đến Dương Nghị Vân trên người trí bảo, mà Dương Nghị Vân tác đúng là càn khôn thần tôn ngôn ngữ trung truyền thừa người. Điểm này 33 thiên điện đế tôn đã sớm hạ lệnh tru diệt Dương Nghị Vân, hơn nữa điểm danh Dương Nghị Vân vì đại kiếp nạn chi tử, mà đế tôn trong miệng đại kiếp nạn chi tử, chính là chúng ta càn khôn thần điện phải chờ đợi càn khôn thần tôn truyền nhân. Căn cứ thuộc hạ điều tra. Tử vong pháp thần chính là tưởng được đến truyền nhân trên người thần tôn truyền thừa thay thế, lúc này thuộc hạ cũng có giám sát thất trách chi tội, băng phong thần vãn là thuộc hạ một mạch, thuộc hạ nguyện ý bị phạt. Băng phong thần đế nói xong lại lần nữa quỳ xuống. Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt gật gật đầu, lại lần nữa nói, năm đại thần chủ, người chờ có gì nói. Năm cái lão giả đứng dậy tất cả đều là thiên thần chủ cấp bậc, xem như pháp thần dưới tối cao tu vi cường giả. Trước sau mở miệng nói, ta chờ dùng thủ bản tính, giữ gìn thần tôn truyền thừa người, thủ vững thần tôn tín niệm. Này xem như tỏ lòng trung thành biến thái, một ít lời nói kỳ thật chính là nói cho tử vong pháp thần thi không tiếng động, chúng ta trong lòng chỉ có thần tôn thần điện, càng có thần tôn truyền nhân, cũng không phải là đi theo ngươi tạo phản. Tử vong pháp thần ngươi bây giờ còn có gì nói? Ngọc Lả Lướt ánh mắt sắc bén mà nói. Tử vong pháp thần ha hả cười nói, ta cũng là vì thần điện lần thứ hai huy hoàng mà thôi, một cái vừa mới phi thăng mấy ngàn năm tiểu thần nhân, như thế nào có thể thành tựu thiên đạo lần thứ hai hợp đạo, đi cùng đế tôn tranh chấp. Bạch bạch lãng phí thần tôn truyền thừa mà thôi, còn không bằng ta đem trên người hắn truyền thừa được, ít nhất ta có thể bước vào thiên đạo cảnh, tương lai có lẽ ở đế tôn hợp đạo phía trước, đua một phen, chỉ dựa vào một cái mới vừa phi thăng tiểu thần nhân, thích hợp đi thiên đạo hợp đạo. Sợ là chờ hắn tu luyện đến thần vương chi cảnh, đế tôn đều hợp đạo thành, đến lúc đó càn khôn thần điện còn sẽ tồn tại sao? Ta thi không tiếng động cũng là một lòng vì thần điện huy hoàng suy xét, ta có gì sai đâu. Này một phen lời nói xem như hoàn toàn thừa nhận hắn âm thầm phái người đuổi giết càn khôn thần tôn truyền nhân. Hoàn toàn cùng thần tôn ý chỉ tinh thần từ từ đi ngược lại. Thỏ ra rốt cuộc nhịn không được, một tiếng bạo giống dựng lên, vô sỉ. Bản tôn hôm nay liền lấy càn khôn thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả thân phận, thanh lý môn hộ, tàn hại đế tôn truyền nhân giả, không thể tha thứ, thì không tiếng động lão phu niệm ngươi thủ vững thần điện chi công, cho ngươi một đường sinh cơ, giao ra thần thai, vào thần điện tiếp thu hình phạt, nhưng tha thứ ngươi một mạng nhưng nguyện. Ha ha, lôi đình hộ pháp tôn giả, ngươi có cái gì tư cách trừng phạt ta, càn khôn thần điện tổ huấn chung, lão tử là năm đại bảo hộ pháp thần chi nhất. Muốn trừng phạt cũng là thần tôn mới có tư cách trừng phạt ta, tưởng người ta tiến thần điện chịu hình phạt, ngươi còn không có cái kia tư cách, ngươi càng thêm mở không ra thứ 9 tầng thần điện đại môn, ha ha ha, lão tử chính là làm, lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi mở ra thần điện đại môn a,
mở ra thần điện đại môn, không cần ngươi động thủ, ta chính mình tự sát đều có thể. Tới a à, tới rồi, lão tử một lòng cũng là ta thần điện có thể lại lần nữa huy hoàng mà suy xét, có cái gì sai? Lão tử không sai, lúc này tử vong pháp thần thi không tiếng động thực điên khùng, nhưng lại còn không có động thủ, chỉ là đối với thỏ ra giống giận, có bản lĩnh mở ra thần điện chi môn, bởi vì hắn biết càn khôn thần sơn 9 tầng, thứ 9 tầng mới là trung tâm thần điện, chỉ có thần tôn mới nhưng mở ra. Hắn đây là kia tổ huấn áp thỏ ra. Người thỏ ra muốn cưỡng chế thu thập ta, cũng có thể, nhưng tuyệt đối là đối càn khôn thần điện quy củ xé rách, cái này khẩu tử một khi mở ra, về sau càn khôn thần điện liền không khai quản lý. Tử vong pháp thần thi không tiếng động đây là ở chơi lưu manh. Hắn biết thứ 9 tầng thần điện có thần phạt chi lực, nhưng có thể vận dụng chỉ có thần tôn, những người khác đều không được, bao gồm lôi đình hộ pháp tôn giả thỏ ra ở bên trong đều không được. Ha ha ha! Nghe được thi không tiếng động nói, thỏ ra cười ha ha lên, cười cong eo, ngay sau đó mới im tiếng, lại là bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân quỳ xuống đi xuống nói, càn khôn thần điện lôi đình hộ pháp nắm tay chư thần cung nghênh thần tôn vô thượng nhập chú 9 tầng thần điện. Dương Nghị Vân bị thỏ ra lần này làm ngốc. Lão già thúi này hư tích thực, lại làm cái gì chuyện xấu. Hắn đi nhập chú tối cao thứ 9 thần điện. Sao có thể, không nghe thi không tiếng động nói chỉ có thần tôn mới có thể mở ra sao. Lúc này lão già thúi này cư nhiên trực tiếp xưng hô hắn vì thần tôn vô thượng thiên A, hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu thần quân A, nơi này hội tụ 10 vạn thần chúng, thần vương, thần đế, thần chủ thậm chí pháp thần đều có 2 tôn, tao lão nhân xưng hắn vì thần tôn vô thượng, đem nhường một chút hắn như hỏa nướng. Đầu đều rối loạn, cứ việc hắn biết chính mình trên người có càn khôn hồ, là càn khôn thần tôn chí bảo, nhưng này chỉ thỏ ra lời nói của một bên. Nói trên người hắn có càn khôn hồ chính là càn khôn thần tôn truyền nhân, rốt cuộc có phải hay không hắn trong lòng là không đế, cho nên trước mắt cái này cục diện làm hắn thực hoảng. Nhịn xuống nói, người cái tao lão nhân rốt cuộc muốn làm sao? Thỏ ra hơi hơi mỉm cười nói, hoảng cái gì, ngươi là trên người cái kia chí bảo chính là toàn bộ càn khôn thần điện chìa khóa, thì không tiếng động đừng làm thần tôn mở ra thần điện sao, lấy hảo, hôm nay ở đây cũng có 3 cái hộ pháp chi thần, tuy rằng những người khác không ở. Nhưng cũng đủ làm chứng kiến. Ngươi, Dương Nghị Vân đột nhiên phản ứng lại đây, thỏ ra nói hẳn là chính mình trên người càn khôn hồ. Chẳng lẽ nói càn khôn hồ có thể mở ra thứ 9 thần điện, thậm chí có thể thao tác cái gì khiển trách lực lượng của pháp thần. Tạm thời xem ta, tạm thời đừng nóng nảy. Thỏ ra cười khanh khách điểm điểm, nói một tiếng. Nhìn đến thỏ ra nói như thế, Dương Nghị Vân trong lòng có điểm tự tin. Nghĩ lại tưởng tượng. Thỏ ra từ lúc bắt đầu chính là tính sẵn trong lòng hết thảy đều ở khống chế bộ dáng, hắn căn bản đều không cần lo lắng cái gì, bởi vì đây là cấp bậc pháp thần cường giả giao phong, chính là tính có cái gì giao thủ trường hợp hắn cũng hoàn toàn khởi không đến cái gì đại tác dụng. Giờ phút này thỏ ra lại là bỗng nhiên đối hắn quỳ xuống, miệng xưng thần tôn vô thượng, cái này toàn trường yên tĩnh. Sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt cùng tử vong pháp thần thi không tiếng động phản ứng nhanh nhất. Bá bá bá. Nháy mắt ánh mắt mọi người đều dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Phản ứng mau đều đoán được Dương Nghị Vân thân phận. Trước đó, đại gia không có bất luận cái gì một người đem thỏ ra bên người Dương Nghị Vân cùng thiên cơ đương hồi sự, đều tưởng thỏ ra bên người mang theo tùy tùng cái loại này người hầu. Nhưng lần này thỏ ra trước mặt mọi người quỳ xuống khẩu hô thần tôn vô thượng, một chút liền điểm danh Dương Nghị Vân thân phận. Đại gia một chút phản ứng lại đây, nguyên lai thần tôn truyền thừa người, đã sớm bị thỏ ra tìm được. Mang theo trở về. Hôm nay đây là đón người mới đến chủ tử trở về a. Rất nhiều đều có điểm phát ngốc, trước hết phản ứng lại đây còn lại là sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt, ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người, lại là quỳ gối đi xuống miệng xưng, càn khôn thần điện sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt bái kiến thần tôn vô thượng. Đối ngọc là lướt tới nói, nàng chờ ngày này lâu lắm. Hiện giờ rốt cuộc đã đến, tuy rằng còn không xác định Dương Nghị Vân có phải hay không thần tôn truyền nhân. Nhưng có thỏ ra vị này lôi đình pháp thần ở, ngọc là lướt là tin tưởng thỏ ra, nếu thỏ ra giờ phút này nói rõ truyền thừa người thân phận, vậy nhất định không sai được, thần tôn vô thượng, cái này danh hiệu cũng không phải là tùy tiện có thể kêu, thỏ ra nhiều như vậy kêu ra tới, liền xác định thần tôn truyền nhân thân phận, đó chính là tỉnh thần tôn vô thượng. Chờ sinh mệnh pháp thần vùng đầu, những người khác tự nhiên cũng thăm viếng đi xuống, lôi đình hộ pháp tôn giả cùng sinh mệnh pháp thần đều thăm viếng, ngươi liền không sai được. Đến nỗi đợi chút như thế nào đi xác định, tự nhiên có bọn họ 2 tôn đại thần chịu trách nhiệm, bọn họ này đó ngầm người đừng lo.
từng tiếng thần tôn vô thượng vang lên. Dương Nghị Vân giờ phút này ở có chút không thích ứng chung, trong lòng cũng mạc danh sinh ra một cổ tử nói không rõ tâm tình, cảm giác toàn thân máu đều ở thiêu đốt. Mà liền vào giờ phút này thỏ ra nhìn giống nhau sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt, rồi sau đó nói, tà thần kia tiểu tử cũng trở về đi, một khi đã như vậy làm hắn ra tới thăm viếng thần tôn vô thượng đi, hôm nay cũng cái này chứng kiến cũng coi như là có thể viên mãn. Ân, quang minh pháp thần thật là đã trở lại, khoảng thời gian trước ta mới đưa hắn tìm trở về, hiện tại còn ở khôi phục hắn lưu tại thần điện ký ức, hẳn là cũng mau hoàn thành. Ngọc là lướt nói, dứt lời hết sức, lại là càn khôn trên núi. Tầng thứ bảy thần quang đại tác phẩm, ngay sau đó lại là một đạo bạch quang phóng lên cao, ngay lập tức chi gian như là mãnh liệt thái dương ánh sáng, bao phủ toàn bộ càn khôn thần điện thế giới, chói mắt bạch quang dưới, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Một cổ thiên địa uy áp, mang theo mãnh liệt cực nóng cùng ấm áp tràn ngập mở ra. Hít thở không thông giống nhau hơi thở không gì sánh kịp cường đại. Chút nào không kém gì phía trước sinh mệnh pháp thần cùng tử vong pháp thần cường đại. Chỉ là thuộc tính các có bất đồng mà thôi. Bên tai vang lên thỏ ra cười khẽ thanh nói, không tồi không tồi, tà thần tiểu tử này xem ra hạ giới trùng tu một hồi, thể ngộ đạo thiên đạo chi tâm, bước vào thiên đạo không là vấn đề, quang minh pháp thần đỉnh, thực không tồi. Dương Nghị Vân giờ khắc này còn lại là cả người có điểm phát run, hoặc là nói là kích động. Bởi vì hắn cảm nhận được vô cùng quen thuộc hơi thở, đúng là chết lão nhân trời cao tà hơi thở. Mà bên người thiên cơ sư nương cũng là đồng dạng thân thể ở run nhẹ nhẹ, này hiển nhiên là cảm nhận được quen thuộc, Dương Nghị Vân có thể xác định, thỏ ra cùng sinh mệnh pháp thần trong miệng theo như lời quang minh pháp thần tà thần, chính là sư phụ của mình trời cao tà. Hiện tại thoạt nhìn, chết lão nhân chính là càn khôn thần điện trước kỷ nguyên năm đại pháp thần chi nhất, cũng là càn khôn thần tôn tiên đoán quá tương lai có thể bước vào thiên đạo cảnh giới quang minh phát sinh, trước kỷ nguyên tuy rằng không biết chết lão nhân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lão nhân nguyên thần có thể đi vào càn khôn hồ, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên. Thậm chí còn hắn có thể được đến càn khôn hồ, đều không phải ngẫu nhiên. Hết thảy đều có định số, thậm chí còn có thể nói, làm không hảo đều là ở trước kỷ nguyên chung càn khôn thần tôn một tay an bài. Nếu đúng là như vậy, Dương Nghị Vân ở trong lòng chỉ có hít hà một hơi phân, cái này càn khôn thần tôn cũng thật là đáng sợ đi. Hợp đạo ngã xuống dưới đều có thể an bài hảo truyền thừa người, thậm chí có thể nói phái quang minh pháp thần đi bảo hộ. Đây là kiểu gì thần thông? Khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân vẫn là thực kích động, rốt cuộc nhìn thấy chết lão nhân, nói không có tình cảm, đó là gạt người. Chẳng qua tình huống hiện tại là, chết lão nhân đi vào thần giới lúc sau, trước đó không lâu mới bị sinh mệnh pháp thần tìm trở về. Hơn nữa kế thừa rất sớm liền lưu lại ký ức hoặc là nói cái gì có thể khôi phục thần lực chi vật, hiện giờ một lần nữa trở thành quang minh pháp thần, cũng không biết còn có phải hay không hắn sư phụ trời cao tà. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút thấp thỏm. Trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, quang mang chói mắt tan đi, thiên địa uy áp ở cũng nháy mắt biến mất. Đương Dương Nghị Vân lại mở mắt thời điểm, giữa sân lại là xuất hiện một người một thân bạch y trung niên Mỹ nam tử. Không phải nhà mình chết lão nhân sư phụ trời cao tà là ai? Dương Nghị Vân nhìn đến trời cao tà một kích động mở miệng sư. Một câu sư phụ còn không có hô lên tới, lại là nhìn thấy trời cao tà thần sắc túc mục, mở miệng vô cùng uy nghiêm nói, càn khôn thần điện quang minh hộ pháp trời cao tà trở về, cung nghênh thần tôn vô thượng. Nói chuyện chung cũng quỳ gối đi xuống. Cái này Dương Nghị Vân không bình tĩnh, vội vàng nói, sư phụ. Các ngươi đều mau đứng lên a. Hắn vừa nói lời nói, thỏ ra đám người mới đứng dậy. Dương Nghị Vân giờ phút này một đôi mắt có chút đỏ lên nhìn trời cao tà, hắn cảm giác hắn đã không phải chính mình sư phụ. Mà tự xưng là quang minh pháp thần trời cao tà đứng dậy ngẩng đầu, thầy cho hai người bốn mắt tương đối, trời cao tà vẻ mặt túc mục chi sắc, nhưng lại là đồn đãi lại đây nói, tiểu tử thúi ngươi cái gì ánh mắt xem vi sư a, trước mắt không phải ôn chuyện thời điểm, trước muốn thu phục tử vong pháp thần lại nói, mặt khác sự. Mặt sau đang nói chuyện. Lôi đình hộ pháp tôn giả ở đây, người muốn kêu sư phụ ta, hắn cũng sẽ không đáp ứng, sẽ tìm vi sư phiền toái, được rồi, cứ như vậy, ta và ngươi sư nương nói hội thoại đi. Di Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, nghe tới vẫn là cái kia chết lão nhân, cũng không có trở thành cái gì quang minh pháp thần lúc sau mà không quen biết hắn, luôn là có thể yên tâm, cũng là trước mắt còn có một cái không nghe lời gây sự tử vong pháp thần thì không tiếng động ở đâu.
tự nhiên là muốn trước giải quyết thi không tiếng động sự tình lại nói, chỉ cần chết lão nhân vẫn là chết lão nhân, so cái gì đều cường, Dương Nghị Vân trong lòng như vậy nghĩ đến. Lúc này Thỏ Gia lại là nghiêm khắc lên nhìn thi không tiếng động nói, thi không tiếng động ngươi còn có cơ hội. Câu này nói không thể hiểu được, nhưng thi không tiếng động lại là minh bạch, sắc mặt đã thành tím màu tương, nhưng Thỏ Gia cái thứ nhất thăm viếng Dương Nghị Vân vì thần tôn vô thượng thời điểm hắn cũng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Thỏ Gia bên người mang theo đầu chọc tiểu tử, đó là Càn Khôn thần tôn truyền nhân, đáng giận chính là Thỏ Gia trực tiếp đem này tiểu đẩy lên thần tôn vô thượng chi vị. Càng không nghĩ tới sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt tìm được đã trở lại, hạ giới chuyển tu quang minh pháp thần, tiêu không một tiếng động, đều gạt hắn, làm hắn càng thêm phẫn nộ, nhưng không có biện pháp, hiện giờ cục diện đã thành kết cục đã định. Một cái Thỏ Gia lôi đình hộ pháp tôn giả, hai đại pháp thần, tám vạn thần nhân đều đứng ở cùng nhau. Hắn một người cùng hai người thần chúng, đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng tâm lý có vô tận không cam lòng a. Thi không tiếng động biết Thỏ Gia cho hắn câu này nói là có cơ hội, chính là hy vọng hắn hiện tại thăm viếng cái này truyền thừa người, đến lúc đó tự nhiên sẽ không truy cứu, nhưng không thăm viếng nói, tiếp theo tất nhiên liền không bất luận cái gì cơ hội, chạy thoát không được bọn họ trừng phạt. Hắn đã sớm biết Dương Nghị Vân tồn tại nhưng lại vẫn luôn chưa thấy qua, chỉ là phái người đuổi theo giết Dương Nghị Vân. Đi cướp đoạt trên người hắn Càn Khôn thần tôn truyền thừa bảo vật, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay tiểu tử này cùng Thỏ Gia đi ở cùng nhau, trực tiếp tiến vào Càn Khôn thần điện. Nhưng làm hắn hiện tại thần phục sao? Không cam lòng. Khống chế Càn Khôn thần điện vô số tuế nguyệt, nếm tới rồi vô thượng quyền lực tư vị thi không tiếng động tự hỏi làm không được, hắn hùng tâm tráng trí, như thế nào sẽ cho một tên mao đầu tiểu tử làm cấp dưới thần phục? Ha 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 cười to nói, các ngươi nói tiểu tử này là thần tôn truyền thừa chính là sao? Có cái gì chứng cứ? Quả thật thi không tiếng động căn bản không tin, thậm chí hoài nghi Càn Khôn thần tôn ngôn ngữ, có hay không truyền thừa đều là hai việc khác nhau, chưa chừng chính là Thỏ Gia đám người một tay tìm tới con rối mà thôi. Liền biết ngươi sẽ nói như thế, hảo, lão phu khiến cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Thỏ Gia cười, cũng không tức giận. Quay đầu đối Dương Nghị Vân nói, còn thỉnh thần tôn gì giá thứ 9 điện, mở ra thứ 9 thần điện đại môn, đến lúc đó cấp tử vong pháp thần nhìn xem, người rốt cuộc có phải hay không thần tôn truyền thừa, toàn bộ Càn Khôn thần điện người đều biết, thứ 9 điện chỉ có thần tôn có thể mở ra, người hiện tại là thần tôn truyền nhân, càng là tân một thế hệ thần tôn, tự nhiên có thể mở ra thứ 9 thần điện, nhập chú thần điện, trưởng quản Càn Khôn thần điện thế giới, thần điện có thần tôn chi lực, chu diệt trừng phạt chi lực. Chỉ có ngươi cái này tân một thế hệ thần tôn vô thượng nhưng dùng. Nếu tử vong pháp thần chưa từ bỏ ý định, vậy làm hắn hết hy vọng hảo, cũng làm sở hữu Càn Khôn thần điện thế giới sinh linh thần linh hảo hảo xem, ngươi là ai, làm cho bọn họ nhìn đến thần tôn tín niệm như cũ, thần tôn đại đạo truyền thừa như cũ, ta Càn Khôn thần điện cũng đem quật khởi với thần giới. Nói xong, Thỏ Gia trực tiếp nắm lên Dương Nghị Vân tay, nhảy dựng lên, thẳng đến Càn Khôn thần sơn cao nhất thứ 9 tầng mà đi. Đồng thời lớn tiếng nói, ngươi chờ tùy lão phu thượng thần điện, khai thần môn, làm chứng kiến, đón người mới đến chủ, khai kỷ nguyên. Dương Nghị Vân bị Thỏ Gia trực tiếp cấp mang lên phía chân trời, hướng về tối cao thứ 9 thần điện bay đi. Lần này Thỏ Gia động thật cách, vừa động chi gian lôi đình chi lực thanh thế to lớn, dung chuyển toàn bộ Càn Khôn thần điện thế giới, sở kéo dựng lên thiên địa chi uy làm tất cả mọi người vì này động dung. Bao gồm mấy đại pháp thần. Đặc biệt là tử vong pháp thần thi không tiếng động, lúc này hắn sắc mặt biến vô cùng khó coi, bởi vì từ hơi thở thượng cảm thụ, Thỏ Gia cái này lôi đình hộ pháp tôn giả hơi thở, xa xa vượt qua thượng vị pháp thần hơi thở chi lực bằng. Liền trên mặt nhìn là cái thượng vị pháp thần tu vi, trên thực tế lần này bộc phát ra tới thực lực hơi thở, đã vượt qua thượng vị pháp thần, cái này thi không tiếng động xem như minh bạch, Thỏ Gia như cũ là Thỏ Gia, vẫn là năm đó cái kia lôi đình hộ pháp tôn giả, nhìn như rất cảnh giới. Kỳ thật hắn nội tình còn ở. Thi không tiếng động cái trán đổ mồ hôi lạnh, may mắn phía trước hắn không đối thượng ra tay, nếu không kết cục hẳn là sẽ thực thảm, thực hiển nhiên Thỏ Gia cái này lôi đình hộ pháp như cũ có lực áp pháp thần thực lực thủ đoạn. Cái này thi không tiếng động một lòng chìm vào tới rồi đáy cốc. Giờ khắc này thi không tiếng động biết, đại thế đã mất, dù sao hôm nay động võ hắn là không dám. Bất quá hắn như cũ muốn xem Dương Nghị Vân có phải hay không có thể mở ra thứ 9 tầng thần điện. Rốt cuộc có phải hay không Càn Khôn thần tôn truyền nhân, không xác định là không cam lòng. Giữa sân cho nên có phi thân dựng lên, đi theo ở Thỏ Gia cùng Dương Nghị Vân phía sau. Sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt,
Quang minh pháp thần trời cao tà lại là đi tới Thiên Cơ bên người, Thâm Tình kéo Thiên Cơ tay, phi thăng theo đi lên. Hai người chi gian từng có truyền âm đối thoại, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong lòng, giờ phút này trường hợp lại cũng không nói thêm cái gì lời nói. Ngay lập tức lúc sau, Thỏ Gia Lôi kéo Dương Nghị Vân tay, dừng lại ở thứ 9 tầng thần điện trên không, phía sau sở hữu thần nhân đều huyền phù dừng lại xuống dưới. Thần Tôn tiến đến mở ra thứ 9 điện đại môn đi Thỏ Gia dừng lại sau đối Dương Nghị Vân nói chuyện. Các ngươi bất quá đi, hơn nữa ta như thế nào biết mở ra sao thần điện chi môn a? Dương Nghị Vân cười khổ nói, hắn cảm giác Thỏ Gia ở nói giỡn. Thứ 9 điện chính là toàn bộ càn khôn thần điện thế giới, tối cao nơi, tượng trưng cho thần điện vô thượng quyền uy từ, không có thần tôn lên tiếng, bất luận kẻ nào không được bước vào thứ 9 điện, đến nỗi như thế nào mở ra, ngươi cứ việc tiến lên mà đi, ngươi là thần tôn truyền thừa người, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cảm ứng, đừng lo, chờ ngươi mở ra thần điện đại môn, là có thể hạ lệnh, ta chờ mới có thể tiến vào thứ 9 điện, hiện tại bao gồm ta cũng chỉ có thể ở thứ 9 điện ở ngoài chờ, kế tiếp hết thảy xem ngươi. Thỏ Ra lại là cấp Dương Nghị Vân giải thích một phen. Nhưng nghe ở Dương Nghị Vân trong tai đó là cực không đáng tin cậy, nhưng hiện tại hắn đã là không trâu bắt chó đi cày, không hề biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng như cũ không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không cái gì thần tôn truyền nhân, nhưng Thỏ Ra nói càn khôn hồ chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này đi lên mở ra thứ 9 điện, có lẽ chỉ có thể là càn khôn hồ. Tiểu tử thúi đi thôi. Vi sư tin tưởng ngươi có thể, ngươi là thần tôn truyền nhân, mở ra thần điện chi môn không có chỉ hoãn, nếu là có bất luận cái gì sự, vi sư đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Trong tai truyền đến sư phụ trời cao tà truyền âm. Dương Nghị Vân nhìn sư phụ liếc mắt một cái, gật gật đầu, hít sâu một hơi đạp không hướng về thứ 9 điện đại môn mà đi. Cả tòa càn khôn thần núi cao vào đám mây, thần quang chém giết, bảy màu tường vân dày đặc, thần thánh vô cùng. Đây là đỉnh núi. Cũng là cuối cùng một chút, nhìn như không lớn, cũng chính là một cái thật lớn bảy màu trên quảng trường xuất hiện một tòa đại điện. Chẳng qua so với tầm thường thần điện muốn lớn rất nhiều, một tòa đại điện chiếm cứ hơn 1.000 mét vuông diện tích, cao ước trăm trượng chi cao, không có giường cột chạm trổ, nhưng lại tràn ngập tang thương cùng dày nặng cảm. Quảng trường cũng nhìn vô cùng thật lớn, nhưng cất chứa mấy vạn người nhiều. Dương Nghị Vân đi bước một đạp hư quá khứ thời điểm, đi tới thật lớn thần điện phía trước sau. Lại là thấy được quen thuộc cảm, đi vào trước đại môn cẩn thận nhìn lên, lại là phát hiện này tòa đại điện, cùng hắn càn khôn hồ trong vòng dấu ở trong hư không càn khôn thần điện cư nhiên là giống nhau như đúc đại điện. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân trong lòng có điều hiểu ra, xem ra giữa hai bên có tất nhiên liên hệ. Lúc này Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, đứng ở thật lớn thần điện trước đại môn, đột nhiên nhanh trí giống nhau nâng lên cánh tay trái, trong lòng vừa động thúc sục càn khôn hồ. Cực nóng truyền đến. Dòng khí kích động, từng đạo kim quang từ cánh tay trái càn khôn hồ bùng nổ mà ra, giờ khắc này Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được đây là càn khôn thần điện lực lượng, thẳng đến trước mắt thần điện đại môn. Thật lớn dày nặng thần điện đại môn, ở kim quang vần quanh dưới, ầm ầm vang lên dựng lên, ngay sau đó có vạn đạo kim quang sáu ngược lại động, lại là tại hạ một khắc phát ra nặng nề tiếng gầm rú. Khai! Mấy chục trượng thần điện chi môn tại đây một khắc mở ra. Bên trong kim quang bùng nổ dưới, truyền khắp toàn bộ càn khôn thần điện thế giới. Cùng thời gian, có cùng loại phản âm sinh ý vang lên. Thịch thịch thịch, ngay sau đó đó là từng tiếng du dương tiếng chuông. Liên tiếp 9 lần vang lên. Dương Nghị Vân ở thần điện đại môn mở ra nháy mắt vèo một chút tiến vào thần điện bên trong. Ở bên ngoài Thỏ Ra đám người trong mắt, toàn bộ thần điện kim quang chói mắt, bọn họ căn bản cái gì đều nhìn không tới. Nhưng lại ở chín thanh tiếng chuông vang lên lúc sau, cách hư không đã bái đi xuống. Thần trung chín vang, cửu cửu quy nhất, thần tôn có linh, truyền thừa tái hiện, thần điện vạn phúc, ta càn khôn thần điện tân thần tôn vô thượng rốt cuộc ra đời, ha ha ha. Thần tôn có linh, tân chủ xuất hiện, tân kỷ nguyên đã đến, ta càn khôn thần điện một mạch, tất nhiên sẽ đi hướng tân huy hoàng, tân chủ xuất hiện chính là tân kỷ nguyên, tương lai hết thảy nhưng kỳ, hết thảy nhưng kỳ. Thỏ Ra giờ phút này biểu tình kích động, chẳng như điên khùng, nhưng ai nấy đều thấy được tới, Thỏ Ra là thật kích động. Kỳ thật lần hai phía trước, cho dù là đụng tới Dương Nghị Vân thời điểm, biết được Dương Nghị Vân trên người có càn khôn hồ, hắn cũng không dám 10 phần nắm chắc xác định, Dương Nghị Vân liền thật là càn khôn thần tôn truyền nhân, thẳng đến giờ phút này thần điện đại môn mở ra, chín thanh thần trung vang lên, Dương Nghị Vân tiến vào thần điện lúc sau, hắn rốt cuộc xác định,
Dương Nghị Vân chính là càn khôn thần tôn ở trước kỷ nguyên liền chọn lựa tốt truyền nhân, điểm này hắn cái này hộ pháp biết. Thần điện có linh, đó là hỗn nguyên thần cảnh chi vật, không có truyền nhân tán thành, thần môn không khai, thần trung không vang, thần điện tiếng chuông 9 lần vang lên, đại biểu chỉ có thần tôn, thiên đạo 8 thanh, pháp thần thất âm, tại hạ đi thần chủ 6 thanh, theo thứ tự mà vang. Chỉ có thần điện chi chủ, mới là 9 thần thần trung quy cách. Thần tôn vô thượng. Ngay sau đó tất cả mọi người ở trên hư không lễ bái. Càn khôn thần điện yên lặng cô đơn một cái kỷ nguyên, mọi người đều biết tân thần tôn ra đời, liền đại biểu cho càn khôn thần điện sẽ tái hiện thần giới, một cái tân thời đại sẽ buông xuống. Thân là càn khôn thần điện một viên, mọi người đều biết này ý nghĩa cái gì. Giờ phút này cho dù là tử vong pháp thần thì không tiếng động cùng hai người tân một thế hệ thần đồ đều bị cảm nhiễm tại đây chờ đại khí bồng bột không khí dưới, không có bất luận kẻ nào có động tĩnh. Hiện tại mọi người đều đang đợi, chờ đợi Dương Nghị Vân ở một lần đi ra thần điện. Bất luận kẻ nào đều có thể đoán được, Dương Nghị Vân tiến vào thần điện lúc sau, tất nhiên sẽ có một phần cơ duyên chờ hắn. Càn khôn thần điện thế giới thứ 9 tầng thần điện, từ thượng một thế hệ càn khôn thần tôn hợp đạo ngã xuống lúc sau, liền không còn có mở ra quá, cũng không có bất luận kẻ nào có thể mở ra, cho dù là lôi đình hộ pháp tôn giả đều không được. 9 tầng là trung tâm, tất nhiên có cơ duyên ở trong đó. Mọi người đều đang chờ đợi. Thi không tiếng động cũng không có dị động, hắn cũng muốn nhìn một chút, Dương Nghị Vân kia tiểu tử đi vào lúc sau, ở ra tới sẽ là cái gì bộ dáng. Không nói đến bên ngoài thỏ ra đám người kích động chờ đợi, Dương Nghị Vân mở ra thần điện đại môn lúc sau, đã bị một cổ mạnh mẽ hấp thu mà đi. Ngay sau đó xuất hiện ở thần điện bên trong. Cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, quả nhiên này tòa thần điện cùng hắn càn khôn hồ chung thần điện giống nhau như đúc. Chẳng qua đây là thực thể hóa thật lớn, mà càn khôn hồ nội thần điện cảm giác có chút giả dối, nhưng lại linh hồn. Đối, cái này thần điện cùng càn khôn hồ trong vòng thần điện, giống như là một người thi thể cùng linh hồn quan hệ. Dương Nghị Vân có một cái rõ ràng cảm giác, hắn tiến vào lúc sau, này tòa thần điện cùng càn khôn hồ trong vòng thần điện có lẫn nhau ứng, sinh ra nổ vang, như là muốn sống lại giống nhau. Chỉ chớp mắt hắn thấy được thần điện trung ương huyền phù một cái trận pháp sao trời đài. Hoặc là nói là tế đàn giống nhau, cùng càn khôn hồ trong vòng thần điện trung tâm giống nhau, hắn này nói đây mới là trung tâm nơi. Tiến lên một bước, hắn đem mang theo càn khôn hồ cánh tay trái thả đi lên. Oanh! Một tiếng nổ vang tức khắc vang vọng toàn bộ đại điện. Tăng cường hắn cảm nhận được, cái này thần điện sống lên. Mà liền vào giờ phút này một tiếng ôn hòa vang lên nói, người rốt cuộc tới. Ai? Dương Nghị Vân bị dọa một cú sốc. Lại là ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện sao trời tế đàn thượng hiện lên một cái kim sắc bóng người, ở kim quang trung dần dần ngưng thật trung. Sao trời tế đàn người trên ảnh dần dần ngưng thật thành hình, kim quang tan đi lúc sau, lại là rõ ràng lên. Dương Nghị Vân ngẩng đầu, nhìn đến chính là trung niên nam tử, diện mạo vượt quá hắn tưởng tượng, không cách nào hình dung, nói ra chúng đi, tựa hồ không dính biên, nói xấu xí đi, lại cũng coi như không thượng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không cách nào hình dung một người diện mạo người. Dù sao cũng phải tới nói, chỉ có thể có một cái từ tới hình dung, đó chính là kỳ nhân. Phi thường độc đáo diện mạo nam tử. Toàn bộ thần điện không có những người khác, vừa rồi câu kia, người rốt cuộc tới, hiển nhiên chính là cái này nam tử lời nói. Dương Nghị Vân biết là đối hắn nói. Đương nhiên người này cũng không xem như một cái hoàn chỉnh người, chỉ có thể nói là hình ảnh thần hồn giống nhau trạng thái thể. Nơi này là thần điện trung tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Nghị Vân đã đoán được hắn là ai. Nuốt khẩu nước miếng nhìn trung niên nam tử, Dương Nghị Vân mở miệng nói, ngươi. Ngươi là càn khôn thần tôn. Những lời này hỏi ra tới, Dương Nghị Vân nội tâm là phức tạp vô cùng, bởi vì hắn đi đến hôm nay hết thảy, hiện tại đều có thể xác định đều là người này một tay an bài, tương đương là thao tác vận mệnh của hắn. Mà loại này thao tác. Dương Nghị Vân hiện tại không thể nói là hảo chơi xấu. Thậm chí còn hắn hiện tại có loại cảm giác là, vận mệnh của hắn đều không phải do chính mình, đi bước một đều ở người khác an bài chung ở phát triển, loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái, không có người không thèm để ý chính mình cùng nhau bị người sớm liền an bài hảo, một chút mà đi. Nhưng là, chân chính lại nói tiếp, đối vị này vẫn luôn ảnh hưởng hắn thần tôn có hận đi. Kỳ thật cũng không có, thậm chí còn hắn còn muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải vị này thần tôn, hắn cũng chính là trên địa cầu một cái bình thường sinh viên, nhưng mà trường học tốt nghiệp,
có lẽ sẽ tìm cái nhìn như thể diện công tác, ở nhân sinh đại dương mênh mông Trung Hòa mặt khác Phổ La đại chúng giống nhau phập phình sống hết một đời. Căn bản sẽ không tiếp xúc đến tu chân, thành tiên, hiện tại thành thần, đến hôm nay rốt cuộc gặp được vị này thần tôn, bước vào hắn thần điện. Cứ việc đi vào thần giới lúc sau, hắn tình cảnh so với ở tu chân giới cùng tiên giới nguy hiểm nhiều, nhưng lại là như cũ tồn tại hơn nữa trở thành thần quân đi tới hiện tại. Nhân sinh việc thật sự nói không rõ. Dương Nghị Vân tâm tư vô cùng phức tạp. Ngơ ngác hỏi như vậy một câu ra tới. Giờ phút này huyền phù ở sao trời giống nhau tế đàn thượng nhân ảnh, lại là mở miệng nói ân, càn khôn thần tôn chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ta là ai đều không quan trọng, bởi vì trước mắt quan trọng là, ngươi phải biết rằng ngươi là ai. Dương Nghị Vân sửng sốt, ta là ai? Nghe đối phương một cái hỏi lại, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút mất đi tự mình. Hắn ở trong óc nghĩ đến, ta là ai, ta còn có thể là ai, ta là người địa cầu, ta là Dương Nghị Vân, ta người tu chân. Ta hiện tại lại là thần quân Dương Nghị Vân. Chính là ta chính mình sao? Đi đến hôm nay này một bước, Dương Nghị Vân chính mình kỳ thật đều nội tâm đại loạn. Trong đầu không ngừng bắt đầu lặp lại hỏi lại chính mình là ai? Vấn tâm cũng là hỏi, không đừng có gấp, nghĩ kỹ chúng ta đang nói. Ôn hòa thanh âm vang vọng ở Dương Nghị Vân trong óc, thẳng vào đáy lòng. Liền như vậy một câu, lại là làm Dương Nghị Vân nội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn bắt đầu tự hỏi hồi tưởng, từ có ký ức bắt đầu. Trong nhà dài ngắn, nãi nãi ba mẹ muội muội, thân nhân bằng hữu từ đi học đến năm đó cứu Triệu Nam Vượng Tử, lại đến cùng chết lão nhân tiếp xúc, bước vào tu chân, địa cầu cổ võ giới, Trường Bạch Sơn, Sơn Hải giới, tu chân giới, tiên giới, cuối cùng đến thần giới. Hắn đem chính mình quá vãng đều ở trong óc hiện ra một lần, có bi có hỉ, có hạnh phúc cảm động, cũng có vĩnh viễn tiếc nuối. Nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là hạnh phúc đi. Bởi vì hắn này một đường đi tới, tuy khổ tuy khó, nhưng chung quy bảo hộ cũng theo đuổi chính mình trong lòng tưởng bảo hộ muốn theo đuổi người cùng sự. Hơn nữa mãi cho đến hiện tại còn ở tiếp tục, sơ tâm vĩnh viễn không có thay đổi. Ta chính là ta là Dương Nghị Vân, thần tiên cũng hảo, phàm nhân cũng thế, ta đều là ta có ta đại đạo, ta không chịu ngươi ảnh hưởng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nội tâm một mảnh yên lặng, nhìn tế đàn người trên ảnh. Một chữ vừa động nói ra những lời này, rồi sau đó vô cùng kiên định. Oanh! Trong cơ thể tại đây một khắc phát ra một tiếng nặng nề, lại là hắn tại đây một khắc đột phá, từ thần quân đỉnh bước vào sơ vị thần vương chi cảnh. Đạo tâm kiên cố. Hoặc là nói, hôm nay trải vuốt một bên, đi vào thần giới cùng nhau nóng nảy cùng mờ mịt, một lần nữa tìm về chính mình trong lòng thủ vững, bên kia là hắn đại đạo. Dương Nghị Vân nghĩ thông suốt. Mặc kệ hắn càn khôn thần tôn có hay không an bài con đường của mình, hắn đều là chính mình, người khác ảnh hưởng không được hắn. Bước vào thần vương cảnh giới, Dương Nghị Vân giờ phút này nội tâm kỳ thật cũng không có nhiều kích động, ngược lại một mảnh yên lặng. Càn khôn thần tôn, ha 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 chúc mừng đạo hữu, kiên định đạo tâm, sau này trời cao biển rộng, không ai có thể ảnh hưởng ngươi, ta biết ngươi có lẽ suy nghĩ, ta có phải hay không ở thao tác vận mệnh của ngươi. Dương Nghị Vân bình tĩnh nói, chẳng lẽ không phải sao? Là, đích xác có một số việc, là ta an bài, nhưng ngươi phải biết rằng tuyệt đối không phải toàn bộ, nghiêm khắc tới nói, ta cũng không có thao tác vận mệnh của ngươi, mà là ta ở tam giới vô số sinh linh chung, tìm được rồi một cái truyền nhân chỉ thế mà thôi. Đương nhiên là có chút sự, thật là ta an bài, nếu không ngươi cũng đi không đến thần giới chi hôm nay, tỉ như sư phụ ngươi trời cao tà thật là ta cố tình an bài ở người bên cạnh ngươi. Nhưng là không có ngươi trong tưởng tượng đi thao tác, điểm này ngươi hẳn là hiện tại có điều hiểu ra đi. Nói đến chỗ này, càn khôn thần tôn ngừng lại, thậm chí mang theo một ít ý cười. Mà Dương Nghị Vân có chút cái hiểu cái không nói, ý của ngươi là chỉ sư phụ ta nguyên thần trạng thái. Đúng vậy, ta chọn lựa truyền nhân, kỳ thật đều không phải là muốn an bài hết thảy, tương phản ta chút nào sẽ không đi can thiệp, chỉ là đem càn khôn hồ bực này hỗn nguyên chí bảo truyền thừa cho ngươi. Rất nhiều thời điểm làm chính ngươi đi con đường của mình, cho nên trời cao tà đều là nguyên thần trạng thái, liền tính là hắn thể sau khôi phục tiên thể, cũng rời đi ngươi, như cũng ngươi là ở đi con đường của mình. Có càn khôn hồ phụ trợ ngươi, ngươi cùng bổn không cần người khác đi an bài, để lại cho ngươi càn khôn hồ mục đích, chính là làm ngươi đi ra chính mình đại đạo. Hiện tại xem ra, ngươi làm được, càn khôn tạo hóa công chỉ là một cái căn cơ, nhưng diễn sinh ra đạo chủng đại đạo, đây là chính ngươi đồ vật. Ta cũng là không có, cho nên ta không có thao tác vận mệnh của ngươi, ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị.
Ta mà lựa chọn đem càn khôn hồ cho ngươi, kia cũng là vận mệnh chú định, hỗn nguyên đại đạo lựa chọn, nói nơi này ta phải cho ngươi nói một chút hỗn nguyên đại đạo, cũng sẽ là kế tiếp ngươi một cái khác lựa chọn, liên quan đến đã có thể không chỉ là chính mình, càng là ngươi muốn đi bảo hộ người, cùng những cái đó sẽ đi theo người của ngươi, thậm chí là càn khôn thần điện, ta lưu lại người, đều đem cùng ngươi có quan hệ, nhưng thật ra như thế nào lựa chọn chính ngươi lựa chọn, ta hiện tại chỉ là một cái pháp thân ảnh giống mà thôi. Đã sớm trước kỷ nguyên ta liền tiêu tán, lưu lại cái này pháp thân chính là tưởng nói cho ngươi về chúng ta thế giới này một ít việc nhi. Đương nhiên càn khôn thần điện những người này, ngươi nếu có thể bảo hộ, vậy giúp một phen, không nghĩ đi quản, cũng đều không sao cả, trong tam giới thiên đạo vận chuyển, có một cái quy tắc đó là định luật, ai cũng trốn không thoát. Chân chính có thể siêu thoát giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều người thậm chí đều không có tư cách tới siêu thoát tam giới ở ngoài điều kiện, vũ trụ vận chuyển. Thiên đạo dưới, tới rồi nhất định thời gian, vô lượng đại kiếp nạn đó là tất nhiên sẽ xuất hiện, sở bất đồng chính là, chỉ cần có người đi nỗ lực, vô lượng đại kiếp nạn cũng là có thể thay đổi, ta năm đó không có làm đến, hy vọng ngươi có thể thành công. Nghe càn khôn thần tôn nói chuyện, Dương Nghị Vân nghe ra một cổ tử siêu nhiên vật ngoại khí phách, đồng thời tim đập cũng nhanh hơn, hắn có dự cảm càn khôn thần tôn sẽ nói ra thế giới này hoặc là trong tam giới lớn nhất bí mật. Càn khôn hồ ở trong miệng hắn là hỗn nguyên chí bảo, thỏ ra cũng nói qua càn khôn thần điện thế giới này là hỗn nguyên thần cảnh giới cấp bậc thế giới, còn có 33 thiên điện cũng là cùng cái cấp bậc, hiện tại từ càn khôn thần tôn trong miệng nói ra, càng thêm bất phàm. Nghe tới, hỗn nguyên là một cái khác trình tự gì đó. Quả nhiên chỉ nghe càn khôn thần tôn nói, trong tam giới, chúng ta sở tu lớn nhất vì thiên đạo cảnh giới, chính là thiên đạo năm đại quy tắc áo nghĩa, tử vong, hắc ám, quang minh, sinh mệnh. Thời không, thêm lên hợp nhất, đó là hợp đạo, năm đạo hợp nhất, đó là siêu thoát tam giới, tu luyện mà ra lực lượng đó là hỗn nguyên chi lực. Cũng xưng là hỗn nguyên đại đạo, hỗn nguyên vượt qua tam giới ở ngoài, cũng là siêu thoát, tránh né hết thảy vô lượng đại kiếp nạn, đây là hỗn nguyên đại đạo, cao ước trong tam giới hoặc là nói siêu việt thế giới này lực lượng tồn tại, này đó là hỗn nguyên siêu thoát. Ta ở trước kỷ nguyên vô lượng đại kiếp nạn chung. Vì cấp phi thăng giả một mạch cầu được một đường sinh cơ, vì kết thúc thiên tộc cùng thần tộc chi gian đại chiến, mạnh mẽ hợp đạo, lại là tiếp xúc tới rồi hỗn nguyên. Khi đó mới biết được hỗn nguyên là vật gì, cũng rõ ràng càn khôn hồ là hỗn nguyên cấp bậc bảo vật, hỗn nguyên là siêu thoát trình tự, đáng tiếc ta mạnh mẽ hợp đạo vô duyên hỗn nguyên, bất quá lại là để lại một sợi ở càn khôn hồ chung, cũng coi như là của ngươi. Dương Nghị Vân nghe càn khôn thần tôn nói chuyện, như cũ có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng đại phương hướng cũng nghe minh bạch, dựa theo càn khôn thần tôn nói, trong tam giới lực lượng tối cao đó là thiên đạo, chia làm năm đại áo nghĩa quy tắc, tử vong, sinh mệnh, quang minh, hắc ám, thời không. Mà này năm đại áo nghĩa nếu hợp nhất, đó là sinh ra biến chất, trở thành hỗn nguyên chi lực, ở càn khôn thần tôn lời nói chung, hỗn nguyên là một cái khác đại đạo, siêu thoát tam giới ở ngoài đại đạo, cũng là hợp đạo lúc sau sở tiếp xúc trình tự. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi, nói cách khác. Chỉ cần tu luyện đến thiên đạo cảnh giới trình tự, năm đạo áo nghĩa đầy đủ hết, hơn nữa thành công dung hợp, đó là hỗn nguyên siêu thoát, cũng chính là ngươi hợp đạo cái kia thần kỳ trình tự. Mà đế tôn hiện tại là nhất có hy vọng ở tương lai thành tựu hỗn nguyên siêu thoát người, nếu đế tôn hợp đạo thành công, thành tựu hỗn nguyên siêu thoát, sẽ có cái gì hậu quả, ngươi lựa chọn đem càn khôn hồ truyền cho ta có thể làm cái gì. Còn có càn khôn hồ là ngươi luyện chế, cũng hoặc là ngươi được đến. Hoặc là nói là cũng sẽ mặt khác trình tự. Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Càn khôn thần tôn mở miệng nói, người nói không sai, đế tôn năm đó nhược ta một bậc, ta là bốn đạo hợp nhất, hắn là ba đạo hợp nhất, cuối cùng ta mạnh mẽ năm đạo áo nghĩa hợp nhất, mới kết thúc vô lượng đại kiếp nạn. Mà đế tôn trải qua một cái kỷ nguyên thời gian, sợ là đã tới rồi cuối cùng năm đạo hợp nhất thời điểm, một khi hắn hợp đạo thành công, thành tựu hỗn nguyên siêu thoát, không nói đối phi thăng giả nhất tộc. Liền tính là toàn bộ thần giới cùng thiên tộc cũng có khả năng là tai họa ngập đầu. Nói nơi này, càn khôn thần tôn tạm dừng một chút nói, trước kỷ nguyên hai tộc đại chiến, lại nói tiếp là thiên tộc ghen ghét phi thăng giả một mạch, nhưng chân chính nguyên nhân, ta ở hợp đạo lúc sau mới thăm dò nhất tuyến thiên cơ, phát hiện đế tôn trên người có vấn đề. Dương Nghị Vân nhìn không được nói, đế tôn trên người có gì đó vấn đề. U Minh mất đi tử khí, càn khôn thần tôn mở miệng. Nhưng U Minh hai chữ ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, lại là trong lòng nhảy dựng, bất quá hắn lần này không có đánh gãy thần tôn, nghe hắn tiếp tục nói. Tam giới có lục đạo luân hồi,
Tương truyền lục đạo luân hồi mở ra lúc sau, biên có một cái đủ để cùng tam giới sóng vai u minh giới, chính là tam giới hết thảy sinh linh cuối cùng thuộc sở hữu thế giới. Tam giới nếu có thuộc tính nói, vậy sẽ dương, mà u minh còn lại là âm thuộc tính, cùng tam giới hết thảy nước lửa tương dung, u minh giới tự do cường đại vô cùng tu luyện sinh linh tồn tại, nghe đồn vẫn luôn đều tưởng rách nát lục đạo luân hồi, đến lúc đó u minh giới liền có thể cắn nuốt tam giới, trước kỷ nguyên trung thiên tộc cùng phi thăng giả chi gian đại chiến xung đột, chính là có u minh giới sinh linh xâm nhập mà dẫn tới. Này đó có thể thông qua lục đạo luân hồi tiến vào tam giới quấy phong vân u minh sinh linh. Ở tam giới xưng là vực ngoại thiên ma, bọn họ tới rồi tam giới này dương thuộc tính thế giới, đó là vô hình vô tướng, chỉ biết tìm được người xâm lấn thần hải, do đó ảnh hưởng thao tác. Đế tôn vô cùng có khả năng là bị một tôn cường đại vực ngoại thiên ma cấp thao tác, cho nên mới có trước kỷ nguyên đại chiến, bực này đại chiến mặc kệ là có sinh linh thúc đẩy vẫn là tự nhiên hình thành, liền bị xưng là vô lượng đại kiếp nạn, dù sao đều là kiếp nạn. Trước kỷ nguyên ta mạnh mẽ hợp đạo lúc sau. Loại bỏ đại bộ phận đến từ u minh giới vực ngoại thiên ma, nhưng đối đế tôn trên người như ẩn như hiện cất giấu không có thể loại bỏ, cho nên nói một khi đế tôn hợp đạo thành công, đến lúc đó đế tôn vô cùng có khả năng sẽ bị thiên ma thao tác, tới rồi lúc ấy, đế tôn mở ra lục đạo luân hồi thậm chí hủy diệt luân hồi, toàn bộ u minh giới nói không chừng liền sẽ cắn nuốt tam giới hủy diệt. Cho nên người thời gian cũng không nhiều, nhất định phải ở đế tôn hợp đạo phía trước, giành trước một bước hợp đạo. Nhưng thật ra ngươi mới có thể ngăn cản đế tôn hủy diệt lục đạo luân hồi, bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ ngươi. Đến nỗi ngươi trong lòng lo lắng tu luyện vấn đề, lại là không cần lo lắng, ngươi là càn khôn hồ cái này hỗn nguyên chí bảo lựa chọn, là thiên mệnh chi nhân, tự nhiên có tranh một tranh hy vọng, thành tựu sẽ không kém. Càn khôn hồ nội có một tia hỗn nguyên chi khí, càng có 3.000 thần ma chi lực, hơn nữa 1.000 lần thời gian gia tốc, nghĩ đến là đủ chống đỡ ngươi cùng tu luyện đến thiên đạo chi cảnh. Nhưng là kia một sợi hỗn nguyên chi khí, là ta mạnh mẽ hợp đạo lực lượng, thay lời khác là ta tu luyện tới đồ vật, ngươi tự nhiên có thể dùng, nhưng là đều không phải là lựa chọn tốt nhất, trên thế giới tốt nhất đều đúng vậy chính mình tranh thủ mà đến lực lượng, mới là tốt nhất. Muốn hay không cắn nuốt ta cho ngươi lưu tại càn khôn hồ nội kia một tia hỗn nguyên chi khí, chính ngươi suy xét, bất quá ta kiến nghị là ngươi đi con đường của mình, bởi vì ngươi đã đi ra, ngươi sáng tạo đạo chủng tu luyện phương pháp, tiền đồ vô lượng. Nghĩ đến chính là dựa vào chính mình, cũng có thể hợp đạo siêu thoát. Nếu hấp thu ta cho ngươi lưu lại hỗn nguyên chi khí, tương lai tất nhiên sẽ có ước thúc, nếu ngươi lựa chọn tiếp tục kiên trì chính mình đại đạo, như vậy ta đem lưu tại càn khôn hồ trong vòng hỗn nguyên chi khí giải phong, nhưng thật ra càn khôn hồ cùng càn khôn thần điện thế giới sẽ tương hô ứng, ngươi tác vận dụng hỗn nguyên chi khí, tới ước thúc toàn bộ thần điện thần chúng, bao gồm bất luận kẻ nào, nhưng tiền đề là ở càn khôn thần điện trong vòng, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Sau khi rời khỏi đây liền không được. Bất quá ngươi hiện tại nhập trú càn khôn thần điện, tương đương cũng vĩnh viễn một cái hỗn nguyên thần cảnh thế giới, cái này thần cảnh cao hơn tam giới, cùng 33 thiên điện giống nhau, liền tính là thiên đạo cấp bậc cũng đánh không phá, đế tôn tiến đến, ngươi cũng có thể dựa vào càn khôn hồ nội hỗn nguyên chi khí cùng chi chu toàn. Như thế nói, càn khôn thần điện thế giới cùng càn khôn hồ nơi tay, chẳng khác nào ngươi có được một cái ổn định hậu phương lớn. Đến lúc đó ngươi có thể tâm vô bên thải theo đuổi chính ngươi đại đạo, mà ngươi muốn đi bảo hộ những người đó, đều có thể như càn khôn thần điện thế giới, ở trong đó tu luyện hiểu được thiên đạo tự nhiên, tắc làm ít công to, không có bất luận cái gì ước thúc áp chế. Tiếp theo, ngươi lựa chọn đi con đường của mình, kia có thể đi u minh giới nhìn xem, có lẽ sẽ có ngươi không tưởng được kết quả, hợp đạo lúc sau, ta thăm dò phía chân trời cũng không phải quá nhiều, nhưng đối với ngươi yên tâm, lại là có u minh giới chỉ dẫn. Nếu lựa chọn chính ngươi quyết định. Dương Nghị Vân nghe xong, hít sâu một hơi, hắn nghe hiểu Càn Khôn Thần Tôn nói, hai lựa chọn, một là ở Càn Khôn Hồ nội hỗn nguyên chi khí có sẵn hắn có thể hấp thu, như thế là điều lối tắt, nhưng tương đối bình thường, chưa chừng còn cạnh tranh bất quá đế tôn. Nhưng là con đường thứ hai nói, đi chính là chính mình đại đạo, con đường này nhìn không tới kết quả, thậm chí có thể nói tràn ngập không biết, nhưng nếu là thành công, tiền đồ không thể hạn lượng. Hơn nữa Càn Khôn Thần Tôn đều nói, thăm dò thiên cơ dưới, hắn cư nhiên muốn đi một chuyến u minh giới. Như thế Dương Nghị Vân biết chính mình không lựa chọn. Bởi vì Liễu Lanh Canh, hắn nhất định phải đến đi u minh giới. Ta lựa chọn đệ nhị điều, đi u minh giới. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói. Càn Khôn Thần Tôn nói, như thế rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đi u minh giới nhìn như hung hiểm chưa biết, nhưng cơ duyên to lớn, thần bí u minh giới.
bản thân cũng là chúng ta cái này vũ trụ thế giới một phân bộ, ngươi từ dương đến âm, hoàn chỉnh đi một chuyến, có lẽ sẽ có lớn hơn nữa đạt được. Dương Nghị Vân còn lại là nói, mấu chốt là U Minh giới như thế nào đi. Hắn nếu là biết như thế nào đi U Minh giới, hận không thể hiện tại lập tức liền đi, bởi vì Liễu Lanh Canh hắn là nhất định phải tìm được. Càn Khôn Thần Tôn lời nói đã thực minh bạch hắn đi U Minh giới tựa hồ là định số, có lẽ chỉ chính là Liễu Lanh Canh đi. Chỉ nghe Càn Khôn Thần Tôn nói, đi U Minh giới tiền đề là, người muốn tìm được lục đạo luân hồi, mới có thể mở ra tiến vào U Minh giới. Mà tìm được lục đạo luân hồi mở ra, ngươi yêu cầu chín đại thiên đạo cấp bậc trợ giúp, còn có tìm được kỳ lân có được nghe lén tam giới khả năng, có thể tìm được lục đạo luân hồi nơi, có lẽ ngươi tại hạ giới những cái đó thần thú đều có thể trở thành ngươi lớn nhất trợ lực. Tương lai ngươi khai lục đạo luân hồi, tiến U Minh giới, yêu cầu một ít thần thú trợ giúp, tỉ như kỳ lân, phượng hoàng cùng bằng côn. Cuối cùng ta ở nói cho ngươi một cái, Càn Khôn Thần Điện thời khắc pháp thần đi thần giới không biết nơi. Ngươi yêu cầu tìm được hắn, đến lúc đó hắn có thể giúp ngươi tìm được một ít thiên đạo cấp bậc cường giả trợ giúp, chỉ có 9 đại thiên đạo cấp bậc cao thủ tồn tại, là có thể liên thủ mở ra lục đạo luân hồi đưa ngươi tiến U Minh giới. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu đem Càn Khôn Thần Tôn nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hơn nữa đối với Thần Tôn quỳ xuống. Bởi vì giờ phút này Thần Tôn hình ảnh đã trong suốt lên, thực hiển nhiên là cuối cùng muốn tiêu tán. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Càn Khôn Thần Tôn mới là hắn sư tôn. Một khi đã như vậy tôn bái là hẳn là. Đệ tử Dương Nghị Vân cung tiễn Thần Tôn, hắn biết giờ khắc này Càn Khôn Thần Tôn mới là chân chính tiêu tán vô hình. Hỗn Nguyên Đại Đạo thần bí khó lường, đạo hữu bảo trọng, có lẽ có một ngày, chúng ta còn sẽ tái kiến đi. Câu này nói xong, Càn Khôn Thần Tôn pháp giống hoàn toàn biến mất. Dương Nghị Vân tam bái lúc sau lúc này mới đứng dậy, bất quá ở đứng dậy thời điểm. Hắn cảm thụ Càn Khôn Hồ bỗng nhiên chấn động. Sửng sốt lúc sau, lại là khóe miệng có ý cười. Giờ khắc này Càn Khôn Hồ cho nên đồ vật hiện ra ở hắn trong óc. Mà Càn Khôn Hồ nội Càn Khôn Thần Điện chung xuất hiện một sợi dòng khí huyền phù ở đại điện, hiển nhiên đó là Hỗn Nguyên chi khí. Dương Nghị Vân đứng ở tới sau, cẩn thận cảm thụ hạ, đích xác hắn hiện tại cùng toàn bộ Càn Khôn Thần Điện thế giới có huyết mạch tương liên cảm tạ, chẳng qua hắn biết thao tác Càn Khôn Thần Điện thế giới. Cuối cùng còn cần hắn trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ mới được, đây mới là kết cục tốt nhất. Nên đi ra ngoài nhìn xem, tử vong pháp thần có để hắn chết đâu. Dương Mỗ Nhân tự nói, xoay người đi ra đại điện. Dương Mỗ Nhân tự nói câu này, có để tử vong pháp thần chết, nếu làm những người khác nghe được nhất định sẽ nói hắn thất tâm phong không thể. Tuy rằng vừa mới ở thần điện trong vòng tiến giai tới rồi sơ giai thần vương chi cảnh, nhưng là muốn sát một tôn pháp thần, không hề nghi ngờ là người si nói mộng lời nói. Nhưng là đây là đối người khác mà nói, đối giờ phút này Dương Mỗ Nhân tới nói, hắn hiện giờ ở Càn Khôn Thần Điện thế giới, nói thật, thật đúng là có thể xử lý một tôn pháp thần. Bởi vì Càn Khôn Hồ hoàn toàn bị Càn Khôn Thần Tôn giải phong, hiện tại Càn Khôn Hồ nội có được một sợi hỗn nguyên chi lực. Này một sợi hỗn nguyên chi lực, hắn phát hiện liền ở Càn Khôn Hồ Thần Điện trong vòng, trước kia hắn thúc giục Càn Khôn Thần Điện chi lực nơi phát ra liền tới tự với này một sợi hỗn nguyên chi lực trong đó khả năng một phần vạn đều không đến lực lượng. Giờ phút này lại là hoàn toàn có thể vận dụng này cổ hỗn nguyên chi lực. Cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Toàn bộ Càn Khôn Hồ ở hắn vừa rồi xem xét thời điểm, đã hoàn toàn đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không gian to lớn, hoàn toàn hóa thành một phương thế giới, vuông vức ngàn vạn dặm, ước chừng là một cái đại lục. Đồng dạng xuất hiện một tòa vô cùng thật lớn ngọn núi, nhưng lại bị hỗn độn chi khí bao phủ, hỗn nguyên chi lực liền ở đỉnh núi, mà đỉnh núi chính là trước kia giấu ở hư không Càn Khôn Thần Điện, hỗn nguyên chi lực liền huyền phù Càn Khôn Thần Điện bên trong. Mặt khác xuất hiện sơn xuyên con sông từ từ, ứng có chỉ có, đương nhiên sinh mệnh chi thủy nơi không có biến, linh đào sơn, ngũ lôi tím thụ sơn, cùng sinh trưởng dưa hấu lôi xét đánh sơn đều không có thay đổi. Hết thảy như cũ. Chỉ là toàn bộ thế giới biến đại. Nội loại năng lượng cũng đạt tới có thể so sánh vai thần nguyên nông nỗi, thậm chí so với thần nguyên lực càng thêm nồng đậm. Bốn phía ở ngoài chân trời như cũ là hỗn độn. Trung quy không phải đại thế giới, này cũng bình thường. Bất quá thời gian tỷ lệ 1000 lần, càng thêm rõ ràng. Điểm này Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được. Lớn nhất biến hóa là, hắn biết hắn có thể vận dụng Càn Khôn Hồ thế giới lực lượng lớn hơn nữa. Hỗn nguyên chi lực liền ở trong đó. Đương nhiên cổ lực lượng này cũng không phải hắn tùy tiện là có thể vận dụng,
bất luận cái gì sự hắn biết đều không có nhẹ nhàng, không có đại giới, muốn thao tác này một sợi hỗn nguyên chi lực, hắn liền phải thừa nhận phản phệ. Cho nên tốt nhất không cần dễ dàng vận dụng, cổ lực lượng này quá mức đáng sợ, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt cứu mạng sử dụng. Càn Khôn Thần Tôn đều nói qua, hắn nếu là vận dụng hỗn nguyên chi lực, liền tính là đế tôn tiến đến cũng có thể ứng đối. Đủ để thuyết minh cổ lực lượng này cường đại, dùng để đối phó một tôn pháp thần tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên Dương Nghị Vân không cần vận dụng toàn bộ, chỉ cần điều động 1% có lẽ liền có thể làm được. Trước kia nói, này cổ hỗn nguyên lực lượng không bị giải phong, nhiều nhất có thể điều động 1/vạn, hơn nữa có phải hay không còn sẽ bị phản phệ. Hiện tại nói, hắn chỉ cần không toàn bộ điều động lên, tự nhiên sẽ không bị phản phệ. Vận dụng 1/1000, 1% khả năng đều có thể phát huy xuất siêu trăng tưởng tượng cường đại lực lượng. Lại còn có không cần lo lắng bị phản phệ. Hỗn nguyên chi lực là càn khôn thánh tôn hợp đạo như cũ xuống dưới lực lượng, tuy rằng là một sợi, nhưng lại hoàn toàn là siêu thoát tam giới lực lượng, cường đại là Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng, càn khôn thần tôn đều nói qua, Dương Nghị Vân nếu là lựa chọn luyện hóa dung hợp này một sợi hỗn nguyên chi lực, có lẽ thành tựu thiên đạo cuối cùng hợp đạo đều là có khả năng thành công. Nhưng là Dương Nghị Vân lựa chọn con đường thứ hai, hắn kiên trì đi chính mình đại đạo, hơn nữa dựa theo càn khôn thần tôn nhắc nhở muốn mở ra lục đạo luân hồi, tiến vào U Minh giới, dựa theo càn khôn thần tôn nói, hắn nếu như đi U Minh giới, có lẽ sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Đến nỗi càn khôn thần tôn lưu lại hỗn nguyên chi lực, vậy lưu lại bảo hộ hoặc là nói dùng để bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người đi. Dù sao hắn cổ lực lượng này ở trong tay hắn, có thể ở càn khôn thần điện thế giới phát huy ra thật lớn uy lực, chỉ cần tại đây một phương hỗn nguyên thần cảnh thế giới, vận dụng hỗn nguyên chi lực, liền tính là đế tôn lên, cũng đừng nghĩ phá vỡ càn khôn thần điện thần giới. Như thế liền có thể chính như thần tôn lời nói, chính mình có được một cái hang ổ, một cái có thể bảo hộ người nhà bằng hữu hậu phương lớn, có thể làm hắn không có nỗi lo về sau. Cho nên Dương Nghị Vân không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai, khai lục đạo luân hồi tiến vào U Minh giới, nhu cầu lớn hơn nữa cơ duyên, lấy cầu siêu thoát. Đến nỗi lúc này, hắn thật là có tự tin. Bởi vì trở thành này một phương càn khôn thần điện thế giới chúa tể. Càn khôn hồ cùng càn khôn thần điện thế giới chi gian liền tương tự thân thể cùng linh hồn dung hợp, bị càn khôn thần tôn giải phong hỗn nguyên chi lực sau, lẫn nhau chi gian có hoàn mỹ nhịp cầu, vận dụng thế giới này lực lượng chính là hắn hiện tại có thể làm, cũng tùy thời có thể làm được. Càn khôn hồ giống như là một phen chìa khóa, mà càn khôn thần điện này một phương thế giới, liền tương tự hắn ở thần giới có được thật thể bất động sản giống nhau, tương đương có căn cơ. Hơn nữa là có thể cái 33 thiên điện luận mỹ thần cảnh thế giới. Là chúng thần trong lòng thánh địa. Hắn hiện tại khống chế cái này thần cảnh thế giới, còn đúng là cảm giác có chút hư ảo, nhưng trên thực tế còn lại là thật sự. Càn khôn hồ chính là môi giới, là chìa khóa, chỉ có hắn có càn khôn hồ trong người, mặc kệ khoảng cách càn khôn thần điện thế giới rất xa, chỉ cần một ý niệm là có thể ra vào. Dù sao hiện tại hắn liền nghiêu, đương nhiên loại này nghiêu, giới hạn trong ở càn khôn thần điện thế giới, sau khi ra ngoài tự nhiên vận dụng không được càn khôn thần điện thế giới lực lượng. Ở chỗ này nói, hắn là có thể điều động càn khôn thần điện thế giới chi lực cùng hỗn nguyên chi lực. Đi ra thần điện, Dương Nghị Vân thấy được huyền phù ở thiên thỏ ra đám người. Tham kiến thần tôn vô thượng. Lại là thỏ ra đi đầu lực đỉnh. Tham kiến thần tôn vô thượng. Trừ bỏ tử vong pháp thần thi không tiếng động cùng 2 vạn thần chúng. Dư giả tất cả đều ở trên hư không thăm viếng đi xuống, đương nhiên lúc này đây thăm viếng là một loại lên ngôi. Giữa sân thỏ ra cùng sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt hơn nữa quang minh pháp thần trời cao tà đều cảm thụ thần điện trong vòng vừa rồi bộc phát ra kiểu gì hơi thở, đó là càn khôn thần tôn thời đại thần điện độc hữu hơi thở. Này liền thuyết minh Dương Nghị Vân ở thần điện trong vòng có cơ duyên, mà cái này cơ duyên đó là thần điện tán thành, hoặc là nói là càn khôn thần tôn tán thành. Từ Dương Nghị Vân đi ra thần điện một khắc khởi, hắn chính là chân chính thần tôn vô thượng, tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Đứng dậy đi, chư vị thỉnh nhập thứ 9 thần điện. Dương Nghị Vân vung tay lên, thiên địa mà động, lần này bao gồm thỏ ra ở bên trong đều ở Dương Nghị Vân này vung tay lên dưới, bị hư phục dựng lên. Đa tạ thần tôn, thỏ ra thực thành kính giống nhau, dẫn dắt chúng thần phi lạc mà xuống, dừng ở thứ 9 điện thần điện quảng trường phía trên. Cái này mọi người đều cảm nhận được một cổ vô hình uy áp từ Dương Nghị Vân trên người phát ra mà ra. Không thể nghịch chắn uy áp. Làm mọi người tim đập nhanh.
dừng ở thứ 9 thần điện quảng trường lúc sau, Thỏ Ra đứng ở Dương Nghị Vân bên người, ngẩng đầu nhìn về phía như cũ huyền phù ở trống không tử vong pháp thần thi không tiếng động cùng hai vạn thần chúng nói, thi không tiếng động chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn có ảo giác không thành. Tử vong pháp thần thi không tiếng động sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, hai tròng mắt lại là không cam lòng, hắn tự nhiên không phải ngốc tử, Dương Nghị Vân tiến vào thần điện lúc sau, lại đảo ra tới, giống như là thay đổi một người giống nhau, đương nhiên không phải khác biến hóa là hơi thở biến hóa, nhưng tu vi cũng từ thần quân cảnh giới đạt tới sơ cấp thần vương. Cảnh giới thượng không tính cái gì, nhưng hơi thở bất đồng, hoặc là nói là khí chàng. Toàn bộ càn khôn thần điện thế giới khí chàng như là lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm ở vần quanh, làm hắn cảm giác rõ ràng là cái tiểu thần vương tiểu tử, lại là như một tôn đỉnh thiên lập địa đại tôn giống nhau, thế nhưng tâm sinh vô lực phản kháng. Ở Thỏ Ra mở miệng nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân ánh mắt cũng xoát một chút dừng ở trên người hắn. Giờ khắc này thì không tiếng động cảm giác lưng như kim chích. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn thần phục tiểu tử này? Thi không tiếng động đích xác thực không cam lòng. Giờ phút này Thỏ Ra nheo lại mắt hỏi Dương Nghị Vân nói, là ngươi ra tay vẫn là ta tới. Ta đến đây đi. Dương Nghị Vân cười khổ một chút, hắn biết Thỏ Ra là có thực lực lực áp thi không tiếng động, đừng nhìn Thỏ Ra hiện tại thực lực cũng ở thượng vị pháp thần, nhưng chỉ là tạm thời, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ trở lại đỉnh mà đi. Trung quy là càn khôn thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả. Dương Nghị Vân hiện tại được đến thần điện tán thành hoặc là nói khống chế thần điện thế giới lúc sau, hắn đối nơi này mỗi người thực lực mạnh yếu đều là có thể có cảm ứng. Ở đây cường đại nhất vẫn là Thỏ Ra, tiếp theo không nghĩ tới chính là cư nhiên là sư phụ trời cao tà, tử vong pháp thần thi không tiếng động cùng sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt không sai biệt nhiều. Cho ngươi 10 tức thời gian, xuống dưới, ta còn nhận ngươi là càn khôn thần điện tử vong pháp thần, trước kia đối ta đuổi giết nợ cũ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Hồi phi yên diệt, Dương Nghị Vân nheo lại mắt, nhìn chằm chằm huyền phù ở trống không tử vong pháp thần thi không tiếng động kêu gọi. Trung quy là cái cường giả, Dương Nghị Vân nội tâm kỳ thật tưởng lưu lại thi không tiếng động. Nhưng là cũng phải nhìn hắn chân không quý trọng lần này cơ hội. Thi không tiếng động ánh mắt phun hỏa, hắn rất muốn một cái tát chụp chết Dương Nghị Vân, nhưng hắn biết không có thể, bởi vì Thỏ Ra cùng sinh mệnh pháp thần, quang minh pháp thần đều ở Dương Nghị Vân bên người. Hơn nữa Dương Nghị Vân trên người khí chàng cơ hồ là cùng càn khôn thần điện thế giới hòa hợp nhất thể, hắn không dám. Nhưng là làm hắn thần phục, thật làm không được, hưởng thụ vô số năm tháng cao cao tại thượng pháp thần đại nhân chi vị, đột nhiên làm hắn giống một tên mao đầu tiểu tử thần phục, thì không tiếng động làm không được. Chẳng sợ tiểu tử này là càn khôn thần tôn truyền nhân. Hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn đi cũng, từ đây lúc sau cùng càn khôn thần điện không hề can hệ. Đại đạo hướng lên trời cắt đi một bên. Không đến 10 tức, thì không tiếng động làm ra quyết đoán, lại là một cái lắc mình trực tiếp biến mất ở giữa không trung, cũng vô dụng để ý tới hai vạn đuổi theo. Hắn không dám động thủ, nhưng nghĩ phải đi, còn không có người có thể ngăn lại hắn, chung quy hắn là thượng vị pháp thần, hơn nữa là tử vong pháp thần, một khi hắn vận dụng tử vong chi lực, liền tính là thiên đạo cấp bậc cường giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ha ha, xem ra ngươi là một cái nói phải đi đến đen, cũng hảo, nếu ngươi làm ra lựa chọn, vậy chớ có trách ta, thần ấn. Cho ta phong, Dương Nghị Vân lạnh giọng mở miệng. Toàn bộ càn khôn thần điện thế giới đều ở hắn trong lòng bàn tay, thì không tiếng động còn tưởng rời đi, quả thực chính là chê cười. Một cái phong tự lạc bế, thì không tiếng động một tiếng nổi trận lôi đình, thân ảnh trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống tới. Hỗn nguyên một hơi, diệt. Dương Nghị Vân căn bản liền không có tự cấp thi không tiếng động cơ hội, trực tiếp thúc giục một phần ngàn hỗn nguyên chi khí, điều động toàn bộ thần cảnh thế giới thần lực, đè ở thi không tiếng động trên người. A! À, chạm vào! Hét thảm một tiếng thi không tiếng động thân thể trực tiếp ở phía chân trời nổ mạnh, hóa thành huyết vụ. Hoàn toàn tan thành mây khói. Dương Nghị Vân híp mắt lại quay đầu, trực tiếp đối với huyền phù ở không hai người thần chúng mà đi. Ngay lập tức chi gian hai vạn đi theo thi không tiếng động thần nhân vậy đều biến mất ở giữa không trung. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là nếu làm, vậy làm được đế, lập uy có đôi khi chính là huyết lễ rửa tội. Trở tay chi gian tử vong pháp thần thi không tiếng động cùng hai vạn đuổi theo tan thành mây khói. Tử vong pháp thần thi không tiếng động cập hai vạn tùy tùng thần nhân phản nghịch sát chủ, ta lấy thần tôn chi danh chu sát chi, hy vọng ngươi chờ ngày sau cần tuân thần điện pháp điển, chớ có đi rồi đường tà đạo. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh bốn phía xem như cho một cái định luận.
hắn đã cho thi không tiếng động cùng hai người thần nhân cơ hội, nhưng bọn hắn không quý trọng. Hơn nữa thi không tiếng động bản thân liền đuổi giết hắn cái này càn khôn thần tôn truyền nhân, từ một cái khác góc độ tới nói, chính là phản bội càn khôn thần tôn, Dương Nghị Vân lấy càn khôn thần tôn danh nghĩa tru sát cũng thích hợp. Thần tôn anh minh, toàn trường thăm viếng, lại không một người có dị nghị. Đích xác Dương Nghị Vân chiêu thức ấy chấn động nhưng vượt qua mọi người tưởng tượng, bao gồm Thỏ Ra. Trở tay chi gian tru sát một tôn thượng vị pháp thần, bực này thủ đoạn thần thông, mấy người có thể có. Đương nhiên Thỏ Ra mơ hồ đoán được một ít, nhưng hắn lại không hỏi ra tới. Càn khôn thần điện thế giới có chủ, đây mới là mục đích của hắn, cũng là hắn sứ mệnh. Chết một tôn tử vong pháp thần không ảnh hưởng toàn cục. Kế tiếp sự tình đơn giản, Dương Nghị Vân được đến 8 vạn càn khôn thần điện chúng thần tán thành, trở thành tân một thế hệ thần tôn, thành công lập uy, có được vô thượng uy nghiêm. Ở Thỏ Ra đề nghị hạ, mở ra kỷ nguyên mới càn khôn thần điện thần tôn hội nghị. Đương nhiên tham gia người, lại là không đủ 10 cái. Năm đại thần chủ, sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt, quang minh pháp thần trời cao tà, lôi đình hộ pháp tôn giả Thỏ Ra, hơn nữa Dương Nghị Vân cái này thần tôn vô thượng, tổng cộng 9 người. Thần chủ dưới giả, dùng Thỏ Ra nói, không tư cách tiến vào thứ 9 thần điện. Thứ 9 thần điện trong vòng. Giờ phút này Dương Nghị Vân ẩn tầng trung tâm sao trời tế đàn, biến ảo thành vương tọa. Đối với có chút bí mật, nên che giấu vẫn là đến che giấu, để tránh cho chính mình chọc phiền toái. Đại gia tiến vào lúc sau, Dương Nghị Vân phất tay chi gian thần lực biến ảo thành một chương bàn tròn, dùng để làm hội nghị chi dùng. Đảo cũng không có gì chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mọi người đều ngồi xuống liêu đi, Dương Nghị Vân ý bảo. Ở đây đều là cường giả, nhưng lại không hề nghi ngờ trung thành với càn khôn thần điện, bất quá Dương Nghị Vân rõ ràng chính là, bọn họ trung thành chính là càn khôn thần tôn, mà hắn cái này thần tôn truyền nhân, tự nhiên không thể cùng thần tôn đánh đồng. Cho nên tư thái rất thấp, cũng không có bởi vì chính mình vừa mới chém giết tử vong pháp thần thi không tiếng động mà có cái gì trên thực lực kiêu ngạo. Dương Nghị Vân rõ ràng hôm nay có thể xuất hiện ở hắn bên người 8 người, đều có thể xem như thần giới đứng đầu cường giả, mặc kệ là tư lịch vẫn là thực lực của đối phương, thậm chí còn là người ta ở càn khôn thần điện tư cách, đều yêu cầu hắn đi tôn kính. Huống chi trong đó còn có một cái là chính mình sư phụ trời cao tà. Đối chính mình tình huống, Dương Nghị Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn biết ở càn khôn thần điện thế giới, hắn có thể hô mưa gọi gió, có thể điều động toàn bộ thần cảnh thế giới lực lượng. Thậm chí có thể sử dụng càn khôn hồ nội hỗn nguyên chi khí. Nhưng nếu là không có cái này, hắn liền cái gì đều không phải. Nói đến cùng chung quy là ngoại lực, mà hắn tự thân thực lực, mới là sơ giai thần vương. Cái này tự thân tu vi đặt ở càn khôn thần điện thế giới, chính là lạn đường cái loại này, quá nhiều. Không có gì nhưng kiêu ngạo, cũng không dám có chút tự đắc. Ở đây năm đại thần chủ, hai đại pháp thần. Một cái Thỏ Ra càng là sâu không lường được lôi đình hộ pháp tôn giả, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở lại đỉnh thiên đạo cảnh giới. Đều là nhất đẳng nhất đại thần. Hắn có gần là cái thân phận. Đương nhiên át chủ bài là càn khôn hồ, đây là duy nhất tư bản. Ở một cái Dương Nghị Vân biết, hắn hiện tại là hoàn toàn cột vào càn khôn thần điện này giá rất nguy hiểm trên xe ngựa, từ nay về sau liền phải sinh tử vinh nhục cộng tiến thối. Bởi vì càn khôn thần điện là 33 thiên điện cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vô số năm qua 33 thiên điện đều ở tưới diệt càn khôn thần điện, đáng tiếc chính là càn khôn thần điện cũng là cùng 33 thiên điện giống nhau hỗn nguyên thần cảnh nơi, che giấu lên, ai cũng tìm không thấy, liền tính là tìm được cũng mở không ra. Tình huống hiện tại là, hắn đích xác đã không đường lui, bởi vì hắn hiện tại thật là càn khôn thần tôn truyền nhân, kế thừa càn khôn hổ cái này chí bảo, nhập chú càn khôn thần điện. Mà cái này thân phận còn lại là trời sinh cùng thiên tộc 33 thiên điện đế tôn vô thượng đối lập, tương đương là số mệnh cái loại này, trốn đều né tránh. Hắn về sau muốn mang theo càn khôn thần điện chúng thần, cùng 33 thiên điện chu toàn. Mà đế tôn vô thượng càng sẽ không bỏ qua hắn. Hết thảy cũng chưa biện pháp thay đổi, chỉ có thể đón khó mà lên. Có thể làm đó là, đi tới ở phía trước tiến. Hắn muốn siêu việt đế tôn, hợp đạo thành công. Mới có thể thay đổi cục diện. Mà càn khôn thần điện tắc sẽ là hắn một cái hướng về phía trước mà đi hậu thuẫn, mỗi một cái thần nhân đều đem là hắn lực lượng. Cho nên nói hắn phải làm hảo cái này tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Xem tình huống hiện tại là, hắn thật không xứng vị. Như thế liền càng cần nữa nỗ lực.
Đại gia nhập tòa lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dăm ba câu giảng thuật, hắn cùng Càn Khôn Thần Tôn chi gian ở thần điện đối thoại, đem Càn Khôn Thần Tôn nói đế tôn vô thượng vô cùng có khả năng đã chịu thiên ma phỏng đoán nói ra. Thỏ ra nghe xong trầm ngâm nói, sớm tại năm đó ta liền cảm giác không thích hợp, hiện tại xem ra, đế tôn cái kia lão tiểu tử đích xác có vấn đề, nếu đúng là nói vậy, tương lai chúng ta Càn Khôn Thần Điện thậm chí là toàn bộ phi thân nhất tộc, bao gồm một ít thiên tộc, chưa chừng đều sẽ táng thân. Lục đạo luân hồi, U Minh giới, nghe đồn thật là một loại khác sinh linh, cùng tam giới sinh linh không hợp nhau, như nước với lửa, một khi thật sự có một ngày U Minh giới sinh linh xâm nhập, đó chính là toàn bộ tam giới tận thế. Không biết thần tôn nhưng có tính toán gì không, người yên tâm, tuy rằng hiện tại Càn Khôn Thần Điện không bằng trước kỷ nguyên huy hoàng, nhưng là cũng như cũ có thực lực cùng 33 thiên điện thiên tộc chu toàn. Ta quyết định, đi thần giới không biết nơi, tìm được Càn Khôn Thần Điện thời không pháp thần, dựa theo Càn Khôn Thần Tôn nhắc nhở, thời không pháp thần hẳn là còn trên đời, muốn tìm lục đạo luân hồi, tiến vào U Minh giới, không thiếu được thiên đạo cấp bậc cao thủ. Dương Nghị Vân đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lúc này trời cao tà mở miệng nói, ta đồng ý đi tìm thời không pháp thần, năm đó chúng ta hai cái là thần tôn trong miệng có thể bước vào thiên đạo chi cảnh người, ta lựa chọn chuyển sinh trùng tu lấy cầu bước vào thiên đạo chi cảnh, mà thời không pháp thần còn lại là đi thần giới không biết nơi, tìm kiếm cơ duyên, lẽ ra cũng là có thể bước vào thiên đạo chi cảnh. Nếu có thể tìm được thời không pháp thần trở về, không hề nghi ngờ đối chúng ta Càn Khôn Thần Điện sẽ là một đại trợ lực. Trời cao tà đồng ý. Thần giới không biết nơi đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi. Thỏ ra tiếp thượng lời nói, nghe đồn đó là thần giới hoang dã, không có người đặt chân quá, tồn tại này một ít khai thiên tích địa liền lưu lại sinh linh, tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Bất quá tiến đến cửu tử nhất sinh, ở thần giới trong lịch sử, đi không biết nơi thần nhân không mấy cái bình an trở về quá, liền tính là có trở về giả, cũng đối nơi nào hết thảy chỉ tự không đề cập tới. Kiêng kỵ rất lớn, cho nên mọi người đều không biết đến tột cùng là địa phương nào, bởi vì không biết, mà bị xưng là không biết nơi. Từ từ, thỏ ra, dựa theo người ý tứ, đó chính là nói, như cũ vẫn là có người tiến vào không biết nơi, tuy rằng thiếu, nhưng lại chung quy đã trở lại. Là ai? Dương Nghị Vân hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 195.